Chăn nuôi toàn nhân loại chương 231, đưa một vị này tú nhi đi ngoài vũ trụ. Trong nội thiên địa, một mảnh rau dưa lều lớn cảnh tượng, trung ương là một trảng đèn led quang hợp, tán phát sáng rỡ ôn hòa ánh sáng, soi sáng vần quanh ba cái đen kịch tiểu thế giới, mà ba cái kia tiểu thế giới một mảnh cỏ xanh xanh miết, chỉ có 20 mét vuông tiểu không gian, còn bị nhấc lên từng cái giá, cung cấp từng cây xanh biết dây leo leo lên, nở hoa kết quả, cục cục cục, trên cỏ, bò từng con thét lên gà đưa ma, nhún nhảy một cái, đầy khắp núi đồi, vô cùng sinh động, mà trong ba cái nông trường này, bị Hứa Chỉ đặc dị tách ra cái một mét vuông phòng chứa đồ, bên trong phóng nước tương, muối, nước suối. Một hệ liệt nhà bếp gia vị, trong cơ thể ta, tốt một mảnh hoa quả điền viên cảnh tượng, thực hiện tự cấp tự túc nông thôn sinh thái hoàn cảnh, sau đó, cũng không cần ra phía ngoài mua gạo, nhà ta vườn trái cây cái này ăn hàng, chính ta liền có thể cung cấp ăn uống. Hứa Chỉ nhìn bên cạnh, ăn trong chậu thức ăn cho chó Asin, này một cái tụ hợp sinh vật chim, đây là hắn mang nhiều kỳ vọng tương lai mạnh nhất sức chiến đấu một trong, chỉ là, phía ta bên này tu luyện cửu chuyển huyền công, manh muội bên kia còn trong bóng tối trù tính biến pháp, đế kỳ bên kia còn có mấy ngày, mới có thể tiến hóa đi ra, ta không bằng thừa dịp thời gian này, mở ra lần sau Open Beta, rốt cuộc đế kỳ tân thế giới sắp mở ra, cần mới tinh vật chủng, nhìn một chút một sóng này nhân tài như thế nào. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, mưu tính hai cái sa bàn tương lai kế hoạch, hắn bỗng nhiên đưa tay vẫy một cái, trong không khí bỗng dưng lấy ra một cái gà đưa ma, cục 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 cô, Hứa Chỉ lưu loát bỏ đầu, nhổ lông chim, trong tay một án lửa lưu chuyển, hơi nướng chín. Vào giờ phút này, 30 mét vuông tiểu sa bàn trên, một bầy player đang ở tiến hóa sinh vật, cũng nhìn ngồi ở phía xa trên ghế tạo vật chủ, bất cứ lúc nào quan sát hắn, chỉ lo có cái gì ẩn giấu nhiệm vụ, mẹ nó. Tạo vật chủ gần nhất thiện tâm đại phát. Không đi bắt gà đưa ma, tay vung một cái, bỗng dưng sáng tạo gà đưa ma rồi, trời ơi. Núi Haruna tốc độ xe cuối cùng có cứu, một bầy 30 mét vuông bên trong, mini núi non sông suối, một bầy hình thù kỳ quái hiếu kỳ vật chủng, túng năm tụng ba đứng thành một đống thực vật, không ngừng xì xào bàn tán, hô to gọi nhỏ lên, cần điểm thì là, Hứa Chỉ không để ý đến bọn họ, mỗi lần chính mình ăn đồ ăn đều có thể ngạc nhiên. Ngồi ở trên ghế đưa tay, ào ào ào, trong nội không gian, một bình xốc lên che thì là, bột phấn hóa thành sợi tơ, từng tia từng sợi bay ra, phản phất điểm điểm đốm lửa ánh sáng đong đóm, bao trùm ở nướng đến khô vàng gà đưa ma phía trên, Waze. Này lại là ma pháp gì? Thật là đẹp. Lấm ta lấm tấm, ma pháp thiếu nữ bình thường rơi ra ở gà đưa ma trên người, xem ra gà đưa ma càng mỹ vị rồi, sẽ phát sáng xử lý. Ta muốn học. Một đám người vô cùng đau đớn, đỏ mắt đến không được, này quá tuấn tú rồi, Hứa Chỉ sớm đã thành thói quen, ăn một miếng gà đưa ma, rất hài lòng, nhẹ nhàng một cắn nước phân tán, ngon không gì sánh được, hắn cảm giác mình vẫn tương đối sẽ hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là một giây sau nhìn về phía sa bàn, chớp mắt sắc mặt cứng đờ, ha ha ha, một không nói lời nào, ma pháp xử lý tiệm, chính thức khai trương. Tới rồi, sáng thế thần cùng khoảng yêu nhất mỹ thực, gà đưa ma, có các loại khẩu vị. Chỉ cần phù thủy xã khu 500 sa tệ một phần, trong lúc bỗng nhiên, có hình thù kỳ quái hình người thực vật ở ven đường, dựng lên một cái tiểu một lều, bày sạp nướng, phía sau hắn, buộc từng con cơ thể sống gà đưa ma, ở cô kêu lên ùng ục. Tuy rằng, núi Haruna tốc độ xe đại lão gần nhất không ở, nhưng là hắn lưu lại vật chủng, mọi người đều rất tri kỷ giúp hắn nuôi trồng, rất yêu quý, không cho nó tuyệt diệt, ào ào ào, trong chuồng gỗ, đỏ rực lửa than nướng đến toàn bộ bếp đá đỏ chót. Một cái gà đưa ma bỏ đầu, ở lửa than trên xoay tròn, nướng đến đỏ chót, xì 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 tỏa ra mùi thịt, chảy mỡ trắng miệng, xem ra ngoài cháy trong mềm cực phẩm mỹ vị gà nướng, mẹ nó. Có đại lão tiến hóa ra gia vị liệu rồi, tức khắc, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Tuy rằng gà đưa ma mỹ vị làm người than thở, đã trở thành trong sa bàn các đại kỳ hành trồng vào hóa bên trong định kỳ hưởng dụng mỹ thực, mỗi một cái player đều sẽ nuôi đến ăn, nhưng bọn họ ăn đều là nguyên vị. Không có gia vị liệu để bọn họ quá người nguyên thủy bình thường sinh hoạt, đây là một kẻ hung ác. Chính mình nhọc nhằn khổ sở ngao hói đầu, chính là vì tiến hóa thành gia vị liệu, cải thiện sinh hoạt, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, ném đi nhìn kỹ kính nể ánh mắt, đến một phần, ven đường một cái màu phấn hồng bạch tuột đi ngang qua, ngươi muốn mùi vị gì? Có tê cay vị, tỏi dung vị, sữa chua vị, nước tương vị, chao vị, một người kia hình thực vật. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy có khách đến, đến một cái tê cây vị gà đưa ma, đến thời điểm đi phù thủy xã khu chuyển khoản cho ngươi. Kia bạch tuộc mở miệng, được rồi, một phần tê cây vị, xin chờ chốc lát.
Kia thực vật rất bình tĩnh cúi đầu, ở trên mặt đất đánh ra màu đen sợi rễ, chậm rãi dùng tay, kéo xuống một mảnh cổ xưa lão chân da, kéo, hắn xé thành mảnh vỡ, đem chân da mảnh vỡ rơi ra ở gà đưa ma trên, tức khắc một cổ mùi thơm nước mũi tê cây tươi hương truyền đến, lôi kéo người ta thèm ăn, bạch tuộc, hắn chớp mắt mặt liền đen rồi, ngươi làm gì thế a? Mẹ nó! Ngươi đem chăm chú như vậy chân da vết chai từng tầng kéo xuống đến, còn tung ở phía trên, ngươi là biến thái à? Ta gia vị liệu vật chủng, cây vị là dựa theo cây ớt tiến hóa, tự nhiên ở dưới chân chôn ở trong đất bùn, đây là vì duy trì tốt nhất vị. Kia thực vật một mặt vô tội, chỉ chân của mình, hai chân của ta là cây ớt, hắn chỉ chính mình tỏi cánh đồng dạng vặn vẹo xoắn ốc cánh tay, tay của ta là tỏi dung vị, sau đó lại giơ tay, chỉ chính mình dây leo nổ tung đầu, nước tương vị. Mọi người nhìn hắn, tức khắc khiếp sợ lên, đây là cả người đánh đổ ngũ vị bình thực vật à. Bạch tuộc cảm thấy đau đầu, nhìn một vị này kỳ hoa đầu bếp, nhìn này một cổ tê cây gà nướng, không biết có nên hay không ngoạm ăn, bỗng nhiên mở miệng, cổ này cây vị, tự hồ có mạch nha mùi thơm, hành gia a. Thực vật hình người kia, phản phất gặp phải tri âm, con mắt sáng như tuyết lên, thao thao bất tuyệt giải thích nói, đây là ta tự nghĩ ra cây vị, có chút tương tự mù tạc cùng ớt ở giữa vị, còn chen lẫn mạch nha, hạt lạc mùi thơm, bảo đảm ngươi khen hay, xác thực là quá thơm, ta không nhịn được, không quản gia vị liệu có phải là chân rồi. Khi bạch tuộc vừa nghe hương vị, tức khắc không nhịn được rồi, vị này trên thực tế là một cái đại ăn hàng, nghe mùi vị liền thực sự không nhịn được, quá mức mê người, lập tức lấy tới ăn một miếng, vừa mới nếm thử một miếng liền cảm động đến lệ rơi đầy mặt, ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon rồi, vừa thơm vừa cay, hắn cảm thấy cả người đều bay lên rồi. Phản phất lên tiên cảnh, tê cây bên trong mang theo mạch hoa thuần hương, thậm chí cảm giác vượt qua hiện hữu ớt chủng loại, quả thực là gia vị đoán trúng chân phẩm, một cái này thực vật player, có thể tiến hóa ra ăn ngon như vậy cây vị, tuyệt đối là hiểu ăn. Tức khắc, hắn đối một cái này thực vật player ấn tượng đổi mới lên, quá thoải mái rồi. Hắn tức khắc từng ngụm nuốt, đã cố bất cập từ đâu đến cây vị, thật là đẹp vị đến cực điểm. Tức khắc, bên cạnh cái kia cây cối, không khỏi hỏi từng ngụm nuốt hắn, con mắt tràn đầy đơn thuần, đại huynh đệ a, lần thứ nhất có người ngoài ăn, có thể cho cái đánh giá không? Ăn ngon không? Ta bệnh phù chân đủ cay con mắt sao? Bạch tuộc ăn được một nửa, chậm rãi từ trong miệng lấy ra một cái xương gà, nín mặt đỏ nghẹn nhìn hắn, bên cạnh chính đang vây xem mọi người cũng trợn mắt lên, cảm thấy vạn phần đau bi, đã có thể nghĩ đến người trong cuộc nội tâm dãy dụa cùng bi phẫn, quá thảm, nhưng là kia bạch tuộc xác thực là lão già tham ăn. Trong nháy mắt nếm trải mùi vị, triệt để say mê, không nhịn được lại ăn đi, ăn xong còn chưa đã ngứa, mở miệng nói rằng, đại huynh đệ, lại cho ta một cái tê cây vị. Ớt thả nhiều một chút, mọi người vừa nhìn, này mẹ nó cũng là một kẻ hung ác, vì ăn cái gì đều không để ý rồi, được rồi. Thực vật hình người kia tay chân lanh lẹ lên, cấp tốc xé rách chân của mình ra, ta bệnh phù chân xem ra còn chưa đủ thoải mái, một trận này có thể đem ngươi cay sặc con mắt, màu phấn hồng bạch tuộc. Chúng ta có thể không nhắc này một mảnh vụn không, nhưng mọi người xem hai người bọn họ tự ngu tự nhạc, mỹ vị mùi thơm tung bay ở toàn bộ lều lớn không trung, nghe kia trong không khí mê người gà nướng mùi vị, bọn họ vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng, dùng dập đi tới, huynh đệ, ngươi là một kẻ hung ác, ta nhận ngã xuống, đến một phần tỏi dung, coi như ngươi lợi hại, đến một phần mù tạc, nhưng liền là không có người điểm tê cây vị, ở đây player cái kia không phải cơ linh quỷ. Người này quá âm hiểm, quá mức ác độc, chỉ lo như là một vị này bạch tuộc player đồng dạng nghiện, trầm luân ở dưới da bàn chân của hắn vô pháp tự kiềm chế. Tức khắc, tất cả mọi người đều mê muội mỹ vị bên trong, miệng lớn nuốt, ăn quá ngon, mỗi một loại gia vị liệu, đều có đặc biệt tuyệt hảo vị, bọn họ không ngừng thử nghiệm cái khác khẩu vị, cảm thấy triệt để thoải mái đến không được. Bỗng nhiên lại có người nói, như vậy, đại huynh đệ, đến một phần trao vị đi, được rồi, xin chờ chốc lát. Khi thực vật mở miệng, chờ đã. Bỗng nhiên người kia kêu dừng hắn, trước nói một chút, ngươi trao vị ở đâu, kia thực vật thành thành thật thật chỉ thân thể phía sau, nơi này có cái hốc cây, ta xem là lên men giang, thế giới sa bàn này cũng có vi sinh vật, ta đem đồ vật bỏ vào lên men, rất mỹ vị, bảo đảm ngươi ăn một lần liền dừng không được đến, mọi người, hỏi chấm, lên men. Lẽ nào là khí mê tan lên men sao? Ngươi gọi một một không nói lời nào, vừa nói lời liền có thể nghẹn người chết, người kia ngơ ngác, chớp mắt tự bế. Cảm thấy sau đó ăn chao đều có bóng ma trong lòng, vội vã cấp thiết nói, đại huynh đệ, chỉ sợ ta ăn một lần liền dừng không được đến, không dám thử nghiệm a. Ta vẫn là đến một phần tỏi dung vị đi,
Hứa Chỉ cũng kinh ngạc đến ngây người rồi, hồi lâu không có nhìn tiểu sa bàn, dĩ nhiên lại bốc lên nhân tài như thế player, người này là công nhiên phóng độc a, năng lực mạnh đến nỗi đáng sợ, lại vẫn thật có thể khiến người ta mê muội ăn da chân của hắn. Một cái sa bàn tiến hóa trò chơi, lại một vị nhân tài chơi ra trò gian, dĩ nhiên đem mình tiến hóa thành gia vị liệu, Hứa Chỉ cảm thấy rất đáng sợ, cũng không dám thử nghiệm, chỉ lo cũng trầm luân xuống. Bất quá, vừa nói đến mỹ thực, ta trái lại nghĩ thành lập một cái thuộc về mỹ thực tiểu thế giới, trong cơ thể ta chính là một cái rất tốt hoàn cảnh. Rốt cuộc chư thiên vạn giới nếu như đều là chiến đấu hệ thống, một điểm đều không muôn màu muôn vẻ, không bằng xuất hiện một ít tiểu thế giới. Hứa Chỉ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, trí tuệ phó não, sinh vật này tiềm lực vô cùng, có thể so với phượng hoàng siêu phàm vật chủng xuất hiện, ngươi làm sao không nói cho ta? Trí tuệ phó não truyền đến máy móc trả lời, nên sinh vật, thất diệu bảo thụ tiềm lực bình thường, nói hưu nói vượng, rõ ràng chính là tiềm lực vô cùng. Hứa Chỉ cảm thấy cái này trí tuệ phó não IQ đã không thể cứu chữa, cũng còn tốt chính mình liếc mắt nhìn, không phải vậy bực này thiên tài tuyệt thế chỉ sợ muốn chớp mắt bị long đong. Quả nhiên, thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Sau đó nhiều lắm nhìn một ít tiến hóa sa bàn, miễn cho lọt qua một ít tiềm lực vật chủng, hắn càng ngày càng rõ ràng, trí tuệ phó não quá ngu, chung quy không phải vạn năng. Một giây sau, Hứa Chỉ chính mình phát thông cáo, thông cáo, chúc mừng player 11 không nói lời nào chỗ diễn biến vật chủng thất diệu bảo thụ, có mạnh mẽ tiềm lực, thu được thành tựu khen thưởng, dời ạ. Một vị này nghẹn người chết không đền mạng, bệnh phù chân còn cay con mắt huynh đài. Dĩ nhiên thu được thành tựu rồi, ông trời a. Loại này miệng đầy tao lời tiện nhân, dĩ nhiên cũng có thể, có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu, tức khắc, toàn bộ sa bàn đều chấn kinh rồi, ta cũng có thể. Liền người trong cuộc chính mình cũng rất giật mình, hắn vốn là tiến hóa không ra mạnh mẽ vật chủng, chỉ có thể tiến hóa gia vị liệu vật chủng, không có bất luận cái gì sức chiến đấu, lại không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến được đột nhiên như thế. Hứa Chỉ đúng là rất hờ hững, điều tra ra một vị này hiện thực thân phận tư liệu, là một cái đặc cấp bếp trưởng, hắn vì mình mỹ thực, khổ tâm mất công sức học tập thuyết tiến hóa, ngao trọc không ít tóc mới tiến hóa vật chủng này, hắn một viên này nhiệt tình mỹ thực tâm, để Hứa Chỉ cảm giác cùng chung chí hướng. Không gì sánh được thưởng thức nhân tài như thế, quả thực là thiên tài đầu bếp. Nấu ăn cùng phóng độc đồng dạng khuếch đại, còn tự mang gia vị liệu, nếu như đưa hắn đi vào nghiên cứu mỹ thực mấy trăm năm, sẽ phát sinh ra sao sự tình. Hứa Chỉ chính mình cũng cảm thấy có chút chờ mong, cảm thấy có thể trộm của hắn trộm mở cái cửa sau, không thể để cho nhân tài như thế bị long đong, là đưa hắn đi thế giới phù thủy, hay là đi hoang cổ thế giới. Cơm Tây vẫn là cơm Tàu. Hai cái thế giới mỹ thực văn hóa đều so sánh thô ráp, làm không tốt có thể nghiên cứu ra rất nhiều mới tinh thực đơn. Hứa Chỉ biết mỹ thực cho dù tốt ăn, không có đầu bếp nghiên cứu thực đơn, lượng thân nấu nướng, cũng không phát huy ra những nguyên liệu nấu ăn kia vốn là mỹ vị. Hiện tại, hắn nội không gian nuôi mấy cái nông trường trồng trọt, tuy rằng thiên nhiên liền ăn thật ngon, nhưng cũng bất quá là phung phí của trời thôi. Hiện tại có thể ký thác hy vọng, để hắn khai phá một loại mỹ thực lưu phái. Trong sa bàn. Vào giờ phút này, một một không nói lời nào cũng hưng phấn kêu to lên, vĩ đại tạo vật chủ, ta muốn mời ngươi ăn tê cây gà đưa ma. Lấy tỏ đạt ta cảm kích, ta thật là vui rồi. Nếu như ta có thể đến trong chư thiên vạn giới, ta nhất định phải ăn hắn một cái no. Toàn bộ các miếng làm thành mỹ thực, Hứa Chỉ mặt dần dần đen xuống đến, chu vi cũng mộng đến không được, nghị luận sôi nổi. Này một một không nói lời nào là cái nổi danh siêu cấp đại ăn hàng, tuy rằng không có cái gì tiến hóa tài năng. Tiến hóa ra nghịch thiên siêu phàm vật chủng, nhưng lại nổi danh có thể kiếm chuyện, trong đám người nhất có thể nhảy một người. Trước, Phượng Hoàng yết kiến sáng thế thần, chính là hắn lén lút đi tới muốn níu Phượng Hoàng lông chim, vẫn là hắn, biểu thị muốn đánh lén sáng thế thần, sau đó thừa cơ kéo xuống chân da cũng là hắn. Căn cứ mọi người sau lưng suy đoán, hàng này mục tiêu, rõ ràng là nghĩ nếm thử mùi vị gì, coi như là thần cũng phải ăn cho ngươi xem. Hứa Chỉ, hắn cũng ngẩn ra. Nghe được xa xa nghị luận hắn hành động cùng Tiền Khoa, nhìn cái kia hoang hô nhảy nhót hình người thực vật, hài lòng đến ghê gớm, hoàng nguyên đảo quanh, tức khắc lắc đầu, quên đi, loại này tú nhi, vẫn là đưa hắn đi ngoài vũ trụ, để hắn cùng đế kỳ tâm sự nhân sinh lý tưởng đi. Trên Internet, vô cùng hoang hô nhảy nhót, trước mọi người đều cảm thấy, siêu phàm vật chủng, nhất định phải có lực chiến đấu mạnh mẽ, như gà đưa ma tuy rằng mỹ vị, nhưng kịch độc sức chiến đấu khủng bố, lại như manh muội cao thụ, ngưng tụ đạo quả. Vốn là cực kỳ sinh vật đáng sợ, chính là slime cũng có thể biến thành động cơ, chiến tranh luyện kim tạo vật, pháo đài bay, năm đó treo lên đánh Medusa, mẹ bán phê, xem ra, chúng ta bị siêu phàm vật chủng cho nói dối rồi,
Siêu phàm tiềm lực vật chủng chỉ chính là các loại lĩnh vực đỉnh tiêm sinh vật, chỉ cần có mạnh mẽ tiềm lực liền được rồi, thiệt thòi chúng ta trước vẫn cho là cần sức chiến đấu. Khóc, nếu như không cần sức chiến đấu, ta cũng làm cái mỹ thực sinh vật, người người ăn đều nói được. Lấy này tiến vào dị thế giới, hài lòng, sau đó 10 cái sắc vi tệ một cái, mỹ vị ngon miệng, protein là thịt bò 8 lần, buồn cười, vô số người nhiệt liệt ồn ào lên, âm thanh làm người tràn ngập kinh hỉ, mọi người đều cảm giác mình một cái mới tinh Dương Khang đại đạo, đặt tại trước mắt, chư thiên vạn giới, ta đến rồi, xem các ngươi gia gia ta đại triển thần uy, bọn họ tuy rằng đều rất vui vẻ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nhân gia tuy rằng làm xử lý thực vật, vượt xa đồng loại, đỉnh tiêm xuất chúng đến cực điểm, các loại khẩu vị, đồng thời tươi đẹp đến mức tận cùng. Hứa Chỉ nhìn trí tuệ phó não sàng lọc hình thức, trước hắn đúng là rất tán đồng, hiện tại nương theo tầm mắt dần dần cao thâm, biết mình đã cùng năm đó trùng tộc mẫu sào, đi lên hoàn toàn khác nhau con đường. Đối phương là bạo binh lưu, lấy chiến nuôi chiến, khủng bố như châu chấu xâm lấn chiến đấu chủng tộc, chỉ cần bạo sức chiến đấu, bạo binh chủng, không quan hệ sức chiến đấu vật chủng hết thảy không muốn. Quần áo nhẹ ra trận, hình thành một đội quân, mà ta không thể như vậy, ta là sáng tạo thế giới lưu phái. Một điểm đa dạng hóa không gian cũng không cho, này còn làm sao chế tạo chư thiên vạn giới. Hứa Chỉ nháy mắt một cái, hắn cảm thấy sức chiến đấu không thể quá thuần túy, cũng là chồng chất ở đa dạng hóa văn minh cơ sở trên, một điểm cái khác sắc thái đều không có, thuần túy bạo lực máu tanh tất nhiên không lâu dài, là nên bắt đầu đổi mới ra bàn rồi. Hứa Chỉ điều chỉnh một hồi, sau đó trí tuệ phó não xét duyệt tiêu chuẩn, xử lý một ít việc vặt vãnh sau. Một giây sau, toàn bộ bào tử tiến hóa ra bàn bên trong lại truyền tới mới nhắc nhở thông cáo, bào tử tiến hóa, nội trắc bản 0.5 chính thức đổi mới login. 1. Đem lại lần nữa mở ra 30 tên nội trắc tiêu chuẩn, trò chơi online nhân số, cao nhất có thể đạt tới 240 người. 2. Nội trắc tiêu chuẩn xét duyệt, y nguyên sinh vật học luận văn hình thức. 3. Y nguyên thực hành cuối cùng đào thải chế, lần này 5 trắc, đem đào thải rơi trên kỳ 210 tên nội trắc player bên trong cuối cùng 80 người, cụ thể đào thải player tiêu chuẩn vì. 4. Phù thủy xã khu, mở rộng 500 tên người ngạch, sắp mở rộng đến 1.000 nhân số. 5. Mở ra mới ẩn dấu phó bản mỹ thực thế giới, phù thủy xã khu, mỗi cái tuần lễ minh tưởng dài nhất, chiến đấu PVP võ đài trước vài tên player, đem thu được tiến vào tư cách, lữ hành một tuần, khổ tu cùng mỹ thực càng thêm phối hợp yêu. Phía trước cũng còn tốt, phía dưới hai cái mới đổi mới thông cáo, triệt để kích động náo nhiệt lên, phù thủy xã khu nhân vật số lượng, đầy đủ gia tăng rồi gấp đôi, như vậy có thể lock in người. Chỉ sợ càng ngày càng số lượng khủng bố, có lẽ sẽ trở thành cái thứ hai Nhàn Nhã xã khu, triệt để đánh bại tất cả hiện nay xã giao phần mềm. Đồng thời, tân thế giới, mỹ thực thế giới. Đây là ý gì? Xem ra là phi thường chỗ đặc biệt, rất nhiều người cũng đang thảo luận, ở trong diễn đàn quét mới mười mấy trang, cũng đang thảo luận một trận này đổi mới thông cáo nội tình, rất chờ mong ngày mai đổi mới nhật đến. Mỹ thực thế giới, đương nhiên là tiến vào trong bụng của ta, mở ra các ngươi xử lý mỹ thực lữ trình. Hứa Chỉ nhấp trà, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, sau đó ta trong bụng, chính là mỹ thực tiểu thế giới mô hình rồi, nơi này là thuộc về mỹ thực thế giới, không có đẹp đẽ mạnh mẽ phu thuật, đạo pháp, có vẻn vẹn là sinh sôi đến đỉnh phong mỹ thực, một cái tràn ngập ảo tưởng kỳ chân thực tài mỹ thực thế giới, có các món ăn ngon thợ săn, nấu nướng xử lý, đi lên thực tu một đường, Hứa Chỉ không ngừng não bổ, đến mức ma phương sinh vật, phù thủy xã khu cũng xác thực là thời điểm mở ra mới xây dựng thêm rồi. Bởi vì trước thần chỉ cảnh giới, vẫn không có mở ra đến, không có thành thục con đường, không dám để cho nó tu luyện quá nhanh, nhưng hiện đang mở ra đi ra, liền lại khoách lớn gấp đôi, chậm rãi ấp ủ liền được rồi. Ngày thứ hai, vườn trái cây ánh nắng tươi sáng, Hứa Chỉ lên trời căng gió trở về, mới nội trắc bắt đầu, mới đi qua ngăn ngắn 10 phút thời gian, bào tử tiến hóa, trò chơi diễn đàn quan phương hậu trường hồng thư, tiếp thu được vô số luận văn, quả thực đáp ứng không xuể. Vào giờ phút này, một cái tiêu chuẩn ở trên thị trường, đã xào đến 1 triệu nguyên giá cả, vẫn là có tiền cũng không thể mua được, thậm chí có thổ hào ngầm biểu thị, giá tiền có thể mở, chỉ cần có tiêu chuẩn. Lần này luận văn, toàn bộ người đều mưu đủ kình, đem mình tích trữ thành quả dùng dập lấy ra. Bất quá gần nhất, Hứa Chỉ đúng là nhìn thấy một cái nào đó điều tra báo cáo, mấy nhà quốc nội bảo vệ tóc nước gội đầu công ty giá cổ phiếu tăng vọt, không ít nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu phân tích. Khả năng này là khoảng này vượt thời đại hiện tượng cấp, bào tử tiến hóa, trò chơi ảnh hưởng, vì bảo vệ tóc. Vô số các chuyên gia dồn dập biểu thị, hắn trước sau như một bắt đầu quan sát khóa này nhân tài. Slide tiến hóa, chấp giật slide, tham khảo cá trình điện, luận sinh vật máy phát điện diễn biến, Hứa Chỉ nhìn một chút thao thao bất tuyệt, cùng với thiết kế diễn biến con đường,
đúng là trở nên khá bình tĩnh. Cái trước nói muốn làm Yados, hiện tại vẫn không có hình bóng. Bất quá một vị này player tiến hóa con đường đúng là rất cụ thể, có thể bỏ vào đến thử một lần, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm mình tuyệt đối thành công, chỉ cần có luận văn tiềm lực, cùng với nhất định tính khả thi đã đủ rồi. Màu xanh thực phẩm tuyến sinh sản, có thể ăn dùng nấm loài nấm, hữu hiệu giải quyết nạn đói vấn đề. Hứa Chỉ không ngừng lật xem, rất nhanh, nhìn thấy trí tuệ phó não đánh dấu một cái rất đặc biệt luận văn, luận hệ thống hình thái sinh mệnh diễn biến cùng tiến trình, chư thiên vạn giới, có xuyên việt giả, làm sao có thể không có hệ thống, ta có thể tiến hóa thành hệ thống sinh mệnh. Hứa Chỉ suýt nữa thổ huyết, này mẹ nó từ đâu tới nhân tài, nhân gia mỗi cái player tiến hóa thành mỹ thực, liền lập tức có người đem mình đã biến thành gia vị liệu, nhân gia mỗi cái player đều hy vọng trở thành xuyên việt giả, rời đi thế giới, ngươi liền bắt đầu đem mình đã biến thành hệ thống, mạch não thanh kỳ, này còn không phải nhất tú chính là, lý luận có vẻ như khả thi. Không đúng vậy sẽ không do trí tuệ phó não, phóng tới trong tay hắn, dở khóc dở cười đồng thời, không khỏi cảm thán những người chơi này thật có thể kiếm chuyện, chỉ thấy trong luận văn mở đầu viết, cái gọi là hệ thống, ta đem nó lý giải vì một loại nào đó máy móc AI sinh mệnh, tương đương với hiện tại máy xử lý trên trí tuệ nhân tạo, cung cấp số liệu hóa trợ giúp, đây chính là ta muốn tiến hóa sinh vật, đơn giản tới nói, có thể mang nó lý giải là một loại nhân công trên người chở khách máy tính, tương đương với trong xã hội loài người điện thoại di động Android, máy tính Windows hệ thống, càng đơn giản tới nói, chính là tương đương với người hiện đại bên người mang theo một đài điện thoại di động. Như vậy, ta đến nói một chút hệ thống diễn biến độ khả thi, diễn biến nền silicon sinh mệnh. Mọi người đều biết, chúng ta làm nền carbon sinh mệnh, vẫn luôn thảo luận trong vũ trụ, phải chăng có nền silicon sinh mệnh tồn tại. Phải biết, hiện đại máy tính chip, bản mạch điện, thiết bị chứa đựng, tất cả đều là nguyên tố silic chế tạo, silic trời sinh có thể tồn lấy đại lượng tin tức, tỉ như máy tính, trí tuệ nhân tạo, máy móc sinh vật. Tương lai sinh ra trí tuệ sau, khả năng là nhân loại chúng ta chế tạo một loại khác loại nền silicon sinh mệnh mô hình, thiên nhiên là thần kỳ, thời gian sẽ làm không có trí không con chuột cũng có thể dựa vào vô căn cứ phương thức gõ xuống bàn phím, viết ra go thái thơ, cũng cho chúng ta này một đống khối thịt, carbon hydrat chất hỗn hợp, đều có thể lấy một loại kỳ dị phương thức sắp xếp, hình thành đơn bào, trải qua mấy trăm triệu năm, sinh ra trí tuệ, không ngừng diễn biến, trên người chúng ta mỗi một tế bào, đều so với nhân loại hiện nay chế tạo bất luận cái gì dụng cụ tinh vi đến được phức tạp, như vậy, trong giới tự nhiên có khả năng hay không, vừa vặn ở đại lượng nguyên tố silic trên tảng đá, đồng, nhôm, vừa vặn bám vào ở phía trên, lấy một loại ngẫu nhiên phương thức sắp xếp, hình thành một đài thô sơ máy tính, đồng thời có trí tuệ. Đây chính là trong vũ trụ, nền silicon khởi nguồn của sự sống khả năng. Tới đây, tin tưởng các vị, bào tử tiến hóa, trò chơi trù hoạch, là có thể nghe hiểu được luận văn của ta lý niệm. Hứa Chỉ liền vội vàng gật đầu, biểu thị chính mình có thể nghe hiểu, tuy rằng như hiểu mà không hiểu, xứng đáng là đại lão. Thuật nghiệp có chuyên công, hắn tiếp tục xem tiếp, phía trên tiếp tục viết đến, như vậy, chúng ta hiện tại có thể không đem nó chế tạo ra, thuần túy nền silicon sinh mệnh, ở trong giới tự nhiên rất khả năng là do hàm silic khá nhiều hạt cát, thủy tinh, pha lê tạo thành, đơn bào ban đầu làm nền carbon sinh mệnh, tự nhiên là không thể diễn biến nền silicon sinh mệnh. Sinh mệnh ban đầu kết cấu liền không giống, nhưng chúng ta huyết nhục bên trong, ở bào tử diễn biến thành một loại vỏ cứng sinh vật, nuốt hạt cát, có thể có đại lượng nguyên tố silic, thân thể hơn nữa là xương cốt nguyên tố silic phiến đá, phía trên như vỏ sò bình thường, có đại lượng hoa văn hướng đi, hình thành thiên nhiên bản mạch điện, tương tự sinh vật phó não, hình thành một loại ngụy nền silicon sinh mệnh, đây chính là hệ thống, chỉ cần ta cái hệ thống này sinh vật, có thể bám vào ở trên sinh vật. Liền có thể vì đó cung cấp số liệu trang báo, Hứa Chỉ bốc lên mồ hôi lạnh. Một vị này đại lão, quả thực trâu lật trời, những người khác đều ở nghiên cứu tiến hóa sinh vật thời điểm, hắn cũng đã vượt qua thời đại, bắt đầu nghiên cứu nền silicon sinh mệnh, tiến hóa ra hệ thống sinh vật quần thể rồi, quả thực quá tao khí rồi. Hứa Chỉ trong đầu, đã bắt đầu não bổ một cái hình ảnh, một cái chip bản mạch điện sinh vật, ở đối với những khác bản mạch điện xì xào bàn tán, đại huynh đệ, ngươi cái kia ký chủ thế nào? Chúng ta ký sinh ở trên người bọn họ, lén lút phát dục, các loại ban bố nhiệm vụ, nhân cơ hội tăng lên sức mạnh của chính mình, bị phát hiện không có, không có. Hàng kia quá nhiều ngu xuẩn, ta tự xưng là hoàng kim đồng hệ thống, hắn dĩ nhiên cả ngày nghĩ đến xem mỹ nữ, liền không thể đi đánh cược cái tảng đá, mở cái đế vương lục à. Hắn kiếm tiền, mua chút thứ tốt, ta mới có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ a, mẹ nó. Phía ta bên này càng thêm khổ bức được không? Phía ta bên này vốn là cái vấn đề thiếu niên,
ta tự xưng mạnh nhất tu tiên hệ thống, kết quả hàng kia cả ngày không tu luyện, ta rõ ràng gần nhất khuyết một điểm tài nguyên liền đột phá, bị tạc thật lâu, ta có muốn hay không phát một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, lừa hắn đi chấp hành, lén lút tiêu diệt cái này ký chủ, đổi một người chủ nhân. Phía ta bên này cũng là cái vô liêm sỉ, cả ngày nhiệt huyết đánh quái, vượt cấp khiêu chiến trang bức, gần nhất còn tham gia học viện thi đấu, làm náo động lớn, không biết trốn đi rụt rè phát dục, cả thế gian vô địch lại ra khỏi núi sao. Không bằng chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, để chúng ta ký chủ tàn sát lẫn nhau chứ. Một đống hệ thống tạo thành quần tán gẫu, ở xì xào bàn tán, bọn họ dồn dập tố khổ, chính mình bình thường gặp phải vô hố ký chủ. Các ngươi cũng còn tốt, ta làm thuộc tính máy sửa chữa, mới chính thức áp lực như núi, ký chủ của ta là cái bắp thịt Aniki, động một chút là bạo sam, còn rất vô sĩ nói mình thiên phú kỳ tài. Trời sinh chính là vì cứu vớt thế giới từ nhỏ, có thể đi đến một bước này căn bản không phải dựa vào hệ thống, ta bình thường đều không dám nói chuyện, liền tu luyện cũng không dám, chỉ lo hắn phát hiện ta có ý thức, đem ta đánh chết tươi. Trung lẩy bẩy, Hứa Chỉ vừa nghĩ, bỗng nhiên có chút sợ hãi, chuyện này làm sao cảm giác cùng ta khá giống. Hắn cảm thấy da đầu đều có chút đã tê rần, chậm rãi đối trí tuệ phó não mở miệng, hệ thống chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Lại một lần vượt qua thời đại vật chủng, tương đương với ta loại này trí tuệ phó não. Máy móc tính âm thanh truyền đến, này xem ra quá khuếch đại, thật khả thi sao? Hứa Chỉ vẫn cứ thăm dò tính mở miệng, lúc này, trí tuệ phó não truyền đến máy móc tính trả lời, trong vũ trụ mịt mờ, có đại lượng các thức sinh mệnh hình thái, năng lượng sinh mệnh, ion thái sinh mệnh. Thậm chí trong truyền thuyết khủng bố nhân quả luật lượng tử sinh mệnh, trong đó lớn nhất chủng loại tự nhiên là nền carbon sinh mệnh cùng nền silicon sinh mệnh, chiếm cứ 99%, rốt cuộc trong giới tự nhiên, than cùng silic nguyên tố cực kỳ phổ biến, nền silicon sinh mệnh bị chúng ta xưng là máy móc sinh mệnh, chúng nó cùng huyết nhục sinh mệnh không giống, đặc điểm lớn nhất là xử lý tính toán lượng khủng bố, giống các ngươi nói nhân công trí não, Hứa Chỉ rõ ràng, nhân loại cũng là nền carbon sinh mệnh. Trùng tộc nhưng là nền carbon trong cuộc sống, đứng đầu nhất một loại. Đương nhiên, lúc này Hứa Chỉ cũng rõ ràng, trùng tộc có thể diễn biến tất cả sinh mệnh, đều là ở hiện hữu sinh mệnh mặt kết cấu, cái khác liền rất có sự hạn chế, không phải vạn năng. Đối này hắn biểu hiện rất hờ hững, trên thế giới không có vô địch sinh mệnh, đây mới thực sự là hiện thực. Trí tuệ phó não tiếp tục truyền đến tiếng máy móc, bên trong hệ thống sinh mệnh, này sớm ở trùng tộc mẫu sào trên người được ứng dụng, chiến đấu phó não. Là chúng ta phía khoa học kỹ thuật mỗi một vị cao đẳng chiến sĩ tiêu phối, mà ta, chính là năm đó trùng sào mẫu hoàng chiến đấu phụ trợ phó não, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, ta cũng là ngụy nền silicon sinh mệnh, một vị này player luận văn, chính là chế tạo chúng ta những sinh mạng này con đường, chỉ có điều, chúng ta phía khoa học kỹ thuật là dùng tính mạng nhà xưởng chế tạo, một vị này player, dùng phía siêu phàm sinh vật diễn biến chế tạo, đồng thời nó là một loại ký sinh loại siêu phàm sinh mệnh, có thể tự mình tu luyện. Cùng chúng ta thuần phụ trợ công hiệu hoàn toàn khác nhau, đi ra cùng chúng ta con đường hoàn toàn khác, Hứa Chỉ sững sờ, trùng tộc phó não tồn tại, hắn vẫn rất mơ hồ, hiện tại mới rõ ràng lên. Nguyên lai ở năm đó phía khoa học kỹ thuật trùng tộc bên trong, hầu như mỗi một cái cao tầng chủng tộc, đều sẽ tiêu phối trùng tộc phó não, này vừa nghĩ chớp mắt cũng vô cùng hợp lý, thậm chí tất nhiên, chúng ta xã hội hiện đại đều mỗi người xứng một đài điện thoại di động, trùng sào mẫu hoàng phía khoa học kỹ thuật không mỗi người xứng một đài trí tuệ phó não. Đó mới kỳ quái, trùng sào phó não lại lần nữa truyền đến âm thanh, đương nhiên, đời trước vĩ ngạn anh minh trùng tộc mẫu hoàng, là một vị vượt qua vô số năm tháng vũ trụ bá chủ, ta làm trùng tộc mẫu hoàng trí tuệ phó não, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là một cái cứu cực tầng thứ trùng tộc anh hùng, Hứa Chỉ toát mồ hôi lạnh, trùng tộc bào tử diễn biến từng cái chủng tộc hoàn toàn mới, mỗi một chủng tộc cũng có thể sinh ra trùng tộc anh hùng, trước mắt trí tuệ phó não, là trùng tộc phó não chủng tộc này bên trong trùng tộc anh hùng. Ngươi hóa ra là một cái năm gen tầng thứ cứu cực trùng tộc anh hùng. Hứa Chỉ khiếp sợ lên, nguyên lai chân chính SSR, liền ở bên người. Năm đó ta duy nhất không phải chiến đấu trùng tộc anh hùng, cho rằng trí tuệ phó não sử dụng. Máy móc tính âm thanh truyền đến, hậu kỳ trùng tộc mẫu hoàng, đã vứt bỏ chính mình ban đầu sinh sôi nảy nở mẫu hoàng thân thể, không muốn làm như lạc kiến chúa bình thường sinh dục cơ khí, ta cùng nó nguyên bản trùng sào thân thể dung hợp lại cùng nhau, làm đài điều khiển. Có các loại thống ngự toàn tộc thiên phú, sở dĩ, ngươi đã biến thành vô tình sinh sôi máy đẻ, thật thảm a. Hứa Chỉ trầm mặt chút, mới thử điều ra trùng sào phó não chuỗi gen, 1, bào tử đưa lên, 2, cực kỳ nhanh chóng tính toán, 3, tế bào phân liệt tốc độ điều chỉnh, 4, càng vĩ độ thống ngự trùng tộc, 5, trùng tộc khóa gen. Hứa Chỉ ngơ ngác nhìn một vị này cứu cực trùng tộc phó não,
Nó làm năm đó trùng sào mẫu hoàng hạt nhân quyền hạn, lúc này hội tụ trùng tộc hết thảy thống trị cấp thiên phú, mỗi một cái gen thiên phú đều có thể nói nghịch thiên, sánh ngang phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Bào tử đưa lên một hạng này thiên phú không nói, vô hạn khả năng, là trùng tộc mạnh nhất năng lực, mà cực kỳ nhanh chóng tính toán, tự nhiên là trí tuệ phó não thiết yếu cơ sở năng lực, tế bào phân liệt tốc độ điều chỉnh, càng không cần phải nói, nghịch thiên đến bạo được không, vượt vĩ độ thống ngự trùng tộc, có thể không nhìn khoảng cách không gian câu thông thuộc hạ, đây là trùng tộc mẫu hoàng, thống ngự vô số các cái tinh cầu bộ đội, chinh chiến tinh không lớn nhất sức lực, hiện tại Hứa Chỉ cũng là bởi vì năng lực này, mới có thể câu thông xa cuối chân trời đế kỳ, trùng tộc khóa gen, lại là bố trí các loại hạn chế, viết ở bọn họ trong gen, lưu lại một cái cửa ngầm tử huyệt, không cho phép làm phản, có thể bất cứ lúc nào giết chết bọn họ, chính như bọn họ không thể rời đi vườn trái cây sa bàn phạm vi, bị che đậy bình thường, chính là khóa gen này năng lực, Hứa Chỉ thời khắc này, mới triệt để rõ ràng trùng tộc phó não lai lịch thực sự, nó sinh ra là đời trước trùng tộc mẫu hoàng, diễn biến một cái tên là trí tuệ phó não ký sinh chủng tộc, làm tộc nhân chiến đấu phụ trợ, năm đó mỗi một cái trùng tộc cao tầng đều sẽ tiêu phối một đài phụ trợ phó não, tương đương với chiến đấu sủng vật đồng dạng, có thể gánh chịu một ít chính mình không nghĩ chở khách, rồi lại cần phải gen thiên phú, tỉ như trinh trắc, tính toán, viễn trình câu thông, mà cũng không sợ hãi phản bội, trùng tộc mẫu hoàng biết bao giả dối, kiêu hùng bình thường nhân vật, cái này phó não chủng tộc, bị tàn nhẫn xóa đi tâm tình cùng các loại ý nghĩ, cũng không cho phép sinh ra trí tuệ, không có sướng vui đau buồn, đây là một đài đơn thuần máy tính, chẳng trách ngu xuẩn như vậy. Trí tuệ phó não y quy năng lực, như vậy rác rưởi, Hứa Chỉ hít sâu vào một hơi, cảm giác năm đó trùng tộc vô cùng lãnh khốc, cũng tức khắc cảm thấy như trút được gánh nặng, trùng tộc, rõ ràng có công nghệ cao nhất năng lực, nhưng phải sáng tạo một cái tương tự trái đất khoa học kỹ thuật trên, phổ thông máy tính, chẳng trách công năng cực kỳ đơn sơ, cũng là xâm lấn một hồi mạng lưới, nghe trộm một hồi các đại phòng nghiên cứu, hiển nhiên, dù cho cao cấp nhất văn minh, cũng ở sợ hãi phản bội, Hứa Chỉ cũng có thể lý giải, rốt cuộc trưởng khống chính mình hạt nhân mạch máu, không có trí khôn mới là tốt nhất, là một đài đơn giản nhất máy tính tốt nhất, mạnh như trùng tộc, cũng không dám đem mình khoa học kỹ thuật văn minh ký thác ở siêu máy tính trên, không cho phép sinh ra trí tuệ, mà là dùng chính mình tiến hóa huyết nhục đầu óc thôi diễn, dù cho như vậy tiến độ, đối lập chậm chậm, trùng sào phó não chính là một cái không có cảm tình hàng cơ khí của máy tính, nó năm cái này trùng tộc thiên phú, rất nghịch thiên, nhưng ta hoàn toàn không nghĩ muốn thả ở trên người ý tứ, để nó tiếp tục sinh bào tử là tốt rồi. Hứa Chỉ cùng đời trước trùng tộc mẫu hoàng đồng dạng ý nghĩ, suy nghĩ một chút, năm đó trùng sào mẫu hoàng đều từ bỏ sinh sôi nảy nở công năng, hắn vì sao muốn hòa vào? Coi như mình hòa vào bào tử đưa lên gen, bào tử từ nơi nào đưa lên, ta nhưng là một đại nam nhân a, đến mức một vị trước đại lão như vậy mảnh, lại ngõm rồi, đến cùng tiến vào cái gì thế giới, tiếp xúc cái gì siêu phàm văn minh, Hứa Chỉ cũng không tính biết, nó trước khi chết nào mấy lời, để cho mình báo thù, không tồn tại. Ta bé ngoan làm ruộng, hèn mọn phát dục, đợi được treo giành chính quyền lại ra khỏi núi, như vậy, phải chăng tiến hành nên sinh vật thôi diễn. Máy móc tính âm thanh truyền đến, đem một vị này mạch não thanh kỳ player bỏ vào đến, trọng điểm quan tâm một hồi, Hứa Chỉ cảm thấy rất có thể thử nghiệm, tuy rằng đó là phía khoa học kỹ thuật hạt nhân kỹ thuật, nhưng chúng ta phía siêu phàm cũng có thể lấy làm gương một hồi được không, đồng thời, bọn họ là máy móc trí não, chúng ta là sinh vật trí não, khóa này cũng là nhân tài đông đúc. Vô cùng tốt. Liền cùng thường ngày, lần này luận văn đóng góp chỉ có 24 giờ, sáng mai chúng ta liền đem tiêu chuẩn xác định, đem dưới một nhóm nội trắc player bỏ vào đến, mở ra open beta, Hứa Chỉ lạch cạch gặm gà đưa ma, nhìn về phía đế kỳ tinh cầu phía bên kia, lần này chất lượng cũng vẫn được, mới vật chủng đã ở thai nghén, mà bên này tinh cầu đi qua hơn 2 ngày, hẳn là gần như điều kiện cho phép chứ. Trong vũ trụ đen kịt, ngôi sao lóng lánh, một quả cầu thể đang không ngừng nhanh chóng tiến lên. Ở trắng xóa tầng khí quyển bọc bên trong, trong hải dương không ngừng sinh sôi sinh mệnh, tiến hành nhanh chóng diễn biến, ào ào ào, một mảnh nhiệt gió thổi qua, một viên này lộ ra ở trong vũ trụ tinh cầu, trên mặt đất, lúc này trở nên cực kỳ quỷ dị, không có ngăn cách trong vũ trụ khủng bố phóng xạ, dẫn đến xuất hiện cực kỳ hoàn cảnh ác liệt, bên trong đại dương, y nguyên là phồn thịnh thực vật, không ngừng trong chơi, du động, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh sắc, bên trong đại dương chỉ có thực vật, không có động vật hải sinh. Theo lẽ thường tới nói, thực vật hải sinh sau khi xuất hiện, bộ phận thực vật hải sinh sẽ dần dần diễn biến thành động vật hải sinh, thế nhưng cũng không có, động vật tự hồ khó có thể ở loại này phóng xạ dưới sinh tồn. Quá rồi mấy ngày, tuy rằng y nguyên không có động vật, nhưng thực vật càng ngày càng cường thịnh,
mới dần dần có một viên cỏ ba lá vậy loại nhỏ màu tím hoa, bắt đầu ngoan cường từ bên trong đại dương liên miên không dứt, dần dần mọc ra, cắm rễ trong đại địa. Chúng nó bắt đầu đỉnh quá mãnh liệt vũ trụ phóng xạ, thậm chí hấp thu vũ trụ phóng xạ, xem là ánh sáng mặt trời, tiến hành trưởng thành. Thực vật đều xuất hiện tại trên đất bằng, vẫn như cũ không có động vật sinh ra, lúc này là một mảnh không có động vật thế giới sao? Đế Kỳ không nhịn được từ chỗ sâu trong lòng đất, phát ra nghi vấn. Một giờ, hai giờ, những thực vật này lấy có thể thấy được tốc độ, không ngừng trở nên cao to, cao vút trong mây, xuyên thẳng trên trời cao. Ban đầu chúng nó là bộ rễ sinh sôi nảy nở, dần dần, những này cao vót đại thụ bắt đầu hấp thu đến từ vũ trụ các loại phóng xạ hóa thành nguồn năng lượng, thai nén từng viên một trái cây. Từ nhỏ hình cỏ loại thực vật bộ rễ sinh sôi nảy nở, diễn biến thành cây cối trái cây sinh sôi nảy nở sao? Đế Kỳ chấn động, sinh mệnh sinh ra diễn biến, là trên thế giới đẹp nhất tiến trình, ẩn chứa tất cả không gì sánh kịp cuối cực kỳ mỹ lệ. Nhưng y nguyên không có động vật, đến cùng chúng nó sẽ lúc nào xuất hiện đây? Càng có lẽ, một mảnh này quy cư trong tuyệt địa, quá mức hoàn cảnh tồi tệ, các nơi tỏa ra ngôi sao tia sáng là một loại kịch độc, căn bản sẽ không xuất hiện động vật tồn tại. Hắn đem tia vũ trụ phóng xạ, xưng là ngôi sao tia sáng. Đế Kỳ tiếp tục quan sát, lại quá rồi hồi lâu, những thực vật này triệt để hướng đi cường thịnh, toàn bộ tinh cầu bị từng viên một cao vút trong mây đại thụ bao trùm, xa xa xem ra, sinh cơ bừng bừng, cực kỳ tươi tốt, thực vật dần dần bắt đầu chia hóa, biến thành màu tím, màu đỏ hai phái, vì tranh thủ dinh dưỡng cùng chiếu rọi, màu đỏ sẫm dạng xuề ô thực vật, liền không ngừng khoách hình thể lớn, phản phất từng viên một bông cải xanh, cao vút trên mặt đất, không gì sánh được to lớn, che kín bầu trời, lấy này càng thêm có thể mút vào chất dinh dưỡng. Ban đầu màu tím thực vật, chỉ có chúng nó độ cao 1/3, bị nghiêm trọng che chắn tia sáng, dần dần bắt đầu tuyệt diệt, lại quá một quãng thời gian, mà ở tuyệt diệt thời điểm, dần dần màu tím thực vật cũng bắt đầu nghênh đón biến dị, ầm ầm ầm, từng cây màu tím đại thụ, phản phất chiến tranh cổ thụ bình thường, vụt lên từ mặt đất, vẫn là chậm rãi cất bước, mặt đất ở vo ve chấn động, đúng, trước động vật chưa từng xuất hiện, là bởi vì mãnh liệt phóng xạ, mà chính là trên bầu trời những kia màu đỏ sẫm thực vật, ngăn trở hấp thu phóng xạ, ở loại này an nhàn tĩnh lại dưới, dùng cho chúng nó tổ vu huyết nhục huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu dần dần hóa thành có thể di động động vật, hoặc là nói, là một loại nửa động vật nửa thực vật sinh mệnh. Thế giới này vô cùng không thể tưởng tượng nổi, vào giờ phút này, cái thứ nhất động vật mới bắt đầu xuất hiện, ầm ầm ầm, từng viên một chiến tranh cổ thụ, thân thể khổng lồ, hành động cực kỳ chậm chậm, chúng nó làm nửa thực vật sinh mệnh, bắt đầu sinh ra chính mình mông lung ý thức, rút lên từng cây loại nhỏ màu tím đại thụ, lại bắt đầu bỏ vào cái miệng lớn như chậu máu bên trong nghiền ngẫm, phản phất là gấu trúc gặm cây trúc bình thường, bắt đầu biến thành ăn cỏ hệ động vật, chúng nó sau khi ăn xong, lại không ngừng một lần nữa cắm rễ ở trên mặt đất, lười biếng khó có thể di động, lần thứ hai hóa thành một gốc cây, tiếp tục mút vào mặt đất dinh dưỡng. Tiếp theo tháng ngày, bọn họ nghênh đón mùa xuân, bởi không có thiên địch, màu tím chiến tranh cổ thụ số lượng không ngừng tăng nhanh, đồng thời lấy màu đỏ thực vật làm thức ăn, màu đỏ thực vật dần dần ít ỏi, chịu khổ tuyệt diệt. Này chính là năm tháng A, thời gian thấm thoát, không có sinh mệnh là vĩnh hằng nhân vật chính, trừ phi ẩn cư hậu trường. Đế Kỳ không nhịn được than thở, nhất thời được mất thành bại ở giữa, ai lại nói rõ được tương lai, vì tranh cướp ánh sáng mặt trời tuyến cùng vũ trụ tia sáng, màu đỏ thực vật đánh bại màu tím thực vật, chiếm cứ tranh cướp ánh mặt trời, nhìn như đại thắng, mà màu tím thực vật nhưng bởi vì mất đi ngôi sao tia sáng, nhân họa đắc phúc, không có kịch độc tia sáng sau, trái lại nhân cơ hội bắt đầu trở thành nhóm đầu tiên động vật, bắt đầu lấy thực vật làm thức ăn, chính đáng Đế Kỳ cho rằng, màu tím chiến tranh cổ thụ muốn triệt để thắng lợi thời điểm, ở đại lượng tuyệt diệt bên trong, màu đỏ thực vật dĩ nhiên cũng kẻ thích hợp sinh tồn, vì chủng tộc kéo dài, cũng bắt đầu chính mình biến dị cùng phản kích, là trong đó một viên màu đỏ thực vật, nó cao vút trong mây, thai nghén trái cây, dĩ nhiên không có cách nào sinh sôi nảy nở, dùng nhân loại lời nói tới nói, nó là hàng nhái dỏm, không mang thai không dục, nhưng là, nó thực vật trái cây trung ương, lại bắt đầu xuất hiện từng cái tiểu không gian, nếu như nói màu tím thực vật, chiến tranh cổ thụ, kế thừa tổ vu khủng bố thân thể. Như vậy màu đỏ thực vật, lại là kế thừa tổ vu nội không gian thuộc tính. Những thực vật này trái cây bên trong, từng cái không gian, bắt đầu hội tụ một viên kia đại thụ thu thập ngôi sao xạ tuyến cùng với ánh mặt trời, không ngừng nồng nặc từng viên một trái cây bên trong không gian năng lượng. Trong không gian, một hạt cây giống đang chậm chậm chìm nổi, ào ào ào, nó tự hồ bắt đầu có sinh mệnh, đây là nguyên thần. Nó ở trái cây bên trong, sinh ra nguyên thần của chính mình, hoặc là nói là yêu. Đế Kỳ rất rõ ràng, yêu sinh ra,
mở ra linh trí, là ở một cái năng lượng nồng nặc trong không gian, mới có thể xuất hiện, mà những tinh thần quả thực này bên trong, vừa vặn phù hợp điều kiện, đem mình cây giống, đã biến thành yêu, những kia sẽ di động màu tím cổ thụ, quá mức thân thể cường hãn, liền gọi là chân chính cổ thụ, mà những này ở thai nghén sinh mệnh màu đỏ cổ thụ, liền gọi là sinh mệnh cổ thụ đi, ta muốn nhìn một chút, thai nghén sinh mệnh đến cùng là cái gì, ào ào ào, lại quá rồi mấy năm, một viên màu đỏ sậm tràn đầy phức tạp thần bí hoa văn tinh thần quả thực, tựa hồ thai nghén đến cực hạn, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, một cái thon dài hình người dần dần từ trái cây bên trong đi ra, là một cái mỹ lệ đến cực điểm nữ tử, trắng nõn da dẻ, thính tai nhuệ, ngũ quan tinh đẹp đến mức tận cùng, phản phất là con cưng của trời. Những này có rồi tổ phu thiên đế huyết mạch, vô cùng hoàn mỹ, mạnh mẽ, ào ào ào, nương theo cái thứ nhất mút vào ngôi sao tia sáng cùng ánh nắng trái cây rơi xuống đất, cái thứ hai trái cây cũng cấp tốc rơi xuống đất, từng cái nữ tử, chậm rãi đi ra, các nàng bắt đầu ở trên cây nghỉ lại, thành lập từng cái thụ ốc, vì bảo vệ thai nghén chính mình mẫu thân cây cuối cùng quần thể không bị ăn đi, các nàng bắt đầu cầm lấy tảng đá, trường mâu, bắt đầu nhằm phía những kia to lớn chậm chạp chiến tranh cổ thụ, ô ngói. Ô ngói, các nàng ra sức gào thét, đem bùn bôi ở trên mặt, hóa thành từng cái hoa văn, giơ trường mâu phóng đi, từng hình ảnh hào quang rơi ra ở các nàng trên mặt, phản phất một cái thời đại mới mở ra rồi. Oanh, những chiến tranh cổ thụ kia khuôn mặt già nua, dường như trăm tuổi lão nhân, rút lên một cái màu tím cây cối, xem là một cái to lớn màu đen một côn, đối với trên mặt đất những này nhỏ bé bọ chét vung vẫy lên, ở đế kỳ lay động, lại một lần màu tím, màu đỏ cây cối phe phái chiến tranh, lại đánh vang rồi. Đây là một hồi khốc liệt chém giết, không có ngôn ngữ, chỉ có từng tiếng bản năng âm tiết gào thét, song phương đều không lớn bao nhiêu trí tuệ, dường như giả thú quấn quýt lấy nhau tranh đấu, bởi vì chúng nó có tên là sinh tồn bản năng, làm chém giết đến nhất định khốc liệt trình độ, song phương bắt đầu bình ổn lại, từng người sinh sôi, chúng nó biết đối phương là xương cứng, sẽ mang đến cực đại thương vong, lại như là sư tử không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi tìm trâu hoang ra tay bình thường, từng người đi bắt nạt cái khác không có trí không cái khác thực vật. Thú vị, quá thú vị rồi, đế kỳ vô cùng than thở, này sinh mệnh cổ thụ sinh ra, không chỉ là bởi vì ta hòa vào tổ vu thân thể thi hài, ta đã từng còn ném vào kiếm một, trảm thần đao, lôi truy, điện roi chờ lung ta lung tung sinh linh mạnh mẽ, viên này sinh mệnh cổ thụ lớn như vậy, đột phá hình thể hạn chế, cũng là bởi vì nó thu nạp kiếm một tiểu dây leo cấu trúc xoắn ốc, có thể vô hạn trưởng thành hình thể nó những kia trái cây, dường như kiếm một đạo quả bình thường, hắn làm hậu trường hắc thủ. Tự nhiên muốn đem những người khác mò thấy, lén lút thu được thân thể ắt không thể thiếu, cũng nhân cơ hội tiện tay ném vào trong. Vào giờ phút này, sinh mệnh cổ thụ có 3 viên, che kín bầu trời, có thụ tinh linh bảo vệ mình, không có thiên địch sau, làm hành tinh này bá chủ, đang không ngừng cao lên, mở rộng tán cây, lấy mút vào càng nhiều ánh mặt trời. Mà mỗi cái màu tím đại thụ, màu đỏ đại thụ, nếu như không thể lột xác thành sinh mệnh cổ thụ, hoặc là chiến tranh cổ thụ, chỉ có thể rơi vào trong bóng tối. Bị bóng cây che chắn, không gian sinh tồn bị cấp tốc đè ép, số lượng kịch liệt giảm thiểu, dần dần, ở đại tuyệt diệt dưới, lại xuất hiện đại lượng gắn vượt qua thực vật lột xác thành cổ thụ. Lúc này, có hơn 5.000 viên chiến tranh đại thụ, đang không ngừng ở trên mặt đất cất bước hành động, trên mặt đất ầm 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 chấn động, cũng đã là có 11 viên sinh mệnh cổ thụ, là tráng lệ đến cực hạn sinh mệnh, màu sắc hình thái khác nhau, màu đen, màu đỏ, màu lam, màu trắng, thậm chí sinh ra tinh linh hình thái cũng không giống nhau. Mênh mông bao la, bao phủ toàn bộ mặt đất, tán cây che đậy toàn bộ thủy lam tinh bầu trời, xa xa từ vũ trụ nhìn lại, phản phất một cái cự quả cầu lớn trên, mọc đầy từng viên một đủ mọi màu sắc to lớn vòng cung nấm, tương đương yêu diễm mê người, thực sự quá to lớn, phản phất hoang cổ thế giới thừa thiên hình trụ, phản phất là 11 viên kiến một ô lớn, đem toàn bộ tinh cầu bầu trời đẩy lên bình thường, tán cây đã đẩy đến ta tầng khí quyển đỉnh chóp, đi đến thế giới này độ cao cực hạn, nếu như không phải lại ra bên ngoài, chính là không có không khí chân không hoàn cảnh, ta không nghi ngờ chút nào nó sẽ tiếp tục sinh trưởng xuống, thậm chí lúc này cảm thấy, triệt mở hộ thể đạo pháp, có lẽ chỉ là tán cây, liền có thể ngăn cản trong vũ trụ vẫn thạch nhỏ, ngôi sao nhỏ va chạm. Đương nhiên, chỉ là như vậy nói hết, hộ thể đạo pháp tác dụng quan trọng nhất, là bảo vệ trên tinh cầu không khí không tản ra, có lẽ, đây mới thực sự là thanh thiên, đế kỳ yên lặng cảm ứng ngoại giới, vừa ngẩng đầu, chính là một mảnh màu xanh vòng trời. Đông đưa màu xanh lá cây, phản phất từng đóa duy mỹ đám mây, nếu như Nhục Vân ở đây là tốt rồi. Mảnh này tinh cầu là sinh mệnh kỳ huyễn tráng lệ tinh cầu, liền hải dương, đều bị bao phủ ở to lớn bóng cây bên dưới. Trên toàn bộ mặt đất, chỉ còn dư lại xuyên thấu qua bóng cây,
loang lổ ánh mặt trời, vô cùng duy mỹ sáng lạn. Nguồn nước đã bị những thực vật này rút khô, lại bức bách ta trong mấy ngày qua, tìm kiếm không ít nguồn nước, có thể nước biển chiếm diện tích, đã chỉ còn dư lại 3/10, đã không xưng được Thủy Lam Tinh rồi. Đế Kỳ lắc đầu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, nương theo chính viên sinh mệnh cổ thụ, gánh chịu che đậy bầu trời, thu nạp ngôi sao sức mạnh sau, phản phất chính cái ô dù, vẫn là đại lượng tuyệt diệt, kịch độc phóng xạ bắt đầu triệt để yếu bớt, bắt đầu dần dần xuất hiện động vật. Trên mặt đất, những kia hấp thu ngôi sao lực lượng thực vật vẫn là đại lượng tuyệt diệt, hoặc là dần dần thoái hóa vì chỉ cần ánh mặt trời tầm thường thực vật, lộ ra dưới bóng cây lọt qua thưa thớt ánh mặt trời, lấy này kéo dài hơi tàn. Đây là một thượng cổ thần thoại thời đại, ở động vật chưa xuất hiện trước, đại thụ ở giữa đã từng đã xảy ra chiến tranh, dựa vào hấp thu ngôi sao lực lượng cây tím, cây đỏ hai cái phe phái đều tuyệt diệt, chỉ còn dư lại hơn 5.000 viên chiến tranh cổ thụ, cùng với lũng đoạn toàn bộ mặt đất ngôi sao lực lượng chính viên sinh mệnh cổ thụ, cái này thời đại, có lẽ có thể xưng là thụ giới chiến tranh, mới diễn biến sử triệt để mở ra rồi, cứ việc bị ngăn cách hơn nữa, còn có bạc nhược phóng xạ, có thể dần dần cũng đầy đủ động vật sinh sôi, sinh vật vụ nổ lớn bắt đầu rồi, từng cái hải dương, động vật, bắt đầu bò ra ngoài, có bò sát hình dáng sinh mệnh kế thừa tổ vu sức sống, cực kỳ ngoan cường, hấp thu lôi truy gen, ở sinh mệnh cổ thụ bên dưới bay lượn vòng trời, nhưng có thể phát ra khủng bố rít gào, đủ loại kỳ dị động vật xuất hiện, làm người than thở khó mà tin nổi, quá rồi hơn 100 năm, toàn bộ cương vực khủng bố diễn biến tốc độ 1 giờ, dần dần đình trệ xuống, hồi phục đến hoang cổ thế giới tốc độ 1 giờ bên trong, quả nhiên, căn cứ đạo quân năm đó lời nói, sáng thế kỷ quá rồi 200 năm, liền bắt đầu dừng lại, sinh mệnh kỳ tích biến mất, sau đó chính là toàn bộ thế giới những sinh linh này, dần dần mở ra trí tuệ thời khắc, ngay lúc đó ta, sau đó mở ra trí tuệ, Đế Kỳ tuy rằng không biết gấp 1.000 lần tốc độ chảy dưới, sinh vật vô pháp suy nghĩ, nhưng hắn thông qua quan sát, cũng mơ hồ có thể đoán được phương diện này sự tình. Tiếp theo, chính là những này như là giả thú yêu tinh, bắt đầu sinh ra chính mình văn minh cùng trí tuệ rồi. Đế Kỳ lờ mờ quan sát, chỉ là, không biết vì sao, đều là xuất hiện nữ tử, không tìm được nam tử, các nàng vô pháp lẫn nhau sinh sôi, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh cổ thụ, đến sinh sôi đời sau thật kỳ dị sinh mệnh hình thái. Rất nhanh, trên cây liền xuất hiện hai cái các đại cây cối bộ lạc văn minh, dần dần vẫn là a giao lưu, thậm chí chính đại sinh mệnh cổ thụ, đã bắt đầu lôi kéo các đại chiến tranh cổ thụ, hóa địch thành bạn, từng người thành lập trận doanh, mơ hồ muốn nội đấu lên. Vào giờ phút này, Hứa Chỉ nhấc lên lông mày, xem xong Đế Kỳ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra sau, đảo cũng cảm thấy ly kỳ. Bất quá, trước cái kia một không nói lời nào player đúng là muốn bỏ vào đến, rốt cuộc nhân gia đã đi tới thế giới đường nối trước mặt, bắt đầu chờ, nói muốn đưa hắn đi ngoài vũ trụ gặp Đế Kỳ, sẽ không là lời nói dối. Hứa Chỉ tự nói, này một cái kỳ dị thực vật, đang ở mang theo quần thể, vô cùng hoang hô nhảy nhót, đối với bên cạnh player hô to gọi nhỏ, các anh em, ta muốn đi dị thế giới, không nên nghĩ ta bệnh phù chân. Nói hết, hắn mang theo quần thể, nhanh chân đi vào thế giới đường nối, tức khắc hoàn toàn đen kịt, đi ở trong bóng tối, không khỏi âm thầm cô lên, không biết phải đi bao lâu. Hứa Chỉ trợn mở mắt, ở phía bên kia trên tinh cầu, khống chế bào tử sinh sôi một cái quần thể, ý thức truyền quá bên kia thân thể, thật có thể làm được sao? Trùng tộc truyền đến máy móc tính âm thanh, hiện tại player đổ bộ, chỉ là bộ phận linh hồn cùng ý thức, bị ta truyền đi vào, khống chế một bộ trùng sào thân thể trở nên mạnh mẽ mà thôi. Mà bộ phận linh hồn cùng ý thức, cũng không phải vật chất, có thể chuyển hóa thành một loại nào đó tin tức số liệu, ta có thể làm dây mạng, để hắn viễn trình truyền đi qua. Trí tuệ phó não lại mở miệng, chỉ là, một cái bộ tộc vương, chỉ có một cái, hắn tử vong sau, đi qua khống chế, chỉ có điều là một cái phổ thông mới vừa từ trong kho gen, sinh sôi phổ thông vật chủng, không có khống chế quần thể năng lực, đây là có được có mất, không có cách nào, dù sao mình sinh sôi quần thể, vương thân thể ở đây, muốn qua đi, chỉ có thể ở bên kia chế tạo một cái phổ thông thân thể, thế nhưng, vậy thì không có một cái quần thể đi qua dị giới, không có vương, mang theo một cái quần thể sức mạnh, cá thể sức mạnh player, trên căn bản không có ưu thế, bọn họ có lẽ sẽ nháo lên, không có bia đỡ đạn, không có thủ hạ, rốt cuộc đi vào, liền tử vong độ khả thi quá to lớn rồi, Hứa Chỉ gật gù, bỗng nhiên cười lên, dĩ nhiên là như vậy, vậy ta có thể làm một cái mới hình thức bồi thường, chỉ cần thành lập anh hùng tế đàn. Bảo vệ đại bản doanh, là có thể vô hạn phục sinh, chỉ có điều sau khi chết, toàn bộ tu vi đều về không, muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, rốt cuộc, chỉ là một cái sắp chết chế tạo thân thể, chết rồi, lại tới chết chế tạo một cái cũng không có tật xấu,
Hứa Chỉ con mắt càng ngày càng sáng, như vậy, ta liền có thể vô hạn thu gặp năng lượng, bọn họ liền có thể vô hạn chế tu luyện, bị giết chết, sau đó sẽ tu luyện, bị giết chết, cầm một tôn thiên đế làm thí dụ, tử vong sau, ta chỉ có thể được một tôn thiên đế năng lượng, mà hắn không ngừng tu luyện, ta liền có thể đến mức rất nhiều thiên đế năng lượng đồng thời, ngao đầu trọc phát tu luyện, là bọn họ cường hạng A, trùng tộc phó não, liền là như vậy bồi thường. Nó suy nghĩ đơn giản có chút không nghĩ ra, cái này chẳng lẽ không phải mưu hại à? Trí tuệ phó não không nhịn được truyền đến máy móc tính âm thanh, vì thiết kế thế giới trò chơi này, ta cũng xem qua một ít võng du, player sau khi chết, chỉ là rơi đẳng cấp, sẽ không đẳng cấp về không, đồng thời này như là từ đầy cấp 100 cấp, chớp mắt khôi phục linh cấp, đây là thế giới chân thật, chết rồi chính là thật chết rồi, chỉ có thể để hắn đổi một cái cùng chủng tộc thân thể. Lại bắt đầu lại từ đầu A, Hứa Chỉ một mặt không nói gì, cảm thấy trí tuệ phó não IQ xác thực là thấp, đây là một cái tương đương ý đồ không tồi, xem là thế giới kia đặc hữu thế giới quy tắc là tốt rồi, chủng tộc đi qua, không có quần thể sức mạnh, chỉ còn dư lại đơn thể chính mình, sinh ra có thể phục sinh, đương nhiên anh hùng tế đàn, cũng là cần đại lượng năng lượng, rốt cuộc tuy rằng bào tử sinh sôi thân thể, không phế năng lượng gì, thế nhưng Hứa Chỉ cần A, không có năng lượng, cấm chỉ phục sinh, phải biết đế kỳ bên kia, là thăm dò ngoài vũ trụ, là một cái tinh cầu lô cốt đầu cầu, đi xa phi thuyền vũ trụ, thu thập các loại tài nguyên, cực kỳ cần bia đỡ đạn cường giả, đám người này rất phù hợp, đến mức đau đầu, đế kỳ cái này hậu trường hắc thủ đi đau đầu đi, Hứa Chỉ cảm thấy ngược lại chuyện không liên quan đến ta, đại lượng năng lượng miễn phí thu về, phải biết phổ thông sinh mệnh năng lượng cực kỳ ít ỏi, cường giả sinh mệnh mới có thể cung cấp năng lượng thật lớn, mà cường giả làm sao sản sinh có lẽ đây là tốt nhất sản sinh phương thức. Lúc này, cổ thụ thế giới, hoa thơm chim hót, trên bầu trời, một mảnh mênh mông màu xanh vòng trời, tung xuống điểm điểm ánh mặt trời, duy mỹ sáng lạng, một cái không muốn người biết cây cối gốc, một cái bào tử dần dần sinh sôi, hóa thành một viên đại thụ, mà trong đó một cái player chậm rãi mở mắt ra, ồ, ta làm sao một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại nơi này, thông qua thế giới đường nối sao, ta không phải chính ở thế giới trong đường hầm sao, làm sao một cái chớp mắt, liền đến chỗ cần đến, hắn trợn mắt lên, cảm thấy khả năng có người rút đi hắn nào đó một quãng thời gian, nhưng xác thực xuất hiện tại nơi này, bên tai một đạo tin tức truyền đến, cảnh cáo, xin hoàn toàn hòa vào nên thế giới thổ dân thân phận, bất luận cái gì tiết lộ không phải thế giới này nội dung, đều đem xóa bỏ, đẹp quá a, loại này họa phong, là hoang cổ thế giới. Một không nói lời nào bắt đầu than thở lên, nhìn chu vi một mảnh màu xanh xanh biếc, nhưng là nó ngửa một cái đầu, lại nhìn thấy một màn kinh khủng. Bầu trời bị từng mảng màu xanh lá cây bao trùm, phản phất một màn lá xanh rèm cửa sổ, có ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa trong suốt lá xanh tung xuống mặt đất, duy mỹ, như là cổ tích tiên cảnh. Lá cây tạo thành loang lỗ ánh mặt trời bầu trời, quả thực là một loại nào đó khó có thể tin quy tắc, nơi này là dị thế giới, một cái thế giới hoàn toàn mới, quá kỳ diệu, cây diệp thiên không thế giới, một hét lớn một tiếng, mừng rỡ như điên, hắn say sưa, hắn không phải vì xưng vương xưng bá, là một cái du lịch phong cảnh đảng đầu bếp, là nhìn thấy như vậy dị thế giới mỹ cảnh mà thở dài, xứng đáng là chư thiên vạn giới, mỗi một thế giới đều có tuyệt nhiên không giống quy tắc, thế giới phù thủy bầu trời phong cảnh xem ra bình thường nhất, mà hoang cổ thế giới, bầu trời có mặt trời cùng nhật nguyệt cổ thần, chư thần du ngắm bầu trời, mà nơi này, liền dứt khoát là một mảnh lá cây tạo thành, hắn bỗng nhiên có gan tâm tình khẩn cấp, đi ra ngoài cùng chúng bạn trên mạng khoác lác, nói cho chính mình nội tâm sóng to gió lớn, nội tâm mừng như điên. Nhưng là lại kiềm chế xuống, rất rõ ràng thế gian một ngày, ngày hơn trăm năm, chính mình vừa ra đi, khả năng quần thể chớp mắt liền tuyệt diệt rồi. Ha 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 ha, ta phải ở chỗ này, tìm kiếm mỗi loại mỹ thực, là dị thế giới mang đến chúng ta hoa hạ độc nhất thức ăn. Để bọn họ rõ ràng thức ăn bát đại tinh thâm, dị thế giới các loại sinh vật A, cấu tạo bằng thịt của các ngươi ta rất chờ mong. Hắn vừa nghĩ, vừa quay đầu nhìn phía sau tùy tùng đến quần thể, cái gì đều không có rồi. Một mảnh gió lạnh thổi qua. Nhắc nhở, nên thế giới quy tắc đặc biệt, có thể thành lập anh hùng tế đàn, tự mình phục sinh, một mảnh kỳ dị kiến trúc cấu tạo đồ giấy, dần dần xuất hiện tại trong đầu của hắn, để hắn đầy đầu mơ hồ lên, anh hùng tế đàn. Này mẹ nó, không phải phục sinh điểm sao, ha 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 ha, hắn tại chỗ cười lớn lên, đạp bệnh phù chân hung người bước tiến, thế giới này quy tắc ta yêu thích, này mẹ nó mới thật sự là game online a, cái này hát co trò chơi bỗng nhiên phân phát phúc lợi, có phục sinh điểm. Quả thực thổi bạo, hắn tại chỗ đã nghĩ tại chỗ kiến thiết một cái phục sinh điểm, có thể nhìn xuống, tức khắc sắc mặt cứng ngắc lên, phục sinh sau, đẳng cấp về không, đồng thời cần đại lượng năng lượng,
khi còn sống đẳng cấp càng cao, năng lượng càng nhiều. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV, sắc mặt cứng nhắc lên. Cái này bào tử tiến hóa trò chơi thực sự là hardcore, để người vừa yêu vừa hận. Thế giới này chủng tộc đặc tính xóa đi rồi, biến thành cá thể sức mạnh, có phục sinh điểm, đây đối với các người chơi có lợi có hại. Những kia cần quần thể phát huy năng lực player, quả thực là trí mạng thiếu hụt, nhưng đối với hắn mà nói, hắn muốn quần thể cần gì dùng, mang theo một bầy xử lý cây, đi cho kẻ địch mở liên hoan sao, phục sinh mới là lợi hại nhất. Thế nhưng, sơ kỳ cũng thật là khó khăn, trong chư thiên vạn giới, đây là một cái thế giới mới, ta cái thứ nhất đến khai hoang, không có để có thể trợ giúp ta, nghĩ biện pháp trốn đi, thu thập đủ một lần phục sinh năng lượng. Hắn nhìn chu vi cổ thụ che trời, đây là chưa biết tươi tốt nguyên thủy hoàn cảnh, ngay lập tức sẽ đào động, dọc theo hốc cây đào lên một cái hốc cây, chớ xem thường ta cái này đầu bếp, làm thế giới của ta hardcore player, ngày thứ nhất, nhất định phải tuốt cây. Sau đó bắt đầu tạo nhà, lưu lại phục sinh điểm, hắn bắt đầu chính mình dị thế giới hành trình, là một cái đầu bếp, một vị này một không nói lời nào, đem cẩu phát huy đến cực hạn, điên cuồng đào thổ, đồng thời bắt đầu móc trống rỗng cây cối, trốn ở trong đó đào ra một cái lỗ nhỏ, làm nhìn tháp, không ngừng quan sát thế giới này bên ngoài, biết mình biết ta, bách chiến bách thắng. Lại quá rồi mấy ngày, kiểm tra đi ra bên ngoài không có cái gì hiểm ác hoàn cảnh sau, mới bắt đầu lén lút tập kích một ít loại nhỏ động vật, đem chúng nó huyết nhục làm thành một cái loại nhỏ tế đàn, mới vi an tâm. Ta là không giai phổ thông sinh vật, phục sinh muốn năng lượng không nhiều, hiện tại bận biệu hơn 10 ngày, cuối cùng tập hợp được rồi một lần năng lượng, ào ào ào, hắn đang ở săn bắn loại nhỏ động vật, tương tự thỏ rừng, trong lúc bỗng nhiên, một cái to lớn màu đen bò sát mọc ra tương tự tổ vu huyết nhục cánh thịt, mở rộng cánh chim ở bay lên không phi hành, phát ra to lớn rít gào, tỏa ra dĩ nhiên uy thế, ở xanh biếc bên dưới vòng trời cao tường, ông trời a. Một không nói lời nào, nhấc theo động vật nhỏ thi thể, chấn động ngửa đầu nhìn lại, thật lớn một cái hắc long, ầm ầm ầm. Lại qua mấy ngày, hắn phát hiện một viên chiến tranh cổ thụ, đạp lên núi nhỏ đồng dạng thô ráp phản bác thân thể đi ngang qua, long, còn có sẽ di động cổ thụ, tất cả đều là đáng sợ siêu phàm sinh mệnh, một ngày nào đó, ta muốn nếm thử khẩu vị của các ngươi. Hắn bắt đầu run lẩy bẩy, trên cành cây treo một cái màu xám bọc da thú, chỉ có thể không người, một đường lén lút vượt qua vùng rừng rậm này, không ngừng lén lút đào động buổi tối ngủ ngoài trời, hướng về trên bầu trời một mảnh kia to lớn lá cây thân cây tiến lên. Thật kỳ diệu Tây Huyễn mênh mông thế giới, ta muốn nhìn một chút, lấy lá cây hóa thành bầu trời cự đại kỳ tích cây của sinh mệnh, đến cùng là cái gì? Lại tiêu tốn hơn 10 ngày, hắn xa xa nhìn thấy một viên phô thiên cái địa mênh mông đại thụ, đâm vào trên vòng trời, mà đại thụ thân rễ vị trí, dĩ nhiên có một viên một bầy đẹp đẽ tinh linh, ăn mặc xiêm y màu xanh lục thảo quần, đang ở lại, không ngừng hướng ra phía ngoài săn thú, mẹ nó. Cuối cùng gặp phải người sống, lại vẫn là đẹp đẽ đáng yêu tinh linh tiểu tỷ tỷ, hắn kích động đến không được, thả xuống hành lý, bắt đầu đào động, cách xa xa quan sát, đây mới là ta muốn tháng ngày, cuộc du lịch tìm kiếm mỹ thực, làm một cái chu du thiên hạ đầu bếp, chứng kiến các nơi phong thổ, cùng với các loại vĩ đại siêu phàm sinh mệnh. Lại tiêu tốn mấy ngày, hắn len lén liếc lên một cái ăn mặc thảo quần quần áo đáng yêu tinh linh tiểu nha đầu, cảm thấy nàng siêu cấp ngốc manh đáng yêu, ngây thơ rực rỡ, đặc biệt thích đến phụ cận rừng cây một mình chơi đùa, bước đi còn nhảy nhảy nhót nhót, hết sức tốt lừa dối, chính là nàng rồi. Cái này tinh linh tiểu nha đầu một mặt đáng yêu ngây thơ, rất dễ lừa, ta làm trạch nam, am hiểu yêu đương nuôi thành trò chơi, lén lút bắt được một cái đơn thuần tiểu muội muội phương tâm không phải nói, phải bắt được một cô nương tâm, đầu tiên phải bắt được nàng dạ dày. Huống chi ta là siêu cấp đầu bếp, vô địch đại ăn hàng, ào ào ào, ngày này, hắn lén lút nướng một con động vật nhỏ, nướng đến ngoài cháy trong mềm, ở đó cái tinh linh tiểu nha đầu tất phải qua trên đường, yên lặng chờ đợi, đạp đạp đạp, thơm quá a. Cái kia tiểu tinh linh dùng phức tạp tiếng tinh linh tự lẩm bẩm, nghe hương vị, một mặt nhìn chung quanh dáng vẻ, mỹ vị nha, tiểu muội muội, có muốn tới hay không ăn một miếng a? Hắn thử câu thông, lại ngôn ngữ không thông, chỉ có thể phối hợp động tác ngôn ngữ, đưa cho một khối quá khứ, tiểu cô lương ăn một miếng, lại một mặt khát vọng hừng hực nhìn hắn, một viên này hình thù kỳ quái tiểu thụ nhân, tự hồ có chút hèn mọn, hữu dụng, một tức khắc vui mừng không xiết, vội vã lại kéo xuống chính mình từng mảng chân da, đưa cho nàng ăn, tiểu cô nương, nếm thử càng nổ mạnh, nhìn một chút đủ thoải mái không, tiểu cô nương một mặt ngây thơ nhận lấy ăn, ô ô ô. Chớp mắt nàng sặc đến nước mắt đều điên cuồng chảy xuôi xuống, ngửa đầu khóc lớn, cảm thấy quá cay con mắt, tròng mắt trong suốt điên cuồng rơi lệ, nhưng là ăn sau, lại cảm thấy có gan dị dạng mỹ vị, dư vị vô cùng.
tiểu cô nương này chưa bao giờ ăn qua như vậy đồ ăn, tinh linh tộc tựa hồ trời sinh liền đối với loại thực vật này gia vị liệu có hảo cảm, rất nhanh sẽ lại khát vọng nhìn hắn, nháy mắt một cái nháy mắt, ha ha ha, đến ăn ta tỉ mỉ nhưỡng chế chao vị, hắn tức khắc đắc ý lên, là một cái đầu bếp, vui vẻ nhất chính là đến từ khách nhân khẳng định. Một lát sau, ăn được gần đủ rồi, một đem mình cả người bảy loại gia vị liệu khẩu vị, đều cho nàng nếm một lần, tiểu cô lương con mắt sáng như tuyết, chưa hết thòng thèm, y nguyên đơn thuần nhìn hắn, tự hồ còn đang chờ ăn. Một chà sát tay, nhìn tiểu cô nương này, cảm thấy thành công bắt được tiểu cô nương này phương tâm, đang muốn nói cái gì. Một giây sau, phù phù, hắn cấp tốc bị giáng một gậy chết tươi, tiểu cô nương ném xuống gậy, một mặt hạnh phúc đem hắn giải chi, phản phất ăn đồ ăn vặt bình thường, kéo xuống một cái cây cối cánh tay, không ngừng nghiền ngẫm, không ngừng hướng xa xa lao nhanh, nói xong hoàn toàn nghe không hiểu gì thế giới ngôn ngữ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nơi này có ăn ngon, một, hắn bị tiểu la lị cầm lấy chân, như là khô gầy chặt giống như diều đồng dạng ở phía sau điên cùng vung, đau đớn kịch liệt cùng ngất cảm tràn ngập đầu óc của hắn, lại bản năng phát ra một tên nghề nghiệp đầu bếp đối với khách nhân ước định, nàng ăn bảy loại mùi vị, vừa lên đến liền thích ăn cánh tay, hóa ra là yêu thích tỏi vị a, cái này tinh linh khẩu vị còn rất trọng. Sau đó hắn chết rồi, chờ phục hồi tinh thần lại, mình đã lại xuất hiện ở trong anh hùng tế đàn, cũng còn tốt ta tiêu tốn nửa tháng, được rất nhiều năng lượng, có thể phục sinh, ta liền không tin công lực không dưới cái này tinh linh tiểu cô lương. Tiếp theo, chỉnh một thoáng nửa năm bên trong, hắn cái này đầu bếp để chứng minh tài nấu nướng của chính mình, không ngừng thu thập phục sinh năng lượng, sau đó quyết tâm câu dẫn tiểu la lị, không ngừng nghiên cứu dị thế giới này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, chờ ở nàng tất phải qua trên đường, sử dụng các loại mánh lới. Sau đó, hắn trải qua hơn 30 lần hoa thức cách chết, nhưng hắn dần dần bắt đầu có thể cùng tiểu cô nương này câu thông, lấy được tín nhiệm, thử học tập các nàng ngôn ngữ giao lưu, tiểu cô nương này cũng bắt đầu không giết hắn, thường xuyên đến tìm muốn ăn, cùng hắn chơi đùa. Từ trong đó, hắn học tập tiếng tinh linh, hiểu rõ đến thế giới này văn minh. Cái này tiểu cô nương gọi Sirin, ở lại sinh mệnh cổ thụ gọi ám dạ cổ thụ, các nàng những thụ tinh linh này, yêu thích ở buổi tối qua lại. Tinh linh có cũng cùng cây cối đồng dạng có lâu đời tuổi thọ, hơn 80 tuổi mới thành niên, có hơn 300 tuổi tuổi thọ, nàng năm nay còn vị thành niên, mới hơn 50 tuổi. Các nàng những thụ tinh linh này, số lượng ít ỏi, sinh sôi năng lực hạ thấp, mỗi một cái tộc nhân đều cực kỳ quý giá, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh cổ thụ kết xuống trái cây, tiến hành sinh sôi. Đồng thời, cái này Tây Huyễn cổ thụ thế giới, có cao vóc sinh mệnh kỳ tích cổ thụ, mạnh mẽ chiến tranh cổ thụ, có cự long, biển sâu Hydra, cùng với các loại trong truyền thuyết khủng bố cự thú, dị thế giới dân phong thực sự là thuần phát, ta chết rồi hơn 30 lần, công lực độ cuối cùng nhanh đầy. Một ngày này, cùng tiểu cô nương chơi đùa sau, hắn trở lại trụ sở của chính mình, dựa theo trên Internet được hệ thống sức mạnh tin tức, thế giới này hệ thống sức mạnh rất cao, thành niên tinh linh, liền có rồi tứ giai trình độ, phản phất là một loại trời sinh yêu. Hắn trở về trong phòng, bắt đầu chuẩn bị Sirin lần sau ăn nguyên liệu nấu ăn, nhưng là một giây sau, bỗng nhiên một bầy thành niên mỹ lệ tinh linh vọt vào, nơi này, chính là cái kia kỳ dị cổ thụ vị trí địa. Rốt cuộc tìm được rồi, trong bóng tối câu dẫn chúng ta Sirin, đồng thời, tự hồ có không ngừng phục sinh đặc chất, còn rất mỹ vị, đúng, loại sinh vật này, tự hồ còn có thể nấu nướng rất mỹ vị đồ ăn, Sirin đã từng lén lút mang về, ta hưởng qua một lần, so với chúng ta dùng hỏa nướng chín thịt, muốn mỹ vị vô số lần, răng rắc, hắn cấp tốc bị giam giữ lên, một bầy ám dạ tinh linh tiểu tỷ tỷ xúm lại nàng đánh giá, hắn nằm ở trên giường, nhìn một bầy khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ tinh linh, hắn không biết vì sao, vẫn còn có chút ít hạnh phúc, các vị tỷ tỷ nhẹ một điểm, ta sợ đau. Hắn cười lên, nhưng là nụ cười dần dần biến thái, bởi vì đám này tiểu tỷ tỷ cầm lấy dao, đối với hắn bắt đầu giải phẫu, ông trời a, ai có thể cứu một chút ta, quá rồi nửa tháng, hắn bỗng nhiên ổn định lại, được phóng thích, bắt đầu trở thành cái này tinh linh bộ lạc một thành viên, được rất cao đãi ngộ, trở thành ám dạ tinh linh bộ lạc của một đầu bếp, dùng mỹ thực chinh phục toàn bộ bộ lạc, vì các nàng nấu nướng đồ ăn. Đồng thời, hắn còn không cần chính mình chuẩn bị tế đàn năng lượng, mạnh mẽ tinh linh tộc, đã sớm vì hắn chuẩn bị vô số phục sinh năng lượng, trào, hỏa diễm bốc hơi sương khói, mang theo ngon thuần hương trôi về không trung. Lúc này, mấy trăm tinh linh trong bộ lạc, cử hành mỹ thực lửa trại bữa tối thịnh yến. Một viên hình thù kỳ quái tiểu thụ nhân, chính đang vì các nàng nấu nướng đồ ăn, chu vi đáng yêu các tiểu tỷ tỷ đều một mặt chờ mong, ánh mắt hừng hực, thậm chí không ngừng ít hầu lăng, nuốt vào nước bọt. Được rồi, đây là ta thử nghiệm dùng cây cối tinh bột, cùng với tìm được tương tự con men khuẩn thực vật, làm bánh gato,
các ngươi nhất định sẽ mê mẩn nó kia ngon vị, cùng với ngày hôm nay món chính là nướng thịt, cùng với cá nướng. Hắn sắc mặt bình tĩnh lên, thật là lợi hại, chu vi tức khắc hoan hô nhảy nhót, một bầy tiểu tỷ tỷ cấp tốc cầm chén gỗ, sau đó đem đồ ăn bọc lại, cấp tốc cùng nhau tiến lên, đem một một cho giải chi, cánh tay là của ta, tóc, ta muốn tóc, ta muốn hắn chân, mùi tuy rằng cay đến mức nước mắt đều chảy, nhưng không biết vì sao, có cổ cảm giác đê mê, soạt kéo, một bầy tinh linh cùng nhau tiến lên, hắn cái này đầu bếp ở nấu nướng xong đồ ăn sau, cấp tốc bị xé rách thành mảnh vỡ, bị bôi lên ở hắn nấu nướng trên đồ ăn, phản phất đã thành một loại nghi thức thần thánh, ăn ngon, tê cay vị mới là ăn ngon nhất, nói bậy, rõ ràng là tỏi dung, kia quá ngon rồi, có người thích ăn tê cay, có người yêu thích tỏi dung, đủ loại kiểu dáng khẩu vị, mà cách đó không xa, anh hùng tế đàn dần dần đi ra một viên tân sinh thất diệu bảo thụ, nhìn hoang hô nhảy nhót tinh linh nhân quần, mỗi ngày một làm xong món ăn, hắn liền muốn đem chính mình hiến tế ở thức ăn trên, tiểu cô nương Sirin nâng một khối bánh gato, phía trên tung thắp nước tương vị chất lỏng, trên môi dính đầy nước tương, có vẻ hơi đơn thuần đáng yêu, một mặt ấy nấy đi tới, chất phát nói, ta không nghĩ tới các tỷ tỷ sẽ theo dõi ta, ta vốn là chỉ muốn một người độc hưởng ăn bi ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu sao, một một lúng túng cười lên, sờ sờ tiểu cô nương đầu, không có chuyện gì, đây không phải ngươi sai, Sirin lập tức trở nên hưng phấn, trong đôi mắt lấp lóe ước mơ ánh sáng, vậy ta còn có thể cái thứ nhất ăn ngươi sao, một một, có thể. Mộc Mộc trả lời, rất nhanh thích ứng như vậy bị ăn sống sống, hắn đột nhiên cảm giác thấy, cuộc sống như thế rất hạnh phúc, có một bầy đơn thuần đẹp để tinh linh tiểu tỷ tỷ mỗi ngày làm bạn, khẳng định chính mình mỹ thực, chính mình chỉ cần nghiên cứu mỹ thực xử lý, các nàng sẽ vì chính mình chuẩn bị đủ loại kiểu dáng nguyên liệu nấu ăn, sau đó trơ mắt nhìn nhìn mình, loại kia bị cần cảm giác, so với hắn từng ở một cái nào đó đặc cấp tràng quán, làm đầu bếp đến được càng thêm có cảm giác thỏa mãn, ta vốn là một cái truy cầu mỹ thực đầu bếp, không đáng kể trở nên mạnh mẽ, trở thành bộ lạc này một thành viên, không ngừng nghiên cứu mỹ thực, là phi thường chuyện hạnh phúc, hắn dần dần thả xuống trở nên mạnh mẽ tâm tư, tháng ngày quá khứ đầy đủ 2 năm, tài nấu nướng của hắn càng ngày càng thuần thục, tình cờ đi cho ăn một hồi chiến tranh cổ thụ, ám dạ tinh linh bộ lạc, thuộc về 11 cổ thụ bên trong tương đối nhỏ yếu thế lực, chỉ có hơn 300 cái tinh linh, 17 viên chiến tranh cổ thụ, mà mạnh nhất vũ tinh linh bộ lạc, có hơn 1,100 cái tinh linh, hơn 70 viên chiến tranh cổ thụ, thậm chí còn nô dịch một cái lục long, trước, vẫn tính là hòa bình, khá là mạnh mẽ mấy cái tinh linh bộ lạc cách các nàng rất xa, chu vi giáp giới mấy cái tinh linh bộ lạc, tuy rằng mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng các nàng đại quá nhiều, nhưng nương theo này ám dạ tinh linh đặc biệt mỹ thực, danh tiếng dần dần truyền bá ra ngoài, gây nên rất nhiều ánh mắt, các nàng ở ăn cái gì, mùi thơm thật mê người a, nếu như có thể ăn được, như vậy, thực sắc tính, là tất cả sinh vật bản năng truy cầu. Thậm chí có người có thể vì đồ ăn mà trả giá rất nhiều đánh đổi, bao quát chiến tranh, sát vách phong tinh linh, bắt đầu căm ghét đơn giản nhạt nhẽo đồ ăn, khó có thể nuốt xuống, cướp đoạt bọn họ, loại nhỏ chiến tranh bạo phát rồi, trong bộ lạc, xuất hiện thương vong, từng cái bình thường hòa thuận tán gẫu tinh linh tiểu tỷ tỷ, bị dẫn theo trở về, dần dần cả người trọng thương, chết ở trước mắt, một một làm đầu bếp, bắt đầu vì các nàng xử lý vết thương, ớt, tỏi, những này đều có thể sát trùng. Làm đơn sơ miệng vết thương lý, mang đi chiến tranh cổ thụ, cùng với Nisia đại tỷ hơn 10 tộc nhân, đều bị bắt làm tù binh rồi. Quá rồi 3 ngày, một tin tức truyền đến, khủng hoảng bắt đầu ở tinh linh trong bộ lạc liên miên không dứt. Nisia, là các nàng bên trong uy nghiêm rất đủ thành thục tỷ tỷ, cũng là một một thường thường tán gẫu một vị tri tâm tỷ tỷ, các nàng sẽ như thế nào? Một một âm thanh phát rung, các nàng bị giết chết ở sinh mệnh cổ thụ dưới, trở thành thai nghén phong tinh linh đời kế tiếp chất dinh dưỡng. Mà chiến tranh cổ thụ đã đi theo địch thành vì các nàng cổ thụ chúc tùng, chúng ta đối với các nàng cũng giống như vậy, chiến tranh cổ thụ tương đương với lính đánh thuê tồn tại, ai cung cấp đồ ăn thuần dưỡng chúng nó, bọn họ hãy cùng theo cái gì bộ lạc, đại đa số tình huống chúng nó sẽ không tử vong đi khắp ở các đại tinh linh bộ lạc ở giữa, nếu không đem ta giao ra chứ. Một một trận mắt lên, lần thứ nhất nhìn thấy cái chết thực sự, đó là sống sờ sờ sinh mệnh có trí tuệ. Âm thanh dung mạo tướng mạo, mấy ngày trước còn đang tiếng cười cười nói nói, trên thực tế, hắn chỉ là một cái đầu bếp, tuy rằng cũng từng giết gà vịt cá heo, sẽ không lòng dạ mềm yếu, nhưng vậy là người sống sờ sờ, hắn lần thứ nhất biết được sinh mệnh tàn khốc, đây không phải một trò chơi, đây là sống sờ sờ dị thế giới, chân chính nhân sinh thứ hai, làm sao có khả năng đem ngươi giao ra đây, ngươi là chúng ta bộ lạc trân bảo, ngươi có thể cung cấp vũ khí chế tạo, có thể trị liệu, cùng với mỹ vị đồ ăn, không có ngươi.
Chúng ta khôi phục trước đây đơn giản như vậy sinh hoạt, không có như vậy mỹ vị đồ ăn, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Chu Vi Tinh Linh lắc đầu nói rằng, đồng thời, mỗi một quãng thời gian sẽ có chiến tranh, ngươi chỉ có điều là chiến tranh nguyên nhân. Nói hết, các nàng nhấc lên mâu sắc, cùng với thiết cung tiễn, lại mang theo chiến tranh cổ thụ, mở ra chiến tranh, ngươi giúp chúng ta phát triển văn minh, những vũ khí này, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, các nàng mạnh hơn chúng ta, nhưng không hẳn đánh thắng được chúng ta. Tiền tuyến lại truyền tới tin tức, lại một viên chiến tranh cổ thụ bị bắt làm tù binh rồi. Đồng thời, họa vô đơn chí, có người nói sát vách phong tinh linh bắt đầu cảm giác được áp lực, lựa chọn cùng thủy tinh linh bộ tộc liên thủ, triệt để diệt trừ ám dạ tinh linh bộ tộc, thu được ám dạ tinh linh bộ lạc có bằng sắt vũ khí, làm cho đồ ăn trở nên mỹ vị bí mật. Một tú vu lâm phong tất tồi chi, đem ta giao ra đi. Trong phòng, một có chút phát run, hắn tuy rằng ngoài miệng rất tàn nhẫn, tao lời liên thiên, là một cái đầu bếp, ở vật chủng diễn biến bên trong có chút thành tựu, cái khác chiến tranh, tu luyện, trở nên mạnh mẽ, tất cả đều một chữ cũng không biết, không có dùng rồi. Bên cạnh tinh linh bỗng nhiên mở miệng, đi ra ngoài, đây là chiến tranh, không có quá nhiều lý do, một trầm mặc một chút, chỉ có thể vì trong bộ lạc tinh linh nấu nướng xử lý, lại không thể làm những gì, tuy rằng đã sớm đem các nàng hơn 300 người xem là người nhà của mình, hắn đứng ở thụ ốc trên, nhìn toàn bộ phía dưới tinh linh bộ lạc, rơi vào nguy nan bên trong, bỗng nhiên trầm mặc một chút, hắn yên lặng đăng xuất, vẫn là quyết định chỉ có thể ra ngoài cầu cứu rồi. Trên thực tế, nếu như hắn chỉ muốn thoát khỏi như vậy nô lệ sinh hoạt, không cho bộ lạc này nấu nướng, sớm là có thể đi ra ngoài cầu cứu rồi, nhưng hắn rất yêu thích cuộc sống như thế, hiện tại vạn bất đắc dĩ, mới đi cầu cứu bên ngoài mạng lưới. Năm đó luyện kim đại đế cũng là như vậy cầu cứu, có thể luyện kim đại đế đã từng có phản kháng tư bản, mọi người mới có thể giúp trợ hắn, mà chính mình đây, là một cái nhỏ yếu nhất mỹ vị thực vật, sức chiến đấu cực kỳ nhỏ yếu, một cái đầu bếp, như thế nào mới có thể đi can thiệp mỗi người sức chiến đấu tứ giai cao đẳng tinh linh chiến tranh, đây cơ hồ không thể, nhưng hắn vẫn là hy vọng vạn năng bạn trên mạng, có thể giúp hắn nghĩ biện pháp. Rất nhanh, một tấm thiệp phát ra, dị thế giới cầu cứu thiếp, một cái đầu bếp, như thế nào giải quyết một cái tinh linh bộ lạc diệt tộc nguy cơ, treo giải thưởng 50.000 sa tệ, tuy rằng phù thủy xã khu bên trong, sau đó quan phương sử dụng minh tưởng tệ đến thay thế tiền, thế nhưng bên trong player vẫn là quen thuộc xưng là sa tệ, toàn bộ diễn đàn tức khắc vô cùng hừng hực, manh muội để cầu, 50.000 sa tệ, mẹ bán phê. Ngươi cái này tanh tưởi đầu bếp, ở chúng ta tiến hóa trong thế giới sa bàn mở ra lâu như vậy nhà hàng, đến nghiền ép chúng ta bao nhiêu người dân tiền mồ hôi nước mắt. Khiếp sợ, là nghiền ép vô số gà đưa ma tiền mồ hôi nước mắt. Điều này có thể không kiếm tiền sao, trước không có gia vị liệu, bọc đến thực vật chất lỏng, nó liền bán chúng ta 200 sa tệ, hiện tại tiến hóa gia vị liệu vật chủng, thêm một chút gia vị liệu, liền có thể bán 500. Loại này hắc tâm tiểu thương, còn phải thành tựu, cực kỳ bi thương, vô số người đều ở đầy mặt tức giận, này 50.000 gửi tiết kiệm tuyệt đối là thổ tài chủ, phải biết những kia chuyên môn chơi phù thủy xã khu minh tưởng chuyển gạch đảng, đều không có như vậy phú, người này quá xấu bụng rồi, chờ đã, ngươi nói tinh linh bộ lạc, là xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên có người mở miệng, một không nói lời nào, khặc khặc khặc, ta cái này đầu bếp, hiện tại tiến vào một cái tân thế giới, bị lương cao thuê làm một cái ám giả tinh linh bộ lạc đầu bếp, đãi ngộ cực kỳ tốt. Cùng bên trong tinh linh có rất sâu cảm tình, kết quả gần nhất tinh linh bộ lạc đánh trận, chúng ta bộ lạc sắp tuyệt diệt, chiến tranh cổ thụ từng viên một ngã xuống, sinh mệnh cổ thụ cũng ngàn cân treo sợi tóc, ta muốn hỏi một chút các vị, có thể hay không để cho ta làm đầu bếp, nghĩ biện pháp trợ giúp một cái tinh linh bộ lạc. Tiếp đó, hắn cho mọi người giảng giải một hồi tin tức, bên trong sinh vật thế giới kết cấu, mọi người đều nghe được giật mình, lại là một cái thế giới mới, đồng thời, quần thể vô pháp ở bên kia sinh tồn, nhưng có thể thành lập anh hùng tế đàn, mọi người nghị luận sôi nổi, tinh linh tiểu tỷ tỷ, đẹp quá a. Một đám người nhìn chụp ảnh màn hình, phản phất là từng cái thứ nguyên trong vách nữ thần, đẹp đẽ mặt đẹp, so với trên thực tế bất luận cái gì minh tinh đều vẻ ngoài hoàng mỹ, dường như kinh tâm động phách trân bảo. Hoàng mỹ không một tì vết, mọi người tức khắc không gì sánh được đố kỵ, cái này đầu bếp, dĩ nhiên ở trong khóm hoa, một đống oanh oanh yến yến vây quanh, quả thực ước ao chết người bên ngoài, cái khác vật chủng, cái nào không phải đi vào liền rất thảm, sờ lai, kiến một, lôi truy. Mọi người thê thảm là thái độ bình thường, rốt cuộc mọi người đều là tiềm lực vật chủng, có mạnh mẽ tiềm năng, có thể đi vào đều vô cùng nhỏ yếu, còn chưa kịp phát dục, liền bị người xem là bảo bối tranh đoạt, nô dịch, đó là miễn không được. Nhưng là một vị này đây, dĩ nhiên đi vào, thống khổ gì đều không có chịu đựng, liền đi lên nhân sinh đỉnh phong,
bị tinh linh bộ lạc mời mọc thành đầu bếp, đánh chết cái này dị đoan, vô số người vô cùng đau đớn, một một không nói lời nào, các vị đại lão tha mạng, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Như vậy tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhẫn tâm làm cho các nàng đi chết sao? Run lẩy bẩy, manh muội chơi bời lêu lổng, ở bên trong nằm ngủ, thường thường đi ra đi lung tung, hiện tại cũng đi ra tham gia trò vui rồi, manh muội tiến hóa thành long, ta không tin. Nếu như là những thế giới khác còn nói xuôi được, nhưng thế giới này chỉ có một mình ngươi, không có mang gia vị liệu quần thể, ngươi nấu nướng từ đâu tới gia vị liệu cho các nàng. Chỉ có ngươi một cái gia vị liệu a, một một cứng đờ, sắc mặt giống khổ qua, xem ra là dấu không đi qua, chỉ có thể thả ra một tấm chụp ảnh màn hình, soạt, là bị một đám vui vẻ các tiểu tỷ tỷ xé rách một viên hình thù kỳ quái cây cối, đổ vào chính mình mỹ vị khối thịt trên, mọi người, mẹ nó. Nhân gian bất sách, chúng ta là quá đáng, nhận sai, ha 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 ha. Ta đây đau bụng đến không xong rồi, ngươi vì sao muốn mưu hại ta, ngươi chính là không mang theo quần thể chỗ hỏng a, vô pháp sinh sôi, chỉ có thể chính mình tự mình trên, làm xong món ăn, còn muốn chính mình nhảy tới, làm gia vị liệu, nguyên lai ngươi cũng bị xem là bảo bối, nuôi nhốt lên, đem mình hiến tế cho tiểu tỷ tỷ ăn, hiến tế sinh mệnh, có thể thấy được ngươi yêu thâm trầm, buồn cười, mọi người mặt đều phấn khởi đến đỏ chót. Ngươi cái này đen thương cũng có ngày hôm nay, quả thực là đáng đời, bất quá nháo một trận sau liền nghĩ tới chính sự, mỹ lệ tức là chính nghĩa, những kia sinh sống ở một một bên người tiểu tỷ tỷ, cùng một một đồng thời tiếng cười cười nói nói đã lâu như vậy, làm sao có thể làm cho các nàng đi chết, nhưng chính như từng nói, hắn là một cái trong bộ lạc đầu bếp, gia vị liệu vật chủng, tay trói gà không chặt, một điểm tiềm lực đều không có, làm sao can thiệp những kia tứ giai tinh linh chiến tranh, không bột đố gột nên hồ, ta không nghĩ tới biện pháp. Nghĩ đến một đầu bọc lớn, ngươi cái này nhược gà, không có cách nào a, chính mình cũng bị xé thành gia vị liệu, không hề phản kháng, ngươi cái này bị bám váy đàn bà, giúp thế nào các nàng chiến thắng cường địch, bé ngoan nhẫn nhịn thoát thân, chạy trước nổi giận gầm lên một tiếng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo, không thể. Chúng ta đường đường player, làm sao sẽ không có cách nào, manh muội đây, có biện pháp không, manh muội tiến hóa thành long, a. Ta cũng không có đầu mối chút nào, có lẽ, những player tên đỏ kia sẽ có, thế nhưng bọn họ gần nhất bế vào tử quan, căn bản liên lạc không được, buông tay, mọi người cũng đang thảo luận, hết đường xoay sở, đây là lần đầu có dị thế giới cầu cứu, gặp phải khó khăn, vô pháp giải quyết, ngươi một cái gỗ mục gia vị liệu, làm sao trong thời gian ngắn, thay đổi chiến cuộc, ngươi liền một tầng sinh vật đều không phải, chính là từ đầu tu luyện, cũng là cần thời gian a, hiện tại đã tai vạ đến nơi rồi. Núi Haruna tốc độ xe, khạch khạch, có lẽ ta có biện pháp, lại một vị big player xông ra, mọi người cả kinh, một vị này đại lão từ thế giới phù thủy vừa ra tới liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, điều chỉnh chênh lệch thời gian, rất ít xuất hiện tại trên Internet, mà một vị này đại lão lợi hại trình độ, không cần nhiều lời, lái xe được tặc nhanh, còn cực kỳ nham hiểm giả dối, trước một người tươi sống hố chết rồi mấy cái player tên đỏ, đặt bẫy giết ngược lại, Cthulhu tà thần như kỳ tích xoay chuyển. Thậm chí chính mình chết rồi tiểu não hổ xuống núi hậu chiêu, cũng chuẩn bị thỏa công. Lúc này mới có sau đó tiểu não hổ xuống núi, cùng với Linda vượt qua cuối cùng thời gian, có tình người cuối cùng thành thân thuộc. Lúc đó hình ảnh, còn rõ ràng trước mắt, tính toán không một chỗ sai sót Patrista. Có lẽ, hắn thật là có biện pháp, mọi người kinh hỉ, một vị này đại lão y quy cực cao, mưu kế đáng sợ, làm không tốt thật là có một loại nào đó kế sách, một một không nói lời nào cũng rất kích động, đại lão trâu bút. Có biện pháp gì? Một một thế các vị tinh linh tiểu tỷ tỷ cảm tạ ngươi rồi. Núi Haruna tốc độ xe, khạch khạch khạch. Chớ ở trước mặt ta bán manh, nghe nói có người thừa dịp ta không ở xa bàn thời điểm, ở bên trong mở ra nướng thịt tiệm, gà đưa ma giết rồi hàng trăm hàng ngàn con, không ngừng nướng, còn đánh quảng cáo, nói là sáng thế thần thích nhất mỹ thực, bỏ đầu liền có thể ăn đi, ở giành lại kết xù. Mọi người nhất thời sắc mặt quái lạ lên, xong, núi Haruna tốc độ xe lái xe tặc nhanh. Còn tặc nhớ thù, một một đầu bếp, lấy gà đưa ma phát tài làm giàu, bây giờ người ta tìm đến cửa, nhân gia sẽ chờ vào lúc này. Một một không nói lời nào cũng một mặt khổ bức, biết đại lão nói thế nào, muốn chính mình làm gì, chính mình cũng đến nhận xuống, rốt cuộc có việc cầu người. Một một không nói lời nào, đại lão, ta sai rồi, run lẩy bẩy, dập đầu, núi Haruna tốc độ xe, yên tâm được rồi, nhân phẩm của ta các ngươi còn không biết sao, con người của ta khoan hồng độ lượng. Liền không tính đến ngươi nhiều như vậy, cũng không muốn cầu ngươi bồi thường cái gì, miễn phí cho ngươi ra một ý kiến, khiến ngươi chớp mắt có thể xoay chuyển chiến cuộc,
mọi người sững sờ, máy tính phía sau chính là bản thân. Núi Haruna tốc độ xe, khạch khạch khạch, ta nghỉ ngơi lâu như vậy, đều qua một cái hoang cổ thế giới, cũng coi như là nghỉ ngơi được rồi. Ta đối cái này cổ thụ thế giới cảm thấy rất hứng thú, hiện tại xem như là một lần nữa trở về, bắt đầu từ hôm nay, ta sắp lại lần nữa tiến vào sa bàn bên trong, một lần nữa thôi diễn một cái thuộc về ta vật chủng, mọi người chăm sóc nhiều hơn. Còn chuyện này, ta liền viết một cái cổ thụ thế giới phương án kiểm tra đánh giá, xem như là ta trở về biểu thị. Trước chờ ta 10 phút, mọi người đều chớp mắt sắc mặt hiểu rõ, một vị này đại lão nghỉ ngơi lâu như vậy, hiện tại cuối cùng tuyên bố sự trở lại của nhà vua rồi. Kiểm tra đánh giá, đây là núi Haruna tốc độ xe quen thuộc, một vị này đại lão đặc biệt yêu viết kiểm tra đánh giá. Trước phần đầu tiên Open Beta kiểm tra đánh giá chính là hắn viết, vì đại gia giới thiệu bào tử tiến hóa sa bàn công lược, sau đó lại viết một mảnh nóng bình, thế giới của chúng ta là chư thiên vạn giới, vạch trần phù thủy chân tướng của thế giới, cùng với trong sân, ngồi ở trên ghế ăn trái cây cự nhân thân phận, là trong truyền thuyết sáng thế thần, vượt qua vĩ độ, thời không, nhân quả duy nhất tồn tại. Biến mất rồi lâu như vậy, mọi người nói thật, đều có chút hoài niệm kiểm tra đánh giá những ngày đó rồi, một không nói lời nào, chờ đã. Đại lão, bên ngoài chênh lệch thời gian không đúng vậy, ngươi nơi này để chúng ta 10 phút, bên trong đều qua thật nhiều ngày, bên trong đang phát sinh chiến tranh, tình thế chỉ sợ càng ngày càng tồi tệ, bọn họ khả năng đã đánh tới ám dạ cổ thụ bộ lạc phụ cận rồi. Núi Haruna tốc độ xe, không nên gấp, vốn là ngươi thời gian liền ngắn, ta nếu nói có phương án, khẳng định là không để ý những thời gian này, ta khiến ngươi chớp mắt nghịch chuyển thế cuộc, tuyệt cảnh đại trở mình, tiếp theo, ta phương án tỷ lệ thành công đến 8 phần 10, sẽ làm ngươi chớp mắt có ít nhất ngũ giai thực lực, khiến ngươi trở thành tinh linh tộc anh hùng, phục sinh ở trên anh hùng tế đàn, tiến vào chiến trường, dẫn dắt những ám dạ tinh linh kia, xoay chuyển thế cuộc. Cái gì? Để cái này nấu ăn đầu bếp, trở thành tinh linh tộc anh hùng, này mẹ nó đang khôi hài mà, mọi người đều cả kinh ngơ ngác, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hiện tại này hắc tâm tiểu đầu bếp, liền một tầng đều không phải phổ thông sinh mệnh, làm sao có khả năng chớp mắt đến ngũ giai. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây căn bản không thể, quá mức vi phạm lẽ thường. Đồng thời một không nói lời nào, lại không phải bọn họ những kinh nghiệm này quá một thế giới lão player, từng có kinh nghiệm tu luyện, có thể trong thời gian ngắn có thể trùng tu đến cảnh giới rất cao, mà coi như là để lão player đến. Cũng không thể như vậy mấy ngày ngắn ngủi bắt đầu từ con số 0, đột phá đến ngũ giai, đó là không thể nào làm được. Đồng thời thế giới này vẫn không có hệ thống tu luyện, không thể trở nên mạnh mẽ, liền tinh linh tộc đều là từ lúc sinh ra đã mang theo tứ giai, không hề tăng lên, ngươi làm sao tăng lên tới ngũ giai. Có thể người nói chuyện là núi Haruna tốc độ xe, một vị này đại lão, trận đánh lúc trước không thể chiến thắng Cthulhu tà thần, lúc đó toàn bộ người đều tuyệt vọng, Emin, Medusa, Sir. Mà hắn y nguyên là lấy các loại không thể tưởng tượng nổi biện pháp, du thuyết Medusa, đạt thành thỏa thuận, đem nàng làm minh hữu đồng thời liên hợp, mở ra gây quỷ quần chúng thành thần pháp, chiến thắng Cthulhu tà thần. Nhưng là, lần này, thần cơ diệu toán Patrista, căn bản không có tiến vào thế giới kia a, này quá khuếch đại đi. Hắn ở bên ngoài nghe xong hai lần, liền có thể có biện pháp rồi, bản gia các khổng minh trên đời, cũng không nghĩ ra hắn phải làm gì, có thể làm cho một cái manh mới player. Một cái gia vị liệu, chớp mắt đến ngũ giai, trở thành tinh linh tộc anh hùng, cứu vớt bộ lạc, mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang đợi, bọn họ sắc mặt tràn ngập chờ mong, nhìn một chút đại lão chuẩn bị làm thế nào, để một tuyệt cảnh trở mình, chuyện này quả là hay đến bạo à, quá rồi đại khái 8 phút như vậy, một cái thiệp đúng như dự đoán phát ra, tân thế giới kiểm tra đánh giá, một đột kích ngược kế hoạch, nữ trang liền có thể trở nên mạnh mẽ, mọi người tốt, ta là núi Haruna tốc độ xe. Chúng ta thật lâu không có gặp mặt, không muốn nghi vấn, ta tốc độ xe y nguyên là nhanh như vậy, vừa mới ở trên Internet nhìn thấy một cái thiệp, ở trong diễn đàn làm nổ hiện tượng cấp thảo luận, trở thành nổ mạnh đề tài, một cái mới tin chưa biết thế giới mở ra, tất cả đều là cổ thụ, rất nhiều các người chơi gọi nó là cổ thụ thế giới, ta cũng giản yếu liếc mắt nhìn miêu tả, là một cái rất kỳ diệu tân thế giới, rất nhiều thứ đều nằm ở chưa biết, như vậy ta hiện tại đến sượt một làn sóng nhiệt độ, căn cứ cá nhân ta quan điểm. Viết một hồi ta cùng đối với tân thế giới kiểm tra đánh giá, cùng với tương lai mặc sức tưởng tượng, các vị theo ta đến đây đi. Mọi người vừa nhìn này quen thuộc phong cách cùng dấu chấm, tức khắc xác nhận chính là bản thân không có sai sót, bởi vì tính cách đặc điểm rõ ràng. Kiểm tra đánh giá thiếp mời trước sau như một vô cùng tỉ mỉ, vì đại gia giới thiệu rất nhiều nội dung, chẳng trách tiêu tốn 10 phút, ta từ trò chơi lần thứ nhất nội trắc, bắt đầu liền kiểm tra đánh giá, xem như là già nhất nguyên lão một trong,
trước trung gian nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài, lại trở về vừa nhìn, đã bất tri bất giác đều đi đến năm trắc, sáng mai, mới nhất một nhóm ngao đầu trọc năm trắc manh mới player liền muốn đi vào, ta ngày mai cũng tiến vào cùng manh mới đồng thời bắt đầu lại từ đầu, tiến hóa mới vật chủng, các vị ngày mai là có thể nhìn thấy ta, chúng ta lại là chiến hữu, được rồi, cá nhân việc tư tới đây kết thúc, cảm khái có chút nhiều, ta đến tán gẫu chút chính sự, trên thực tế, bản thân vẫn chưa cùng thời đại chệch đường ray, tuy rằng cái trước hoang cổ thế giới chưa từng tham dự, nhưng cũng vẫn quan tâm, tình cờ còn ra đến nổi bong bóng, mọi người cũng từng thấy bóng người của ta, trên thực tế, hoang cổ thế giới là một cái kỳ dị thế giới, không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc, thử hỏi, chúng ta nếu như không có từng tới hoang cổ thế giới, sẽ nghĩ tới trong một thế giới mặt trời, mặt trăng, sẽ là loại kết cấu này sao? Không thể không nói, chư thiên vạn giới đáng sợ, xác thực rực rỡ nhiều màu sắc, sở dĩ, ta y nguyên thổi bạo, không hiểu người chỉ cho rằng đây là một trò chơi, hiểu người sẽ hiểu đây mới thực là trên ý nghĩa nhân sinh thứ hai, nhiều hơn nữa huyền bí, chính mình lĩnh ngộ phỏng đoán, mà cá nhân cho rằng, trong chư thiên vạn giới, mới xuất hiện cái thứ ba thế giới, cổ thụ thế giới quy củ, cũng vạn phần đặc biệt, chúng ta muốn trợ giúp, một không nói lời nào, tuyệt cảnh đột kích ngược, lấy một cái nhược gà đầu bếp, thay đổi một hồi cao đẳng tinh linh bộ lạc chiến tranh, đầu tiên là phải thấu hiểu thế giới kia đặc trưng, ta nghe xong miêu tả sau, đáng giá nhất quan tâm có hai điểm, điểm thứ nhất, anh hùng tế đàn, ở thế giới kia quy tắc dưới, player tử vong không phải tử vong, là có thể trọng sinh, điểm ấy rất mới mẻ, có thể thao tác tính lớn vô cùng. Điểm thứ hai, 11 viên kỳ tích sinh mệnh cổ thụ, ta quan sát một hồi tinh linh cùng cổ thụ sinh mệnh kết cấu hình thái, căn cứ một không nói lời nào phổ cập khoa học, hẳn là tương tự thai nghén hoang cổ thế giới yêu, những trái cây kia bên trong nội không gian tích trữ năng lượng, làm cho trong quả thực mặt hạt giống sinh ra trí tuệ. Như vậy, vấn đề đến rồi, năng lượng từ đâu đến, thực vật động vật thành yêu khai tuệ, cần không gì sánh được nồng nặc năng lượng khổng lồ. Ta suy nghĩ một chút, 11 viên sinh mệnh cổ thụ hình thái rất đặc biệt, che kín bầu trời, như là hết sức tiến hóa ra khổng lồ tán cây, lẫn nhau cạnh tranh bầu trời lĩnh vực, che chắn toàn bộ bầu trời, mới hình thành như vậy kỳ dị lá cây bầu trời hình ảnh. Như vậy sinh mệnh cổ thụ đã mặc bên xác minh, thế giới này năng lượng tất nhiên đến từ trên vòng trời. 11 viên sinh mệnh cổ thụ lũng đoạn thế giới này phần lớn năng lượng, còn phân ra bộ phận năng lượng xây dựng chính mình hệ thống phòng ngự, đem năng lượng ngưng tụ ở trái cây trung sản sinh yêu, hình thành chính mình cây cối đội hộ vệ, đây chính là tinh linh sinh ra lai lịch. Lại phân tích một làn sóng những sinh mệnh kia kỳ tích cổ thụ, chúng nó vì sao chỉ sản sinh nữ tử đây, không có nam tử? Này từ tiến hóa học góc độ tới nói, chỉ xuất hiện đơn giới tính là chính xác, bởi là sinh mệnh cổ thụ bản năng không cho phép tinh linh tự mình sinh sôi, như vậy các nàng không còn ỷ lại cổ thụ sinh ra chính mình, sẽ thoát ly khống chế. Mọi người cảm thấy một sóng này phân tích rất hợp lý. Như vậy, một mảnh thế giới này bí mật liền tuyệt đối không chỉ như vậy, vòng trời đỉnh chóp tất nhiên có cực kỳ khủng bố một loại nào đó năng lượng cao nguồn năng lượng hoàn cảnh, vô cùng vô tận, rất khả năng là thế giới này tu luyện cội nguồn. Rốt cuộc, chư thiên vạn giới, mỗi một thế giới hệ thống tu luyện đều không giống, thế giới phù thủy, là tu luyện tự thân lực lượng tinh thần, không nhờ vả ngoại vật, hoang cổ thế giới, là hấp thu chúng sinh linh hương hỏa, sinh linh tỏa ra linh hồn hơi thở, tích thiểu thành đa, tiến hành tu luyện. Như vậy cổ một thế giới đây, bị cổ thụ tán cây che chắn lá cây bầu trời ở ngoài, đến cùng là cái gì hình ảnh? Ở cung cấp cuồn cuộn không ngừng vĩnh hằng nguồn năng lượng, nhật nguyệt, hoặc là chúng thần, năng lượng trì, một loại nào đó nguồn năng lượng sinh mệnh, vẫn là càng đáng sợ đồ vật, này cũng đủ để cho người ước mơ, này cũng chính là ta muốn đi vào thăm dò nguyên nhân, thành thật mà nói, ta đã thoát ly cấp thấp thú vị, không có tranh bá mục tiêu, là một cái phù thủy chỉ muốn truy cầu chân lý, du đi một cái thế giới, mút vào văn minh của bọn họ, không ngừng để cho mình tri thức uyên bác, ta hiện đang tu dưỡng trở về, đối cái này cổ thụ thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng, ta muốn tiến vào nhìn một chút cái kia chân tướng của thế giới, xứng đáng là tính toán không một chỗ sai sót Patrista. Mọi người nghe một mảnh này phân tích thiếp, tức khắc bốc lên mồ hôi lạnh, từ một không nói lời nào giới thiệu, một vị này đại lão, liền có thể phân tích ra rất nhiều đại lượng tin tức nội dung, thậm chí sinh mệnh cổ thụ đều ở trong mắt hắn, đã biến thành trong suốt tồn tại, mà Hứa Chỉ cũng có chút sắc mặt quái lạ, núi Haruna tốc độ xe, từ thế giới phù thủy sau khi ra ngoài, quả nhiên vẫn là trước sau như một mảnh, vừa lên đến phân tích thế giới kết cấu, liền đoán ra cây cối che chắn trên vòng trời, tất nhiên là thế giới này năng lượng khởi nguồn, chỉ là, năng lực phân tích lợi hại đến đâu, cũng đoán không được cổ thụ thế giới lá cây bầu trời ở ngoài là vũ trụ, mênh mông ngôi sao, có
Có thể vào giờ phút này, diễn đàn y nguyên náo nhiệt, mọi người lại lần nữa nhìn núi Haruna tốc độ xe phát ra dưới một đoạn văn tự. Được rồi, xuất phát từ thế giới phù thủy cá nhân quen thuộc, vừa lên đến liền phân tích một hồi thế giới này cổ thụ kết cấu, hệ thống sức mạnh, mà muốn giải quyết vấn đề khó, tuyệt cảnh nghịch chuyển, nhất định phải biết người biết ta, mới có thể nghĩ đến biện pháp. Ta liền từ phía trên từng bước một suy luận phân tích bên trong, từ ám dạ cổ thụ cùng tinh linh sinh mệnh kết cấu, tìm tới để một chớp mắt biến thành ngũ giai cường giả tất thắng pháp. Các ngươi nghĩ đến sao? Tất thắng pháp, mọi người mặt nhìn nhau, cảm thấy IQ không đủ dùng rồi. Phía trên phân tích một làn sóng, không chính là phân tích sinh mệnh cổ thụ, thế giới kết cấu sao? Thế nhưng vẫn có rất nhiều người nhắn lại rồi. Có người nói, khả năng là để một điều phối một loại độc dược, biến thành hắc ám món ăn, có thể độc chết ngũ giai sinh vật, đến độc chết những tinh linh kia, như vậy có thể là một cái nhược gà đầu bếp, triệt để xoay chuyển thế cuộc. Cũng có người suy đoán, là nghĩ đến biện pháp, để viên này ám dạ sinh mệnh vĩnh hằng cổ thụ, vụt lên từ mặt đất, hóa thành chiến tranh cổ thụ, có thể di động, một lòng bàn tay đập chết những bộ lạc khác tinh linh, nhưng cũng rất nhanh sẽ bị mọi người phủ quyết rồi. Sinh mệnh vĩnh hằng cổ thụ, che chắn một mảng lớn bầu trời, so với năm đó kiến mộc còn muốn lớn hơn một đoạn, có thể di động mới có quỷ rồi. Rất nhiều suy đoán đều đi ra, nhưng đều không có người đáp đúng, làm sao để một cái tinh linh trong bộ lạc cây cối đầu bếp, chớp mắt biến thành cường giả tuyệt thế, có cấp 5 sức mạnh đáng sợ. Đây căn bản không ai có thể nghĩ đến, ở trong mắt mọi người, y nguyên là khó giải tuyệt cảnh, mà núi Haruna tốc độ xe, lại nói không chỉ không phải khó giải, cũng không phải một hai tầng phần thắng, hắn có 100% tất thắng pháp, thiệt thòi trước hắn còn nói là 8/10 phần thắng. Xem ra là khiêm tốn rồi. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng sẽ không đoán, khai giảng, bắt đầu công bố đáp án, ta vừa mới không phải nói, điểm đáng ngờ ở hai vấn đề, anh hùng tế đàn, sinh mệnh cổ thụ mặt kết cấu sao? Như vậy, đương nhiên là từ hai vấn đề này trên tìm kiếm đáp án, đơn giản đến nói hạ lưu trình, một không nói lời nào, ngươi có thể tự sát, đem anh hùng tế đàn phục sinh điểm, thiết trí ở một cái trái cây sinh mệnh bên trong, ngươi từ tinh linh trái cây bên trong trọng sinh, đánh cắp cái này năng lượng thật lớn tinh linh phôi thai, ở trái cây sinh mệnh bên trong trưởng thành, như vậy, ngươi phải chăng sẽ trọng sinh trở thành một tinh linh? Mọi người đầu óc ầm ầm chấn động, trước tại sao không có nghĩ đến, rõ ràng đã vừa mới cho chúng ta phân tích, tinh linh bản chất là yêu. Thụ yêu, như vậy, có thể không để một cũng ở một viên tinh linh trong quả thực trọng sinh, mút vào năng lượng, trở thành một thụ tinh linh, nó vốn là thực vật A. Tự nhiên có thể trở thành thụ yêu. Những người khác không thể trọng sinh, hóa thành phôi thai hạt giống, mà chỉ có nó có thể, bởi vì có chính mình độc nhất trọng sinh tế đàn. Phải biết, một cái tinh linh vừa sinh ra, liền có tam giai thực lực, thành niên tứ giai A, nếu như lấy phương thức như thế trọng sinh, cũng đã bước đầu có thay đổi thế cục năng lực rồi. Đây là một cái vạn phần thiên mã hành không ý nghĩ, để mọi người trầm tư suy nghĩ vấn đề khó mở ra, trong giây lát này khoan khoái tràn trề, so với ở dưới mặt trời chói chang uống một bình ướp lạnh bia còn cảm giác được nghiện. Đại lão uy vũ, mẹ nó a. Người này khủng bố như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ trang bị giới, đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Mọi người ầm ầm lên, vô cùng nhiệt liệt, xứng đáng là núi Haruna tốc độ xe vị này nổi danh đại lão, quả nhiên là tri thức thay đổi thế giới, cái này hát co trò chơi, chỉ cần đầu trọc vào chỗ chết học, không có tri thức cùng học tập sáng tạo không được kỳ tích, chỉ thấy phía dưới tiếp tục viết, vừa sinh ra mới tam giai, tự nhiên không đủ. Ngươi cần càng nhiều trái cây sinh mệnh năng lượng, điều này cần ngươi đến câu thông một viên kia ám dạ cổ thụ, để nó đem 7-8 viên trái cây sinh mệnh năng lượng, hội tụ ở một viên trái cây sinh mệnh tốt nhất, mà ngươi, từ trong anh hùng tế đàn trọng sinh, làm một viên thất diệu bảo thụ hạt giống ở đó cái cực đoan cao năng lượng trái cây sinh mệnh bên trong một lần nữa thai nén, thất diệu bảo thụ kết hợp ám dạ tinh linh huyết thống, thành yêu sau, sẽ biến thành cái gì tinh linh hình thái, đó là chưa biết lĩnh vực, ta không hiểu. Nhưng ngươi tất nhiên là một người phụ nữ. Nữ tính tinh linh. Không thể là nam tính, về phần tại sao, là sinh mệnh cổ thụ gây ra, ta phía trên đã phân tích quá rồi. Mọi người, bọn họ tức khắc trợn to hai mắt, thần sắc đều thay đổi. Nguyên lai trước tất cả thế giới kết cấu phân tích, đều là vì chúng ta hiện tại có thể nghe hiểu, đặt xuống phục bút. Bọn họ ngồi trước máy vi tính nhìn diễn đàn, đầy mắt khó mà tin nổi, từng cuộc một xoay chuyển, phục bút kéo ra đặc sắc mở màn. Mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người rồi, đồng thời một vị này đại lão không phải không nhớ thù, là ở đây chờ, để một không nói lời nào, biến thành nữ nhân. Mọi người hiện tại mới phản ứng được, tinh linh tộc đều là nữ tử, đại lão nói để hắn biến thành tinh linh tộc anh hùng, không chính là đã biến thành một người nữ sinh à. Tức khắc,
chớp mắt xác nhận chính là núi Haruna. Tốc độ xe bản thân không thể nghi ngờ, trước sau như một nhớ thù, ở đây đào hầm chờ chôn người, mà cao như vậy tính kế bố cục năng lực, bảy người quả thực là một vòng móc một vòng, có thể đem người tươi sống hố chết, chẳng trách trước mấy cái player tên đỏ, bị hắn một người tươi sống hố chết, nữ trang liền có thể trở nên mạnh mẽ. Mọi người tức khắc trong đầu sinh ra cái này đáng sợ từ ngữ, chẳng trách trước phải gọi thiếp mời này tên, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. 6666, đáng sợ. Sau đó còn ai dám chọc một vị này đại lão? Quảng đào không quảng chôn a. Hố chết ngươi không có thương lượng, tức khắc, mọi người là một vị này núi Haruna tốc độ xe đại lão yên lặng lai, đây là vì mọi người báo một mũi tên mối thù, toàn bộ bào tử tiến hóa trong sa bàn, mọi người đều không có cái gì tinh xảo tài nấu ăn, hiểu được thuyết tiến hóa lại hiểu nấu nướng người, chỉ có một một không nói lời nào, bình thường hàng này liền ở trong sa bàn mở cửa tiệm, làm lũng đoạn, không biết nghiền ép máu của bao nhiêu người mồ hôi tiền, hiện tại xem như là đánh đổ Chu Lột Gia, tức khắc, vô số người bắt đầu phát thiếp chúc mừng, thậm chí, mọi người bắt đầu hoa thức khuyên bảo một một, để hắn nhận mệnh, một cái thần sông trồi lên sông cầu trên mặt nước, tuổi trẻ thiếu niên yêu, ngươi ném chính là cái này đỏ sẫm váy xếp nếp. Vẫn là một điều này Gô Tiết La lị phục, không cần nỗ lực, không cần phấn đấu, chỉ cần nữ trang, biến thân tinh linh tộc anh hùng, trở thành tinh linh tộc nữ vương, lời quảng cáo, không cần khắc khổ tu luyện, nữ trang khiến cho ta ung dung trở nên mạnh mẽ. Một người đàn ông chán chường ngồi ở trong phế tích, đã từng, ta ở cực khổ bên trong trầm luân, cũng ở khóc trống bên trong trù trừ, người thân ở trước mặt ta tử vong, người yêu ở trong mưa máu ngã xuống, khói thuốc súng tràn ngập, máu tươi nhuộm dần, ta vô lực, ta nhỏ yếu, cuối cùng, ta dứt khoát nhấc lên vũ khí, đứng lên, phủ thêm làm người thở gấp gợi cảm nữ trang, bước lớn tắm rửa trong ánh nắng màu vàng, hướng đi xa trường, lời quảng cáo, không cần khắc khổ tu luyện, nữ trang khiến cho ta ung dung trở nên mạnh mẽ. Một đống quảng cáo thể xuất hiện rồi, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi, mấy người này đánh quảng cáo, rõ ràng không có chụp ảnh màn hình cùng hình ảnh, chỉ có văn tự miêu tả, nhưng hình ảnh cảm tặc mạnh, bọn họ là làm thế nào đến, những người này mới, không đi làm quảng cáo quả thực đáng tiếc rồi, đáng ghét. Nhìn cái này quảng cáo, hình như có cái gì kỳ quái đồ vật ở trong thân thể của ta không thể nén xuống thức tỉnh rồi. Nghiến răng nghiến lợi, không muốn rồi. Nhân gia có điểm mấu chốt đây. Bắt đầu e thẹn, không muốn. Ngươi sớm muộn sẽ muốn, chăm chú mặt, này mẹ nó thực sự là một bầy tiểu tiện nhân, một một tức khắc lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương, những gia súc này nói đều là tiếng người sao, hắn cảm thấy những gia súc này quá không biết xấu hổ, quá có thể bỏ đá xuống giếng rồi, ta không chính là làm một lần hắc thương đầu bếp, đối với các ngươi làm một lần lũng đoạn à. Liền lén lúc ép khô các ngươi tài phú à, núi Haruna tốc độ xe, phía trên, các ngươi quá phận quá đáng. Chúng ta ở rất chính kinh thảo luận làm sao nghịch chuyển tuyệt cảnh, các ngươi loạn như vậy đến, đã kích nhân gia lòng tự tin làm gì? Một một không nói lời nào, nhưng này xác thực là biện pháp duy nhất, ngươi đi câu thông ám dạ cổ thụ, nó không thể sẽ bé ngoan chờ đợi tử vong, ngươi đối với nó đưa ra có thể cứu nó, cầm 7 cái trái cây sinh mệnh, năng lượng hội tụ ở một cái trái cây sinh mệnh trên, ngươi sẽ đem anh hùng tế đàn trọng sinh trận pháp, giả thiết ở trong quả thực, ngươi đang ở bên trong trọng sinh. Một một hít sâu vào một hơi, dù sao cũng hơi xúc động rồi, chính ta tay trắng dựng nghiệp, coi như là nỗ lực tu luyện mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể đến ngũ giai, đây là làm ta chớp mắt trở nên mạnh mẽ duy nhất khả năng, chỉ muốn biến thành, phải biết, phổ thông tinh linh vừa sinh ra chính là tam giai, thành niên mới tứ giai, mà chính mình hội tụ 7 cái trái cây sinh mệnh, vừa sinh ra chỉ sợ chính là tứ giai, sau khi trưởng thành chính là ngũ giai, đồng thời anh hùng tế đàn đặc tính, vô cùng khủng bố, có thể để cho ngươi sau khi sinh, phản phất không nhìn trưởng thành 5 tháng, chớp mắt trưởng thành, bước hướng thành niên, trước hắn từ trong tế đàn trọng sinh, chính là từ một hạt giống liền cấp tốc lớn lên, hóa thành thành niên thất diệu bảo thụ, đây chính là rất tự nhiên bị phân thây nguyên nhân, đây là duy nhất khả thi biện pháp. Hắn cứ việc tâm lý không muốn, nhưng Sirin những tinh linh này âm dung tiếu mạo, tiếng cười cười nói nói, không ngừng ở đầu óc hiện lên, quá mức sau khi thành công tự sát, một lần nữa biến thành một viên thất diệu bảo thụ. Ta không thể sẽ mê muội với loại kia sức mạnh to lớn, hắn đã ngồi đã quyết định, các nàng đang vì bảo vệ hắn, phát động chiến tranh, mà chính mình trốn ở bộ lạc phía sau. Lúc này, núi Haruna tốc độ xe lại lần nữa lên tiếng, này 10 phút chờ đến đáng giá chứ. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Ông có sức mạnh, thủ hộ ngươi muốn tất cả, chúng ta sẽ thời khắc trợ giúp ngươi, là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, nhớ tới đem ngươi sau đẹp để bức ảnh phát cho chúng ta cho ngươi tham mưu một hồi.
để tránh khỏi có cái gì đến tiếp sau không tốt phản ứng. Được trả lời sau, Mộc Mộc không nói lời nào đã bắt đầu không nhìn một đám này gia súc, cấp thiết trở lại cổ một trong thế giới, lại mở mắt ra, xuất hiện tại một cái xanh biếc cây cối trong phàm gian, rất lịch sự tao nhã u tĩnh, hắn vội vã đi ra ngoài. Này ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút, cổ thụ thế giới đã qua hồi lâu, bên ngoài chiến tranh đã triệt để bạo phát, cứ việc ám dạ tinh linh có vũ khí trên ưu thế, có thể vẫn cứ nằm ở cực đoan thế yếu, đến cuối cùng tuyệt diệt thời khắc, Mộc Mộc cuối cùng vẫn là có chút do dự. Cứ việc chính mình hiện tại là một viên thực vật, không biện thư hùng, có thể trong đáy lòng, vẫn là tự nhận là một viên kiêu ngạo nam cây thân sĩ. Đồng thời, hắn gốc cây này làm gia vị liệu, là hết sức xóa đi sinh vật cảm giác đau, sở dĩ hắn mới sẽ rất bình tĩnh tiếp thu trước tử vong, mà hóa hình thành yêu, biến thành hình người tinh linh sau, sẽ có rồi cảm giác đau, khi chết một lần, sẽ làm hắn đau đến không gì sánh được khó chịu, chúng ta nếu như chiến bại, sẽ như thế nào? Hắn đi rồi một vòng, tìm tới Sirin tiểu nha đầu, lúc này chiến sự đã gấp vô cùng bách, thậm chí đánh tới ám dạ cổ thụ bên trong lĩnh vực bộ, sắp đến ám dạ bộ lạc khu vực hạch tâm rồi. Thậm chí, liền Sirin những này vị thành niên tam giai tinh linh, cũng sắp bị đưa ra chiến trường, nếu như đưa ra chiến trường, liền có thể sẽ tử vong. Sirin không thể chết được, hắn nhìn cái này tiểu tinh linh nội tâm xuất hiện sâu sắc sợ hãi. Sirin mở miệng nói, nếu như chiến bại, toàn bộ tinh linh đều sẽ bị giết chết. Mẫu thân của chúng ta ám dạ sinh mệnh cổ thụ, sẽ bị nô dịch, đúng giờ cướp đoạt mẫu thân hấp thu năng lượng, mang về cho bọn họ cổ thụ sinh sôi trái cây sinh mệnh. Sirin giải thích nói, có người nói xa xôi vũ tinh linh bộ lạc, chính là làm như vậy, nô dịch một cái tinh linh sinh mệnh cổ thụ, vì các nàng thu thập năng lượng, cho nên bọn họ quần thể tinh linh số lượng là phổ thông bộ lạc mấy lần. Ta rõ ràng, xem ra ta phải đi làm. Hắn đứng lên, ở trong bộ lạc bước lớn về phía trước. Quay đầu nhìn về phía một viên kia vĩ đại sinh mệnh vĩnh hằng cổ thụ, xanh biếc tươi tốt, xuyên thẳng trên vòng trời. Hắn nhẹ nhàng đi ở trên thân cây, xoa xoa nó thô ráp loang lỗ củ kỹ màu xanh vỏ cây, phản phất ẩn chứa vô tận tang thương năm tháng, trên thế giới vĩ đại nhất cổ xưa sinh mệnh a. Thủ hộ ngươi ám dạ tinh linh, liền muốn chiến bại, ngươi cũng bị trái khác cổ thụ cướp đoạt, lấy ngài tầng thứ tất nhiên không muốn chứ. Ào ào ào, trên vòng trời lít nha lít nhít lá cây hơi lay động. Loan lộ ánh mặt trời hóa thành nhỏ vụn điểm sáng trên mặt đất lấp lóe, đẹp đến sáng lạng. Quá rồi hồi lâu, một đạo xa xưa tang thương tiếng tinh linh phản phất tự bầu trời truyền đến, xen vào chiến tranh cổ thụ cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa kỳ dị trọng sinh cổ thụ a. Ngươi đến, mới dẫn đến thủ hộ ta bộ lạc nghênh đón hủy diệt, mà ta cũng sắp bị tôi tớ, triệt để mất đi tự do, không thể lại sinh ra thuộc về hộ vệ của ta tinh linh, chỉ có thể mặc cho sâu xé, là hủy diệt, cũng là kỳ ngộ, không phải sao? Hắn đối mặt không biết nhiều xa xưa cổ xưa chí cường sinh mệnh, nội tâm run rẩy, lại thử duy trì trấn định, mở miệng nói, ta có thể trở thành ngươi dưới trướng đặc biệt tinh linh, ngươi cũng không phải là tinh linh. Khi cổ xưa âm thanh đáp, ta có thể trở thành tinh linh. Trở thành ngươi dưới trướng một thành viên, một mở miệng, chỉ cần cho ta 7 cái trái cây sinh mệnh năng lượng, hội tụ ở một cái trái cây sinh mệnh trên, ta tiến vào bên trong, ta liền có thể trở thành mạnh mẽ đặc biệt tinh linh, thay đổi chiến cuộc. Kia tang thương già nua âm thanh trầm mặc một hồi, không thể, trái cây sinh mệnh bên trong, chỉ có sinh mệnh ban đầu hình thái, cũng tức là hạt giống ở trong đó thai nghén, mới có thể hình thành tinh linh, ngươi liền hạt giống đều không phải, làm sao có khả năng tiến vào trái cây bên trong, nếu như, ta có thể trở thành hạt giống đây. Hắn mở miệng lần nữa, ám dạ vĩnh hằng cổ thụ triệt để trầm mặc, nó chớp mắt nghĩ đến sinh mệnh, phản phất bị cái này thiết tưởng kinh ngạc đến ngay người bình thường. Một mặt khác, ở người nào đó vội vội vàng vàng đi rồi, trong diễn đàn, y nguyên rất nhiệt liệt, núi Haruna tốc độ xe tiếp tục mở miệng, ha ha ha. Chỉ cần hắn biến thành nữ nhân, liền không thể tai họa đáng yêu mê người tinh linh tiểu tỷ tỷ, chờ ta đến thời điểm đi vào, những tinh linh tiểu tỷ tỷ kia liền đều là của ta rồi. Thậm chí đến lúc cần thiết, liền nàng đều là của ta. Buồn cười, chụp ảnh màn hình, núi Haruna tốc độ xe rung tay một cái, lại thả ra trước mấy cái đẹp đẽ tinh linh tiểu tỷ tỷ chụp ảnh màn hình, đẹp đến không dính khói bụi trần gian. Hiện trường bạn trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này nàng có vẻ như rất linh tính a, xứng đáng là tính toán không một chỗ sai sót Patrista, không chỉ từng bước một đào hầm xoay chuyển, vô cùng đặc sắc, bây giờ lại còn có lưu lại ẩn dấu hậu chiêu, dĩ nhiên liền bước đi này đều tính tới rồi. Một cái kim may, mẹ nó. Ai mở xe? Ta muốn xuống xe, đây không phải đi vườn trẻ đường. Manh muội để cầu, ha 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 ha, xứng đáng là núi Haruna lão tài xế, ta đã sớm lén lút đem cửa xe hàng chết, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ xuống xe, hắn đang cười lớn.
JPG, Xuân Tử Yêu học tập, đáng sợ. Cái này chẳng lẽ là nam nhân gian nhiệt huyết hữu nghị? Buồn cười, manh muội muốn tiến hóa thành long, cá nhân cho rằng này rất bình thường, một cả ngày bán gà đưa ma kiếm tiền, bán không biết bao nhiêu con gà, hiện tại chỉ có điều ngược lại, là bị làm gà quyết đoán sau, bắt đầu thường thịt mà thôi, rất chuyện đương nhiên, buồn cười, ào ào ào, một mảnh gió lạnh thổi qua, xanh biếc loang lỗ thân cây xuyên thẳng vòng trời, chỗ cao nhất treo lơ lửng 17 viên trái cây sinh mệnh, ẩn chứa vô cùng vô tận thực vật năng lượng, hiện tại ám dạ tinh linh cũng bất quá là hơn 300 số lượng, này 17 viên trái cây đã là thai nghén gần trăm năm mới tinh linh, tức sẽ sinh ra ở trên vùng đất này, nếu như muốn lập tức lấy đi 7 viên, cho dù là sinh mệnh cổ thụ cũng cảm thấy đau lòng, nhưng nó không phải là không có hiểu rõ quá, cái này quỷ dị thực vật sinh mệnh có lẽ thật sự có khả năng lấy một loại quỷ dị hình thái trọng sinh, lần thứ hai biến thành hạt giống, ào ào ào, một mảnh uy thế khủng bố bỗng nhiên nghiền đè ở trên người, kỳ dị trọng sinh cổ thụ, ngươi biết điều này cần ta bao lớn đánh đổi à, một cả người hầu như muốn áp ngã sấp trên đất trên, lại lần nữa gian nan mở miệng, ngươi chỉ có thể như vậy lựa chọn, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết đi, đồng thời ta sẽ hóa thành ngươi thủ hộ tinh linh, ngươi cũng không có tổn thất, thậm chí rất khả năng được một cái đặc thù mạnh mẽ tinh linh, gia nhập trong bộ lạc, thời gian đã không nhiều, trên bầu trời trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên truyền đến trả lời, liền không còn sinh lợi, một chớp mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, quả nhiên thành công rồi. Nói không sai, đây là ám dạ tinh linh nguy cơ, cũng là ta cuộc khởi duy nhất cơ hội, vào lúc này ta nhân cơ hội điên cuồng bắt chẹt nó cũng chỉ có thể bị ép đồng ý, dựa theo suy đoán, dù sao cũng là cây giống có thể chịu đựng sức mạnh lớn nhất, chính là tứ giai, sở dĩ khó có thể chế tạo càng mạnh hơn, mà hắn tin tưởng chính mình vật chủng tiềm lực, có 7 loại mùi vị, bao nhiêu cũng so với phổ thông cây giống mạnh, đồng thời sinh mệnh cổ thụ đã không có lựa chọn, chỉ có thể thử để hắn ở bên trong một lần nữa hóa thành hạt giống, thai nghén trọng sinh, hắn cũng không có gấp, mà là lập tức trở về đến trong kho hàng tự sát, một lần, hai lần, ba lần, hắn lần lượt bắt đầu trọng sinh, mãi đến tận đem tinh linh bộ lạc để cho nó khổng lồ trọng sinh năng lượng hết thảy tiêu hao hết, hắn biết sau đó chính mình, liền rất khả năng trong thời gian ngắn không phải cái này hình thái, ở làm hết sức lưu lại càng nhiều gia vị liệu, trong kho hàng, chồng chất đầy từng cái thất diệu bảo thụ hiếu kỳ hình người thực vật thi thể, như là củi lửa nhà kho rải rác xếp, chụp ảnh màn hình, gặp lại, thanh xuân của ta. Hắn cất bước liền chạy, cấp tốc hướng về ám dạ sinh mệnh vĩnh hằng cổ thụ phương hướng chạy băng băng, chờ bình định chiến loạn sau, ta sẽ tự sát, từ phổ thông trong anh hùng tế đàn trọng sinh, biến trở về thất diệu bảo thụ hình thái, giải trừ nữ trang tinh linh hình thái, đạp đạp đạp, nương theo nhỏ vụn tiếng bước chân, tinh tế dày đặc loang lỗ long lanh ánh mặt trời, chiếu rọi ở hắn kia hiếu kỳ bước tiến, con cua vậy hoành hành bá đạo bước đi phương thức trên, ào ào ào, rất nhanh, hắn thông qua sinh mệnh cổ thụ dưới sự giúp đỡ, đồng thời cân nhắc nghiên cứu, đem trọng sinh điểm thành công thiết lập tại một viên ngưng tụ 7 viên trái cây năng lượng trái cây sinh mệnh nội bộ, sau đó, hắn tại chỗ tự sát rồi, trọng sinh trong tế đàn, hoàn toàn mông lung năng lượng sền sệt trắng xóa trong không gian nhỏ, một hạt giống cấp tốc bắt đầu trưởng thành, thai nghén, chỉ là không còn là trưởng thành lên thành thất diệu bảo thụ hiếu kỳ hình thái, phản phất dung hợp tinh linh huyết mạch cùng thất diệu bảo thụ huyết mạch, trở thành cơ thể sống hoàn toàn mới, trạng thái như thế này, thật muốn làm cái tỷ dụ. Phản phất một gốc cây gán ở cây táo trên, ngút vào cây táo bản thân dinh dưỡng trưởng thành, ào ào ào, trái cây vào rơi xuống mặt đất trên, một cái trẻ nít nhỏ cấp tốc đi ra, một đạo thon dài hình người dần dần thai nghén, trưởng thành, tinh xảo đẹp đẽ dung nhan, thước tha thân thể, đồng thời cùng với những cái khác tinh linh cực kỳ không giống, nàng vừa sinh ra liền có tứ giai còn đang nhanh chóng trưởng thành phát dục, cấp tốc liền hóa thành một cái khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách nữ tử, cùng bình thường đồng dạng, hầu như chớp mắt liền thành niên rồi. Nàng yên lặng cảm ứng năng lực của chính mình, đã có ngũ giai thực lực, phản phất sinh ra liền rất mạnh mẽ yêu tộc, ta 7 loại thực vật mùi vị, được tiến hóa, dĩ nhiên hóa thành các loại năng lực thân thể, cây vị đã biến thành giết người cây, độ cây chỉ sợ đã vượt xa trên địa cầu bất luận cái gì ớt, có thể đem sinh linh tươi sống cây chết, ở bên trong chiến trường tác dụng cực đại, phạm vi lớn sát thương, phòng sói phun sương chính là nước ớt chế tác, phun ở trên da, liền có thể lên điểm đỏ. Phun ở trên mắt có thể đem người đưa vào bệnh viện, kia vẫn tính là độ cây không mạnh tầng thứ, một ít mấy triệu độ cây ma quỷ ớt hàng ngũ, cũng có thể làm cho người chí tử, huống chi là trước mắt cái này càng mạnh hơn, ta trao lên men, đã biến thành một loại với ta cộng sinh kịch độc loài nấm, có thể ở vũ khí bên trong bôi độc, để người cấp tốc cảm hóa, chí tử, phải biết, lên men loài nấm có kịch độc cũng có không độc, cổ đại chiến tranh quân đội đánh trận trước,
binh sĩ liền thường thường bị yêu cầu ở vũ khí trên bôi độc chính mình phân và nước tiểu, lấy đặt đến vết thương cảm hóa, để người vết thương mục nát mà chết. Tình huống như thế đúng là tương tự, tỏi dung năng lực, có sát trùng công hiệu, trở nên càng thêm rõ ràng, đồng thời có thực vật sinh cơ năng lượng, thoa lên trên, vết thương sẽ không hư, tiêu độc sát trùng, chữa trị vết thương, thậm chí trở thành chao vị kịch độc duy nhất thuốc giải. Nàng từng cái tính toán chính mình thành yêu năng lực, phủ thêm y phục, nhanh chân đi ra, bỗng nhiên dừng bước lại, cúi đầu nhìn bên cạnh hồ nước, ánh mặt trời rơi ra trong nước, chiếu ra nàng thon dài cái bóng, một đầu xanh biếc tóc đẹp, đẹp đẽ trắng nõn da dẻ, kiên nghị khuôn mặt, còn có sắc bén như ưng đôi mắt thâm thúy, thú vị mạnh mẽ tinh linh, dĩ nhiên có tầng tầng năng lực, trên bầu trời sinh mệnh ám dạ cổ thụ bên trong, cũng sửng sốt với loại này kỳ dị đặc biệt tinh linh, nàng vượt xa phổ thông tinh linh, có lẽ, nàng thật có trở thành tinh linh tộc anh hùng tư cách. Cuối cùng, một đạo xa xưa tang thương âm thanh chậm rãi vang lên, mỗi một cái tân sinh tinh linh sinh ra, đều do ta làm cổ thụ mẫu thân là nó đặt tên, ta vì ngươi đặt tên, Ermimia. Ermimia, ở tiếng tinh linh bên trong, ý là thủ hộ giả, thủ vọng giả, vừa vặn phù hợp hiện tại ám dạ tinh linh bộ lạc tình cảnh, cần một cái mạnh mẽ tinh linh tộc anh hùng đến thủ hộ cứu vớt, ngươi gánh chịu chúng ta ám dạ tinh linh bộ lạc sứ mệnh, ngươi mang theo kịch độc, ở đêm đen cùng trong bóng tối tìm hành, phản phất thích khách, vì chúng ta ám dạ bộ lạc viết tương lai tán ca, ngươi danh hiệu liền gọi là. Thanh âm kia dừng một chút, ảnh chi ca, đi thôi, thay đổi toàn bộ thế cuộc. Chúng ta ám dạ tinh linh tộc anh hùng, Ermimia. Ảnh chi ca, không mấy năm sau, hậu nhân ở trong thư viện mở trang sách, từ Ermimia cao đẳng tinh linh biên niên sử, thấy cảnh này tính lịch sử vĩnh hằng thời khắc bắt đầu, lại là vô cùng đơn giản ghi lại, thời đại thần sáng 131 năm, ám dạ tinh linh bộ lạc gặp xâm lấn, trong truyền thuyết tinh linh tộc anh hùng Ermimia xuất thế, sinh ra vào anh hùng tế đàn, Ermimia phủ thêm một cái các tinh linh dùng dây leo bệnh kiểu nữ bó sát người liền thể quần áo. Tìm đến một mảnh màu xanh lá cây đấu bồng khoác ở phía sau, phải đem chân da cấp xuống một ít, nàng ngồi ở cây cối trong bộ lạc trên băng ghế nhỏ, thiếu nữ xinh đẹp chớp mắt hóa thành một cái gãi chân đại hán, song chưởng nâng lên một cái chân, không lưng xuống, trắng như tuyết như mỡ đông mũi tinh xảo đến gần ngửi một cái, mẹ nó. Này chân triệt để không thể muốn, thật mẹ nó cay con mắt, này vẫn là ta tự mang kháng tính, những người khác ngửi được, vậy còn được, nàng cầm lấy dao nhỏ, nhẹ nhàng đem chân da cấp xuống. Đau đau đau, nàng đau đến nhe răng trợn mắt, phát ra lanh lảnh dễ nghe tiếng, quả nhiên hóa hình sau, ta liền có cảm giác đau, ta trước đặc dị tiêu trừ cảm giác đau, không ngừng thổi chính mình làm gia vị liệu vật chủng A, kết quả hiện tại chịu tội, sớm biết sẽ đau. Liền không coi chính mình là gia vị liệu vật chủng rồi, ào ào ào, nhẹ nhàng treo hạ một tầng chân da, thậm chí ngay cả mang một tầng huyết nhục, số lượng không nhiều, nhưng nồng độ cực cao, lại đem lá cây đấu bồng bên trong, thoa khắp chính mình ớt độc tố. Lúc cần thiết đấu bồng lá cây bay bắn ra, để loại này ớt trí mạng mặt trái bột phấn tung trên không trung, đủ để gây mù, thậm chí triệt để mất đi sức chiến đấu. Ớt, quả nhiên là thiếu nữ xinh đẹp phòng sói phun sương, một âm thầm nhổ nước bọt, lại dùng chính mình tỏi năng lượng tái sinh tay, nhẹ nhàng xoa xoa hai chân, tiêu độc sát trùng, phát hiện hiệu quả cực kỳ tốt, vết thương đang nhanh chóng khép lại rồi. Quả nhiên, tỏi ở trong giới tự nhiên, vốn là tiêu độc sát trùng thường dùng thực vật, mà hiện tại ta thành yêu sau. Hầu như chất biến rồi, nhưng dùng nó sinh mệnh khôi phục sức mạnh, cần ta tiêu hao rất nhiều thể lực năng lượng. Đây là một đôi xuân tay, xoa xoa tự lành vạn vật. Nàng kinh hỉ thiên phú của chính mình kinh khủng như thế, lựa chọn đeo lên một đôi màu đen tinh xảo thú bao tay da, để tránh khỏi sờ loạn, nỉ non lên, chỉ có thể phong ấn ta hai tay bên trong khổng lồ vương sức mạnh rồi. Trên chân ớt, trên tay tỏi, cùng với hiện tại, trên đầu chao kịch độc, nàng bắt đầu xoa xoa tóc, đúng, biến thành người sau. Chao vị lên men xào huyệt thay đổi, cùng nước tương vị dung hợp, dĩ nhiên chuyển đến trên tóc, đã biến thành kịch độc, rốt cuộc nước tương cùng chao đồng dạng, cũng là vi sinh vật lên men, tụ hợp lại cùng nhau, biến thành khủng bố kịch độc, tóc của chính mình, đã trở thành những thứ kịch độc kia vi sinh vật sinh tồn xào huyệt, nàng rõ ràng chính mình sẽ không kiếm thuật, cũng sẽ không đao pháp, tìm một cái to bằng chậu rửa mặt, bằng sắt xe đạp xăm lốp xe bình thường luân tròn làm vũ khí, tùy tiện vung lên liền có thể đã thương địch thủ. Căn bản không cần cân nhắc cấp độ, rất tiện tay, đồng thời chủ yếu lực sát thương, là tô vẽ tóc bên trong kịch độc, cắt ra da dẻ liền có thể dễ dàng muốn tính mạng người. Nước ớt, kịch độc, nam nhân đánh nhau trang bị, đã phân phối đầy đủ hết, vũ trang đến tận răng. Nàng đứng lên, nhìn một lần nữa trang phục sau, võ trang đầy đủ tinh linh thiếu nữ, mực mũ che màu xanh lục, cầm trong tay vòng tròn vũ khí, dáng ngọc yêu kiều, da dẻ đẹp đẽ, vóc người nóng nảy, có cổ rõ lạnh như băng tao nhã khí chất.
đẹp đến kinh tâm động phách, để người không nhịn được thương tiếc. Thật đẹp a, chỉ là đáng tiếc ngươi là cái nam. Nàng không có tự mình thưởng thức biến thái thú vị, lại tìm nửa tấm mặt nạ đeo lên, như vắt cổ chày ra nước vậy bền bỉ vỏ cây mặt nạ, làm bộ chính mình là nam nhân, bắt đầu lừa mình dối người rồi. Tuy rằng là một cái nam nhân chuyển đổi giới tính, mở ra một nữ tính nhân sinh thứ hai, hắn cảm thấy có lẽ so sánh mới mẻ, thú vị. Đồng thời thế giới này, căn bản không có nam nữ tính cách nói, chỉ có một cái giới tính, biện thư hùng không bổn tộc. Chính mình biến thành tinh linh xem như là đi tới nơi này cái cổ thụ thế giới địa phương hóa, nhưng người đi trước sinh quan niệm vẫn là ảnh hưởng nghiêm trọng hắn, nên đi tham gia chiến trường rồi. Một Mục quay đầu nhìn một viên ám dạ cổ thụ, sải bước về phía trước, ngửa đầu nhìn cao xa màu xanh màu vàng nhạt loang lỗ lá cây bầu trời, lại lần nữa nhắc nhở chính mình, năm tháng vô tình, đều là đánh bóng góc cạnh, đem người biến thành chính mình đã từng chán ghét dáng dấp, chờ trận chiến tranh này kết thúc, ta cuối cùng rồi sẽ biến trở về thời niên thiếu. Liền ở Một Một đi rồi, không khí bỗng nhiên dừng lại, ám dạ cổ thụ nhìn cái này kỳ dị tinh linh bóng lưng, lại nhìn mình một cái khác trái cây sinh mệnh bên trong, chìm nổi một viên thất diệu bảo thụ hạt giống, ở bắt đầu chậm rãi thai nghén. Nó thực sự là kỳ diệu sinh mệnh hình thái a, có thể không ngừng phục sinh, ta lén lút thừa dịp hắn biến thành hạt giống bắt đầu thai nghén thời điểm, chớp mắt đánh chết linh hồn của hắn, không nghĩ tới, hắn còn có thể ở trong tế đàn lại lần nữa trọng sinh, lại ấp ủ một hạt giống, không ngừng sinh trưởng. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể trọng sinh. Ám dạ cổ thụ đang nghe truyện trên TV audio CV không ngừng phỏng đoán, đang len lén thăm dò đặc tính của nó, muốn thu được nó đáng sợ trọng sinh năng lực. Hiện tại, ta chỉ có thể trong bóng tối dời đi, vừa mới viên kia sinh ra chớp mắt liền xóa bỏ ý thức hắn hạt giống, tiến vào một viên trái cây sinh mệnh bên trong, nhìn một chút có thể không phát dục, ai biết dĩ nhiên lại đã biến thành phổ thông thực vật sinh mệnh, không thể cấp tốc lớn lên. Ám dạ cổ thụ ý thức đang xem khác một viên trái cây sinh mệnh bên trong thất diệu bảo thụ hạt giống, tốc độ của nó, chỉ có thể dựa theo phổ thông tinh linh trưởng thành, cần vô số năm thai nghén phôi thai, 80 năm mới có thể thành niên. Nó không ngừng nỉ non, làm vùng thế giới này cổ lão nhất 11 vị tồn tại một trong, trí tuệ của nó vô dung hoài nghi, hy vọng cái này lén lút phục chế xuống đặc biệt tinh linh, cũng có thể cho ta mang đến không giống nhau kinh hỷ. 11 viên to lớn cổ thụ cây cố bao trùm toàn bộ tinh cầu, nơi nào đó xanh biếc trên đất phát sinh khủng bố chiến tranh, giết, từng cái mỹ lệ thảo quần tinh linh thiếu nữ, đang ở cầm trong tay một mâu, hòn đá, một cung, song phương tinh linh đều đang chém giết lẫn nhau, có chút tinh linh trên mặt, dùng cây dịch bùng họa ra màu xanh sẫm từng cái dấu vết, như người mang rợ chiến sĩ, đó là công huân, mạnh mẽ tượng trưng, là giết chết đối thủ số lượng, trước một vị kia ám dạ tinh linh tỷ tỷ Misia, trên mặt có 5 cái gian, liền mang ý nghĩa là giết chết 5 cái cùng cấp tinh linh nhân vật mạnh mẽ. Kỹ xảo chiến đấu rất phong phú, sử dụng một tay tinh xảo trường mâu, một vị này cường giả chết rồi, toàn bộ ám dạ tinh linh đã kích vô cùng lớn lao. Cái thời đại này tinh linh tuy rằng cùng tự nhiên cây cối thân hòa, lại bởi quá mức nguyên thủy đơn sơ văn minh, lộ ra khắp nơi giả mang, từ trước lôi kéo một thân thể cho rằng gia vị liệu, liền đủ để nhìn ra các nàng bộ lạc sinh hoạt tác phong, còn chưa từ giả thú bên trong thoát dĩnh đi ra, vì bộ lạc vinh quang, vì tinh linh sinh mệnh cổ thụ. Mẫu thân của chúng ta cướp đoạt các nàng, đem các nàng thi thể, mang về dưới cây cổ thụ trở thành chất dinh dưỡng, thai nghén mới tộc nhân, vô số mỹ lệ tinh linh đều đang gào thét, cầm vũ khí chém giết, mặt đất đang chấn động, từng viên một chiến tranh cổ thụ lớn vô cùng, cổ xưa mục nát, làm lính đánh thuê, cắm rễ ở phía xa trên mặt đất, chậm chậm dơ lên từng viên một tro đen đá lớn, hướng về phe địch tinh linh quăng, đùng, từng viên một to bằng cái thất tảng đá, chớp mắt tinh chuẩn đập bay một tên tinh linh, tên kia tinh linh từng ngụm thổ huyết, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất không còn sinh lợi, không có bất luận cái gì đẹp đẽ. Phương thức chiến đấu cực đoan dã man, là vũ khí cùng huyết nhục va chạm, dường như cổ đại bộ lạc chiến tranh. Các nàng tuy rằng đều là tứ giai, nhưng đều chỉ là thân thể tố chất đến tứ giai, không có hệ thống tu luyện, vừa sinh ra chỉ có thể chờ đợi thành niên, đồng thời vĩnh viễn duy trì thực lực này đến chết già. Vào giờ phút này, ở phong tinh linh cùng thủy tinh linh giáp công dưới, ám dạ tinh linh triệt để tan tác. Một bầy ám dạ tinh linh ở một rừng cây lên, làm công sự che chắn, mượn quen thuộc địa hình ưu thế, khổ sở chống lại. Cuối cùng, các nàng tập hợp lại cùng nhau, cả người vết thương, từng đạo vết thương, hướng ra phía ngoài bốc máu. Chúng ta lùi về sau đi. Không được, lui về sau nữa, chính là chúng ta bộ lạc rồi. Tân sinh vị thành niên tinh linh, chỉ có tam giai, đã bắt đầu không chống đỡ được, đã bị chết rất nhiều. Đây là chúng ta bộ lạc tương lai hy vọng. Chu vi đều truyền đến âm thanh. Mỗi một cảnh giới đều là một cái khảm, gây nên chất biến,
các nàng tự nhiên cũng dùng để phân chia một ít sinh mệnh đẳng cấp cùng trình độ nguy hiểm, tỉ như cự long, chính là cấp 5 sinh mệnh, có thể tàn sát tảng lớn tứ giai thành niên tinh linh, các nàng quả thực là điên rồi. Làm sao sẽ liên thủ? Chưa từng có tinh linh sẽ liên thủ, rốt cuộc chiếm lĩnh một cái tinh linh bộ lạc cổ thụ, hai người bọn họ bộ lạc làm sao phân? Có chứa một vị tinh linh gọi Mini, vóc người thon dài nóng nảy, quyến rũ thành thục, trên mặt vẽ ra ba đạo xanh sẫm gian, cũng lộ ra thần sắc sốt sắng. Dựa theo dưới loại xu thế này đi, mẫu thân của các nàng ám dạ cổ thụ sẽ trở thành viên thứ hai chiến bại, bị tôi tớ tinh linh cổ thụ. Cuối cùng, vẫn là các nàng mỹ thực quá mức mê người, cùng với bằng sắc vũ khí rèn đúc bí mật làm người đỏ mắt, chúng ta đi trước. Mini chỉ có thể mở miệng, hiện tại đã không có đường lui, chết thủ tại chỗ này cũng là tử vong, chỉ có thể trở lại ám dạ tinh linh bộ lạc, tiến hành cuối cùng chống lại rồi. Nhưng là một giây sau, một đạo làm người tóc gáy đứng thẳng thanh âm vang lên, không được, phong tinh linh đã từ phía sau vây quanh chúng ta, đoạn tuyệt chúng ta đường lui, chúng ta bị hai đại tinh linh bộ lạc, vây quanh ở trong rừng cây. Tin tức này truyền đến, làm người triệt để tuyệt vọng, các nàng nếu như bị diệt sạch ở đây, như vậy ám dạ tinh linh bộ lạc liền triệt để không có hy vọng. Ai? Đây là quái vật gì? Bỗng nhiên, ở ngoài mặt bao vây mà đến tinh linh truyền đến một mảnh tiếng kêu gào. Bên ngoài phát sinh cái gì? Chu vi ám dạ tinh linh cả người rung lên, vội vã nhìn về phía ngoài rừng cây, cũng chớp mắt giật mình lên. Đẹp quá ám dạ tinh linh, đây là người nào? Một đạo linh xảo mực bóng người màu xanh lục, duy mỹ sáng lạng, như một bài ám dạ tao nhã giả khúc, tiềm hành bình thường mang theo ám dạ tinh linh quỷ dị mềm mại đặc tính, như là ma cấp tốc qua lại ở tinh linh bên trong. Đó là ai? Trốn ở trong rừng cây, đứng ở trên cây cối một bầy ám dạ tinh linh, không nhịn được mở miệng. Khí tức kinh khủng kia tựa hồ là ngũ giai tinh linh, nhưng thế giới này chưa bao giờ từng xuất hiện ngũ giai tinh linh, dù cho thai nghén nhiều hơn nửa năng lượng, cũng chỉ có thể là tứ giai tinh linh, đây là tinh linh cực hạn, mang theo mặt nạ, thế nhưng loại kia màu tóc, cùng với đồng tử, xác thực là chúng ta ám dạ tinh linh không cần nghi vấn. Có tinh linh kích động kêu thành tiếng, thế nhưng chúng ta bộ lạc, không có như thế một cái mạnh mẽ ám dạ tinh linh. Rất nhiều tinh linh ngơ ngác nhìn phía xa, đầu óc trống không, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng phải cứu, chớp mắt liền cảm thấy sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, đặc biệt là Sirin những tinh linh này tiểu nha đầu, không nhịn được hô to lên, cái kia ám dạ tinh linh, đẹp quá a, à, càng cường đại tinh linh càng mỹ lệ hơn, ta chưa từng gặp đẹp như vậy sinh linh. Một bầy vị thành niên tinh linh rất hưng phấn, cảm thấy cứu tinh đến rồi, đây là làm người sùng bái thần tượng anh hùng, từ trên trời giáng xuống cứu vớt các nàng. Nhưng là bên cạnh mấy cái thành niên tinh linh, lại sắc mặt nghiêm nghị, Mini bỗng nhiên mở miệng, đem các nàng ước mơ đánh trúng nát tan, coi như là ngũ giai, cũng thắng không được, rốt cuộc tứ giai tinh linh có thể sống sống chồng chết nàng, vì cứu chúng ta, phản mà bị mất sinh mệnh, thế giới này không có hình thành sức chiến đấu hệ thống, mọi người đều là ra dấu quyền cước, ngũ giai sinh vật năng lực, cũng chính là so với tứ giai thân thể tố chất, tốc độ, sức mạnh tăng lên vô số lần, bị vây quanh lên, vẫn là có thể tươi sống chồng chết. Đương nhiên, ngũ giai cự long ngoại lệ, có người nói cự long có rồng ngâm thiên phú, khủng bố phạm vi sóng âm công kích, cũng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mang theo uy thế, có thể phạm vi lớn đánh bại vây công nó tứ giai tinh linh, không sợ vây quanh. Mini nói rằng, không biết vùng thế giới này xa xôi một mặt khác, trong truyền thuyết mạnh mẽ nhất vũ tinh linh bộ lạc, đến cùng là làm sao thuần phục cự long, chúng tinh linh sắc mặt chớp mắt trắng một cái, đúng đấy. Cự long có long uy, mà các nàng những tinh linh này, đều hết sức bình thường, dựa vào mang lực cùng vũ khí thương người, chính là trở thành ngũ giai lại mạnh mẽ, cũng không có năng lực đặc thù, sẽ bị tươi sống chồng chết, nhưng là một giây sau, đao trận toàn phong, bóng người mỹ lệ kia bụi cỏ đi nhanh, một tiếng lanh lảnh quát khẽ, áo choàng đấu bồng vung một cái, từng mảng khủng bố lá xanh tản ra, hóa thành đầy trời màu xanh hoa mảnh, ớt có mạnh mẽ không khí khuếch tán tính, chớp mắt vây quanh tinh linh gây nên một mảnh kêu rên, gây mù lên, ngã xuống hơn 20 cái tinh linh. Một một chung quy không dám giết người, không có dùng kịch độc vòng tròn vũ khí đi tới bổ đao, tùy ý các nàng trên mặt đất kêu rên, biết kia khủng bố độ cay, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào đứng lên, lần nữa khôi phục sức chiến đấu, đạp đạp đạp, nàng lui ra áo choàng, lõa trắng nõn hai chân thon dài, lần thứ hai ở rừng cây bãi cỏ cấp tốc tiến lên, động tác nhanh như quỷ ảnh, một cái tinh linh nữ tử mang màu đen thú bao tay da, cầm một thanh vòng tròn vũ khí, anh tư hiên ngang, càng quỷ dị chính là hai chân của nàng dẫm lên trên cỏ, hoa cỏ dĩ nhiên từng mảng khô héo ố vàng, cháy đen một mảnh, một cái màu đen cất bước quỷ tích lưu trên mặt đất, vô thanh vô tức đến khiến lòng người run sợ, nhanh giết rồi nàng. Phong tinh linh bên trong, một vị thành thục quyến rũ tinh linh sắc mặt chìm xuống,
trên mặt của nàng vẽ bảy cái gian, tượng trưng nàng mạnh mẽ, nàng cái kia áo choàng đấu bồng, đã dùng hết rồi, chu vi tinh linh dâng lên trước, cấp tốc vây quanh, lớn tiếng quát khẽ, là chính mình tiếp sức, ám dạ tinh linh, ngươi đã chết chắc rồi, đạp đạp đạp, Ermimia thân thể thon dài, lộ ra một vệt đẹp đến mức tận cùng mỉm cười, kinh tâm động phách, giơ tay nhấc chân bên trong có lệnh người say mê khí chất, bước nhanh chạy băng băng, ở trên cỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, các ngươi thực sự là quá ngây thơ, ta bị sinh mệnh cổ thụ xưng là ám dạ tinh linh anh hùng, ảnh chi ca, cất bước ở hắc ám cùng trong tử vong ám dạ tinh linh thích khách, ta toàn thân đều là vũ khí a, ào ào ào, đối mặt bốn phương tám hướng đập tới tinh linh, nàng bỗng nhiên nhảy lên mà lên, dựa vào mạnh mẽ thân thể tố chất, đảo quá thân, hai tay nâng mặt đất, trắng nõn thon dài hai chân hóa thành một cái gió xoáy, cấp tốc xoắn ốc lên, đây là nhảy đường phố một động tác, được gọi là Thomas Flair, hắn tuy rằng chưa từng học qua nhảy đường phố, chỉ là xem qua, nhưng hiện tại thân thể tố chất cũng có thể làm ra động tác này, lúc này cả người hóa thành gió xoáy, trắng nõn thon dài mũi chân cấp tốc xoắn ốc, xẹt qua từng cái súng lại đây tinh linh chóp mũi, oanh, một cổ khó mà nói rõ độ cay đập tới, vẻn vẹn cách không khí, mùi liền tràn vào từng người tinh linh chóp mũi, chớp mắt, nước mũi, tan vỡ vậy tuôn ra mà xuống, mặt trực tiếp một mảnh đỏ lên, toàn bộ tinh linh cúi đầu che mũi cùng mặt, kêu thảm thiết lên, đây là cái gì, con mắt của ta, thật cay, muốn mù, hành tây mùi vào con mắt, cũng có thể làm cho người con mắt không mở ra được, huống chi là kinh khủng như vậy tử vong ớt, vô số tinh linh nữ tử bắt đầu rít gào, không ngừng được kêu rên khắp nơi, cổ kia đâm nhói tất cả khô ráo nóng bỏng, làm cho các nàng muốn cấp thiết tìm kiếm nguồn nước, dội rửa chính mình kia sưng đỏ đến không ra hình thù gì mặt, đây là, xa xa, ám dạ tinh linh bộ tộc bị kinh ngạc đến ngây người rồi, các nàng nhìn cái này phản phất tinh linh chiến thần, anh hùng bình thường, đẹp đến mức tận cùng ám dạ tinh linh, dĩ nhiên có thể bạo phát ra khủng bố thiên phú, không nhìn vây quanh, dọc theo đường đi kẻ địch, không cần tiếp xúc, ngửi được hơi thở của nàng chớp mắt liền đảo, trực tiếp quét ngang mà đi, đây là, uy thế, chúng ta ám dạ tinh linh bộ tộc, cũng có uy thế, ông trời a, lẽ nào chúng ta ám dạ tinh linh tộc, đến ngũ giai, có thể có như cự long bình thường uy thế, toàn bộ ám dạ tinh linh trợn mắt ngoác mồm, con ngươi tràn ngập khó có thể tưởng tượng vui sướng, không có sai. Khí tức kinh khủng kia, tiếp xúc sẽ ngã xuống, chính là trong truyền thuyết cự long uy thế, mini kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ đầy mắt khó mà tin nổi, trừng lớn đôi mắt đẹp, nguyên lai chúng ta tinh linh, cũng có thể có uy thế thiên phú, đây là khác toàn bộ ám dạ tinh linh tộc. Mấy trăm năm qua đều lật đổ thường thức nhận thức, chúng ta bước vào ngũ giai sau, có thể so với cự long uy thế, kia quá mức khủng bố, cách rất xa, chúng ta liền có thể ngửi được luồng khí tức kia, làm người run rẩy, vì đó hoảng sợ, lộ ra mùi chết chóc, đồng thời tựa hồ rất quen thuộc, không thể nào. Ngươi nói là một. Thật có chút giống, nhưng mùi vị dày đặc gấp một vạn lần, đồng thời một lại không phải chúng ta tinh linh tộc, nó liền một tầng đều không phải. Làm sao có khả năng chớp mắt liền đến ngũ giai, vậy cũng là chưa từng có tinh linh có thể đến cảnh giới a. Một bầy ám dạ tinh linh bắt đầu nghị luận, cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, cái này thiên hàng thần bí ám dạ tinh linh mạnh mẽ quá đáng, phản phất đột nhiên xuất hiện bình thường, cứu vớt các nàng bộ tộc, là một, nó chính là một. Lúc này, Sirin bỗng nhiên kêu to lên, nàng sớm chiều ở chung, xác nhận chính là cái kia trong bộ lạc nhỏ yếu nhất tiểu thụ nhân đầu bếp, so với ai khác đều kích động. Chính là nó mùi vị, các ngươi dĩ nhiên không nhớ tới. Chúng ta mỗi ngày đều ở ăn a, Sirin gấp đến độ dậm chân, thực sự là nó, toàn trường tĩnh mịch, hết thảy tinh linh yên lặng như tờ, mọi người cả người chấn động, khó mà tin nổi nhìn cái kia mỹ lệ thần bí ám dạ tinh linh, qua lại ở trong kẻ địch, thực sự khó có thể tưởng tượng, là cái kia ở trong bộ lạc nhỏ yếu chọc cười thực vật đầu bếp, chớp mắt không có tinh linh nói nữa, lặng lặng đứng ở trong rừng cây, nhìn kia khủng bố chiến đấu hình ảnh. Nàng là một, Sirin nắm chặt trắng miệng nắm đấm, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lại không chút nào biết, trong đầu dị thường phức tạp, nhớ tới năm đó lần đầu gặp gỡ mặt tình cảnh đó, tỷ tỷ, nơi này có ăn ngon. Chính mình cầm lấy một cái dị dạng tiểu thụ nhân, điên cuồng vung chạy vội tình cảnh đó, cùng với sau, ở ám dạ tinh linh trong bộ lạc mỗi loại tiếng cười cười nói sinh hoạt, thời gian tươi đẹp, nàng trở nên thật mạnh, từng trận tự hào lại phức tạp tâm tình không ngừng sinh sôi. Không người nào có thể nghĩ đến, ở trong thời gian rất ngắn, bộ lạc này tiểu thụ nhân đầu bếp đến cùng dùng phương thức gì cùng đánh đổi, trưởng thành đến kinh khủng như vậy độ cao, đã biến thành một cái mạnh mẽ thần bí ám dạ tinh linh, đến cứu vớt rơi vào tuyệt cảnh các nàng. Xa xa, một vị phong tinh linh cũng ở giật mình, nàng nhìn lập tức liền muốn bắt ám dạ tinh linh bộ lạc,
bỗng nhiên giết ra một cái đáng sợ ám dạ tinh linh tộc, dĩ nhiên ở trắng trợn đánh ngã các nàng vô số tinh linh chiến sĩ, không thể tha thứ. Nàng nhíu mày, cảm thấy đối phương kỹ xảo chiến đấu rất trúc trắc, nhưng khí tức kinh khủng kia làm người kinh hoàng, tự hồ là một loại nào đó uy thế, tương tự cự long, ngửi được hơi thở chớp mắt sẽ ngã xuống, không thể tới gần nàng. Phong tinh linh nhấc lên cung tên, chậm rãi đối với xa xa nhắm chuẩn, phản phất một cái ẩn nút thích khách, đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ. Quá rồi hơn 10 giây, nàng con ngươi hơi híp lại, xoạt, một tiếng nhỏ bé đến khó có thể nghe được tiếng gió nương theo lưu quang, mạnh mẽ bay về phía xa xa. Một mục đang ở tinh linh bên trong chạy vội, trong nháy mắt da đầu nổ tung, phản phất bị món đồ gì nhìn chằm chằm, dựng lên một mảnh tinh tế dày đặc nổi da gà, nhưng là cũng đã nhưng không kịp, chỉ có thể cấp tốc chết đi thân thể, né tránh chỗ yếu. Phốc, nàng bụng dưới chớp mắt trúng tên, đau 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 đau, nàng chớp mắt liền đau đến nghe răng trợn mắt, lại nhìn chằm chằm mãnh liệt cầu sinh dục, mạnh mẽ một chút mũi tên nhọn, ném trên mặt đất, nàng hít sâu vào một hơi, chính mình là ngũ giai, nhưng là thiếu một chút bị tứ giai tư sống âm chết rồi, chính mình một cái xuyên việt giả, còn muốn bị người vượt cấp khiêu chiến, nàng trọng thương rồi, nhân cơ hội giết chết nàng. Chu vi phong tinh linh, thủy tinh linh một mảnh gầm nhẹ, tức khắc mừng rỡ như điên, ta kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng ngươi hiện tại đã bị ta tìm đến vị trí rồi, trốn được không? Nàng hai chân loáng một cái, hình thành một cái cách không về phía trước đá ngang, bởi quá mức kịch liệt vận động, nàng cả người đều ở bốc lên tinh tế dày đặc đổ mồ hôi. Liền hai chân đều đang đổ mồ hôi, tức khắc cay vị càng thêm dày đặc, chớp mắt, xông tới gần mà đến tinh linh một mảnh ngã xuống, vô số tinh linh đều đang kêu rên, ngã xuống đất, che hai mắt kêu thảm thiết, khoan hãy nói, ta làm thực vật tiến hóa ớt, so với phần lớn kịch độc đều tốt nhiều, còn chính mình liền có thể không ngừng sinh sản, đồng thời cay đặc tính dẫn đến khuếch tán năng lực rất mạnh, có thể thông qua hô hấp, con mắt, da dẻ cảm giác được cay, vô khổng bất nhập thẩm thấu tiến thân khu, đạp đạp đạp. Nàng cấp tốc chạy như bay, lại chậm rãi lui ra màu đen bằng da găng tay, lộ ra bàn tay trắng nõn cắn phá đầu ngón tay, đem huyết dịch bôi lên ở bụng dưới đỏ tươi trên vết thương. Tuy rằng xoa xoa vết thương có tác dụng, nhưng hiệu quả nhanh nhất, y nguyên là máu tươi, chớp mắt liền tốt hơn rất nhiều. Nàng che eo, một đường lao nhanh, nhưng có chút khập khiễng, nàng lại làm cái gì? Vết thương, hiện trong nháy mắt liền không chảy máu rồi, cái kia phong tinh linh thủ lĩnh, sắc mặt chớp mắt kịch biến. Quay đầu muốn chạy trốn, nhưng nơi đó thoát khỏi ngũ giai tinh linh, xì xì, một nhanh chóng tràn đến, mạnh mẽ một cái đá bay, đá vào trên mặt của đối phương, bàn chân khắc ở đối phương xinh đẹp trên mặt chớp mắt, liền lưu lại một mảnh đỏ chót vết chân, cấp tốc trở nên đỏ sẫm biến thành màu đen, mặt bỗng nhiên sưng, phản phất bị ong vò vẽ đâm thành lợn lớn đầu, chớp mắt trên mặt đất kêu rên, mặt của ta, thậm chí, mặt của nàng đều phải bị cay đến mức bắt đầu thối rữa, bắt đầu hủy dung. Lại như là ăn hỏa sau, khóe miệng, môi thối rửa người đồng dạng, nếu như không phải tứ giai sinh linh, phỏng chừng trực tiếp đã chết rồi. Một quay đầu rời đi, phải biết, một ít trên địa cầu nhân công đào tạo khủng bố ớt, độ cay có thể đến trăm vạn, chỉ là vuốt những kia ớt cũng đủ để cho tay đỏ lên, đâm nhói tê cay, lại như là đụng tới hành tây, tinh dầu bình thường cảm giác, mà huống chi, là trước mắt ngũ giai thụ yêu tinh thai nghén, vượt xa tất cả khủng bố mấy ngàn vạn độ cay, tiếp tục sang bằng các nàng. Một hai chân, đã là cáo biệt mỹ thực tê cây phạm trù, hóa thành kinh khủng nhất vũ khí sinh hóa độc tố, bước lớn rời đi. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, ở đánh tan cái này phong tinh linh thủ lĩnh sau, các nàng liền triệt để quân lính tan rã, sợ hãi nàng kia khủng bố kinh người uy thế hơi thở, bắt đầu thất tán chạy trốn rồi, ngăn ngắn mấy tiếng, chiến tranh liền kết thúc rồi, ngươi là một sao. Sirin đi tới, không nhịn được hỏi, đúng. Một lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn những kia vết thương đầy rẫy, vẫn như cũ sống sót ám dạ tinh linh các tiểu tỷ tỷ, ta đã trở thành ám dạ tinh linh, bị ám dạ tinh linh sinh mệnh cổ thụ ban tên cho, gọi là Ermimia. Chúng ta trở về rồi hãy nói, quá tốt rồi, Sirin nghĩ muốn tới gần, nhưng nàng trong nháy mắt liền bóp mũi lại, trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ một mảnh, con mắt cũng bị sặc đến không mở ra được, cọ 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 rút lui vài bước, kinh hoàng nhìn trước mắt, a, con mắt của ta, thật cay. Có thể hay không đem uy thế của ngươi thu hồi đến, hơi thở của ngươi như là cự long đồng dạng đáng sợ, quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không có cách nào đến gần ngươi. Một kinh ngạc đến ngây người rồi, hắn vội vã che hai chân, cũng không biết làm sao thu lại hơi thở, ta bệnh phù chân đã bắt đầu ngoại phóng sao? Ta không thể đủ khống chế sao? Các vị ám dạ tinh linh cách xa xa đứng, không dám đến gần, cũng vừa sợ vừa phiền. Kinh tự nhiên là một cái này cây cối đầu bếp bỗng nhiên trở nên không gì sánh được mạnh mẽ.
cứu vớt ám dạ tinh linh bộ lạc diệt tộc nguy cơ, thậm chí ngay cả các nàng đến gần, đều sẽ sặc đến ngã hoặc xuống đất, không mở mắt ra được, phiền chính là không biết nên xử lý như thế nào cổ này thiên nhiên ngoại phóng uy thế. Cuối cùng, vẫn là Mini mở miệng nói rằng, trong truyền thuyết cự long, nó uy thế đến từ chính đầu của hắn, mà uy thế của ngươi, dĩ nhiên đến từ hai chân của ngươi, lại không thể tự mình khống chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp che đậy lên. Nàng nói hết, để một bầy tinh linh bắt đầu cởi giày của chính mình, tìm mấy đôi mật tính tốt nhất da thú ủng, ngay tại chỗ cải tạo, đã biến thành một đôi thâm hậu màu đen da thú ủng ống cao, thậm chí cao đến bắp đùi, xa xa ném cho nàng, cái này, lẽ ra có thể che đậy ngươi sinh vật mạnh mẽ uy thế rồi. Một vội vã mặc vào, đáng sợ hơi thở mới dần ngừng lại khuếch tán, nhưng có lưu lại dư vị, y nguyên sặc cay đến mức mọi người có chút khó chịu, này đã là một loại thực vật sản sinh sinh vật đáng sợ độc tố, quá lợi hại rồi. Nguyên lai xỏ giày, liền có thể che đậy cổ này trên chân tỏa ra khí thế khủng bố, chu vi ám dạ tinh linh hết sức kích động, đối với loại này mới tinh uy thế đều rất tò mò, sau mọi người cùng nhau thu dọn chiến trường, đồng thời trở lại rồi, đúng rồi, ta có thể giúp ngươi nhóm chữa thương. Ở trên đường, Mộc cởi găng tay, xoa xoa mỗi cái tinh linh vết thương, trợ giúp chữa thương, để chúng tinh linh càng ngày càng kích động rồi. Hai chân mang theo khủng bố mùi chết chóc, hai tay mang theo hơi thở sự sống, một tay sinh, một cước chết, ẩn chứa thực vật chính phản hai mặt, thiên phú như thế quá mức khủng bố. Sirin không nhịn được mở miệng hỏi, Amimia, vì thế của ngươi thật là đáng sợ a. À, ta muốn làm sao mới có thể như là ngươi đồng dạng có kinh khủng như vậy uy thế, chỉ là ngửi được hơi thở, liền không mở mắt ra được. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé, chu vi ám dạ tinh linh, cũng ánh mắt sáng như tuyết, vẻn vẹn nhìn chằm chằm nàng, các nàng cảm thấy mở mang tầm mắt, nguyên lai, cự long uy thế đến từ đầu, chúng ta ám dạ tinh linh uy thế, đến từ hai chân, các ngươi cũng muốn có như vậy hai chân. Amimia cười gượng một tiếng, hồi đáp, ta là đặc thù tinh linh, cùng các ngươi phổ thông tinh linh không giống, tự mang thiên phú, các ngươi tạm thời vô pháp học được, chu vi tinh linh một mảnh thất vọng. Như vậy khủng bố uy thế là khó có thể tin sức mạnh, là ai đều muốn thu được, chờ trở lại ám dạ tinh linh bộ lạc, Mộc mới thật sự hiểu thế giới này tàn khốc, hắn tuy rằng không có giết chết một cái tinh linh, nhưng tiếp theo, những tù binh kia đều bị cái khác ám dạ tinh linh, giết sạch chôn ở tinh linh dưới cây cổ thụ, trở thành chất dinh dưỡng, toàn bộ bộ lạc hoang hô lên, đại hoạch toàn thắng, chúng ta chết rồi hơn 70 cái tộc nhân, hiện tại tù binh hơn 100 cái tinh linh, có lẽ... Một bộ thi thể tuy rằng không thể hoàn toàn chuyển hóa thành một cái tinh linh, nhưng chúng ta cũng có thể khôi phục hơn 50 cái tộc nhân số lượng, chúng ta chúc mừng, ăn mỹ thực đi. Một dáng ngọc yêu kiều, hóa thành một cái đẹp đầu bếp nữ cầm lấy dao bầu bắt đầu cắt thịt, nấu nướng lên, cầm ra bản thân trước thất diệu bảo thụ thi thể, mà ám dạ sinh mệnh cổ thụ, truyền đến thăm thẳm âm thanh, hình như tại lặp lại trước cái này kỳ dị trọng sinh cây cuối lời nói, quả nhiên là như vậy sao, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Ám dạ tinh linh bộ lạc, không gì sánh được huyên nháo, vượt qua vui vẻ ba ngày chúc mừng, chỉ có, ám dạ tinh linh bộ tộc, liền bắt đầu suy tư sau con đường đi như thế nào rồi, rốt cuộc, hơi bất cẩn một chút y nguyên sẽ diệt vong, rốt cuộc ám dạ tinh linh bộ lạc trải qua trận chiến này, trái lại triệt để trở thành công địch, mà thời gian qua đi mấy ngày, Mộc cũng rút ra một quãng thời gian nhân cơ hội đi ra, vài lần trù trừ sau, cắn nhắm mắt, phát ra chính mình bức ảnh chụp ảnh màn hình. Tức khắc toàn bộ diễn đàn nghênh đón cực kỳ khủng bố sôi trào, một tấm hình ở trong diễn đàn phát ra, một cái thân thể thon dài cao gầy tinh linh tộc nữ tử, mang tinh xảo mặt nạ, nhấc theo vòng tròn vũ khí, sau lưng là đấu bồng xanh sẫm áo choàng, mang hai tinh xảo màu tím đen đường nét găng tay, trên chân là một đôi thâm hậu ủng ống cao, đẹp đến tự nhiên mà thành, đặc biệt là khí chất, có gan trời sinh nên sống ở rừng cây mông lung tiên cảnh yên tĩnh tao nhã, ra nước bùn mà không nhiễm, mờ mịt xuất trần, Yoshi. Quá đẹp, gợi cảm nữ trang, xứng đáng là thụ tinh linh. Một tiểu cô lương, vì sao không đem mặt nạ hái xuống, để chúng ta thưởng thức ngươi thịnh thế mỹ nhan, tuyệt đối là hoa hạ 5.000 năm vừa ra. Không. Là trái đất trong lịch sử, nữ nhân đẹp nhất, vô số người hô to gọi nhỏ, rốt cuộc bình thường tiến hóa sa bàn bên trong, sớm chiều ở chung một cái hắc tâm mỹ thực thương nhân, dĩ nhiên đã biến thành nữ sinh, mọi người đều hay đến bạo, đại thù đến báo được không? Hắn còn dùng mặt nạ che chắn nửa tấm mặt, trái lại có gan còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác thần bí, hắn thẹn thùng lên, mọi người trái lại càng ngày càng đắc ý. Mộc không nói lời nào đàng hoàng mở miệng, để ta ló mặt thì thôi, có chút ngượng ngùng, cho mọi người lộ chân đi, chụp ảnh màn hình, vài tờ chân dài hình ảnh phát ra, trắng nõn nhẵn nhụi, hoàng mỹ êm dịu, là trên thế giới hoàng mỹ nhất tỷ lệ hình dạng.
Mẹ nó, vẫn là huynh đệ hội làm người a, đã biến thành nữ nhân liền lập tức phát phúc lợi, xứng đáng là chúng ta huynh đệ tốt. Like, ồ, ta màn hình có vật bẩn thỉu, không nhịn được liếm bình rồi. Ở cho mọi người phát xong phúc lợi sau, Mục liền bắt đầu chính sự, giảng giải chính mình ở bên trong trải qua. Tiếp đó, vô số người nghe được Mục tỉ mỉ miêu tả, hiện tại, hắn biến thành thụ tinh linh các loại đặc tính thiên phú, cùng với quá trình chiến đấu, cùng với hiện tại ám dạ tinh linh bộ lạc tình cảnh. Mọi người sửng sốt, ngươi gia vị liệu thiên phú, dĩ nhiên tiến hóa rồi. Giảng đạo lý, mọi người đều sẽ đoán được sẽ trở thành yêu, nhưng không nghĩ tới sẽ trở thành yêu sau, sẽ như vậy yêu nghiệt. Này một đôi chân hiện tại cực kỳ bi thảm, đang tỏa ra vô địch uy thế, đến gần sẽ cay đến mức mặt đỏ tới mang tai, đường hô hấp bị cay sặc, con mắt không mở ra được, nhẹ nhàng đụng vào đến da dẻ, cả người liền muốn thối rữa, quả thực là được đi sinh vật độc tố. Chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình. Mục không nói lời nào gặp mọi người sững sờ, không quá tin tưởng, trực tiếp phát đồ. Tiếp theo, từng cái bệnh phù chân lực sát thương kinh người, vô số tinh linh tiểu tỷ tỷ bị hung đến kêu rên, chụp ảnh màn hình phóng ra. Mọi người, chấm hỏi, phốc, mọi người kém chút một khẩu máu liền phun ra ngoài rồi. Vô số người mộng bức vài giây, chớp mắt liền đau bi rồi, bọn họ cảm giác mình chịu đến lừa dối, hóa ra là vũ khí sinh hóa, người mẹ nó dĩ nhiên ở mưu hại ta, mẹ nó. Ta thật là thống khổ, ta là đùi khống A, cổ họng của ta bỗng nhiên cảm giác thật cay, ta tam quan chịu đến kịch liệt xung kích. Muốn giết người. Jeeperger, một ít yêu thích đùi đẹp đại lão, tức khắc nội tâm sản sinh sâu sắc quán niệm, vừa mới còn đang một mặt thưởng thức hạnh phúc thần sắc, tương phản to lớn cảm thấy đầu óc chịu đến sét đánh, vô cùng đau đớn, cảm giác mình bị người mưu hại rồi. Sống sinh vặn vẹo chính mình ham muốn, Mục không nói lời nào, tên khốn kiếp này, quá nhiều tiện rồi, cái này hắc thương quả nhiên là trước sau như một tâm địa đen tối, bình thường không nói lời nào, vừa nói lời liền nghẹn người chết. Dù cho là làm thương nhân buôn bán trên tinh thần phúc lợi, cũng cho ngươi lén lút mang theo tinh thần ô nhiễm. Thế nhưng Mục không nói lời nào, vui cười ha ha lên, lại phát thiếp nói, ta cho mọi người tiếp tục tỉ mỉ giảng giải quá trình chiến đấu. Hắn tiếp tục yên lặng cho mọi người phát trước chiến đấu hình ảnh, không gì sánh được tỉ mỉ, cho mọi người tăng cường vũ khí sinh hóa khủng bố ấn tượng. Chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình. Trong hình, vô số tinh linh tiểu tỷ tỷ bị cẳng chân của nàng đảo qua, sặc đến nước mũi chảy đầm đìa, con mắt sưng đến không mở ra được, các loại thê thảm dường như gặp cực hình dáng vẻ. Ngươi muội, ngươi xong chưa a? Này mẹ nó quá thiếu đạo đức đi, đặc biệt là có chút người, đã vừa mới đắc ý thiết lập thành điện thoại di động giấy dán tường, chuẩn bị mở liếm, hiện tại ngay cả điện thoại đều muốn nổ tung rồi, nhưng hắn còn đang một bộ giả vờ đứng đắn cho mọi người phát chụp ảnh màn hình, mọi người đều ức đến không được, không tìm được lý do phản bác, rốt cuộc đây là chính quy nhất quy trình. Những người này nhiều lắm trên tinh thần chịu đến nghiêm trọng ô nhiễm, mà trước một vị kia bạch tuộc player, càng là vô cùng đau đớn, ăn qua chân da hắn, cảm thấy càng ngày càng hối hận rồi, ông trời a, đây là ta trước ăn qua chân da, cái này vị tử đang ở ngâm chân ngâm gừng cánh gà, tê cay vị, đang ở nhớ lại lúc đó ăn qua loại kia đặc biệt tê cay, tức khắc mở to hai mắt, trung cầm cập bắt tay chuyển động chuột, nhìn từng cái chụp ảnh màn hình, ta, trời ơi, trong hình ảnh, đi qua địa phương không có một ngọn cỏ, một bầy tinh linh tiểu tỷ tỷ dùng dập ngã trên mặt đất, bị kia một đôi chân bệnh phù chân, cay đến mức che mắt cùng mũi kêu thảm thiết, thảm nhất chính là cái kia chân đụng tới trên mặt phong tinh linh, trực tiếp bị bệnh phù chân, hung đến thối rữa hủy dung, quẹ, bệnh phù chân cường giả, khủng bố như vậy, hắn ném xuống cánh gà, bỗng nhiên từ trước máy vi tính đứng dậy, trực tiếp đến WC, điên cuồng nôn mửa, đôi này tất cả nam tính đám player thể tạo thành đầy đủ xung kích. Núi Haruna tốc độ xe, đến, chân dài khống, mò đầu khống đều ở nào. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, chân cay con mắt, đầu mang kịch độc, Mục không nói lời nào biểu thị, bản nữ trang đại lão, chuyên trị các ngươi những này các loại nam biến thái. Buồn cười, mọi người lại lần nữa thổ huyết, ngươi mới thật sự là nam biến thái được không, đừng làm bộ một mặt không có chuyện gì, phỏng chừng ngươi chịu đến thương tổn so với ai khác đều nghiêm trọng, đã thất tâm phong chứ, cái khác không có tham dự. Đối với chân không thích người qua đường quần chúng, tức khắc kinh ngạc đến ngây người, quả thực cười đến cái bụng đều đau đớn, Mục là cái ngoan nhân, không dễ trêu a, xứng đáng là trước có thể miệng tiện nghẹn chết hắc thương, bắt đầu yên lặng báo thù rồi, Mục đại lão 666. Thần thao tác, rất nhanh nổ ra một đống nữ tính, hoặc là đối chân không thích thi nhân, chó cắn áo rách, hứng thú đại phát, văn tài đẹp đẽ, là Mục tuyệt thế hai chân, bắt đầu ca tụng viết thơ rồi.
Một tên hắc tâm tiểu thương hiệp khách đi trên đường, đối mặt cử quốc đều địch, thiên quân vạn mã vây quanh, nàng không sợ chút nào, cùng thiên hạ là địch thì lại làm sao? Nhấc lên bầu rượu ra sức uống một chén, rượu vào hào ruột, bảy phần mang thai thành khí mê tan, còn lại ba phần díu thành bệnh phù chân, giày bó một thoát, một đôi trắng nõn đùi đẹp rơi vào phàm trần, chúng sinh vì đó nghiêng đổ, chân dài một múa, một điểm ánh trắng vạn trượng quang, tàn sát hết thiên hạ lại có làm sao? Ta có nhiệt huyết chí khí, đầu độc thanh thiên nhật nguyệt, đủ nát giang sơn vạn dặm, ta có đùi đẹp một đôi, lâu bị giày bó quan khóa, hiện nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi xanh vạn đoá. Xuân tử yêu học tập, bản thân, mỗi ngày nữ trang, hoàn toàn xem không hiểu đàn ông các ngươi ham muốn, ngược lại là nhân sinh thứ hai, tương đương với đời sau, trải nghiệm một hồi làm nữ nhân một đời không tốt sao. Muôn màu muôn vẻ, bất quá này chân, thật là cây con mắt, đáng sợ, manh muội muốn tiến hóa thành long, ha ha, thế giới kia hoàn cảnh liền như vậy, không có nam nhân, cùng một màu nữ tính tinh linh, các ngươi đi vào, muốn hóa thành hình người, sớm muộn cũng sẽ như vậy biến thành mỹ nữ tinh linh, đây là thế giới kia quy tắc, nhập gia tùy tục đi, các thiếu niên. Vẻ mặt thành thật, một không nói lời nào tức khắc lộ ra kinh hỉ, một đám này gia súc điên cuồng miệng hay, không nghĩ tới vẫn là mấy cái muội chỉ player đến giúp hắn nói chuyện, bất quá một giây sau, trong đầu của hắn lóe qua một cái khổ bức ý nghĩ, các nàng giúp ta biện hộ, sẽ không đem ta xem là các nàng cùng một chiến tuyến lập trường chứ, chúng ta đi vào cũng sẽ như vậy, mà lúc này, mọi người nụ cười dần dần cứng ngắc, nghĩ đến này một mảnh vụn, tức khắc càng ngày càng cảm nhận được 10 phần bạo kích thương tổn, tức khắc có người biểu thị, chính mình muốn thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết không hóa hình, biến thành một đồng dạng đại mỹ nhân, manh muội tiếp tục mở miệng, là thật thà chết chứ không chịu khuất phục sao, hiện tại, nếu như các ngươi muốn đi vào cổ một thế giới, xếp ở trước mặt các ngươi con đường có hai cái, điều thứ nhất là tiềm lực tiến hóa động vật, điều thứ hai là tiềm lực tiến hóa thực vật, mà tiến hóa thực vật, rất phù hợp cổ một thế giới quy tắc, thực vật sinh mệnh có khó có thể tưởng tượng ưu thế, có thể mượn trọng sinh hóa thành thực vật cây giống, ở bên trong tiến hành một lần sinh mệnh thuế biến, hóa thành tinh linh nhân hình, thực vật càng mạnh, hóa hình thành tinh linh thiên phú càng mạnh, chỉ cần nữ trang, chớp mắt liền có thể đến ngũ giai, thành thật mà nói, nếu như ta không phải có cái hỗn nguyên thánh nhân kỳ ngộ, ta đều có chút muốn tiến vào cổ một thế giới, nhìn một chút ta kiến một vật chủng lột xác thành yêu, biến thành tinh linh là cái gì thiên phú nghịch thiên, móc mũi, manh mũi chớp mắt vì bọn họ làm rõ dòng suy nghĩ, thế giới kia quy tắc liền là như vậy, động vật không có ưu thế có thể nói, chỉ có thể bắt đầu từ con số 0, mà tiến hóa một gốc thực vật, có thể lén lút lẫn vào tinh linh bên trong, được trời cao chăm sóc bắt đầu, hóa thân làm ngũ giai tinh linh anh hùng, đồng thời. Toàn bộ cổ một thế giới chỉ có nữ tính tinh linh một loại này hình người vật chủng, đi vào sau, muốn hóa hình người, cũng chỉ có thể biến thành nữ tính tinh linh. Rốt cuộc cổ một thế giới cùng hoang cổ thế giới hóa hình quy củ không giống. Hoang cổ thế giới hóa hình người, chỉ cần ký sinh thức hải, đoạt xá một người thân. Cổ một thế giới hóa hình người, nhưng không có những người khác hình nam tính sinh mệnh đoạt xá, cũng không có thức hải cho ngươi đoạt xá, chỉ có thể đi sinh mệnh cổ thụ con đường hóa hình. Núi Haruna tốc độ xe, Xuân Tử yêu học tập. Ha ha ha, trừ phi là một đời động vật cùng thực vật, hình thù kỳ quái, hồi đó mất đi rất nhiều lạc thú, mà một khi hóa hình liền có thể hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong, chớp mắt có thực lực cường đại, các ngươi từ chối được. Thật hương cảnh cáo. JPG, mấy cái muội chỉ player dồn dập biểu thị, thế giới này người đi vào cơ bản đều muốn biến thành tinh linh, các ngươi ở đây trào phúng một, sau đó liền đến phiên các ngươi rồi, một không nói lời nào, tức khắc cũng nghĩ rõ ràng trong đó đạo lý. Lộ ra nụ cười nhạt, thì ra là như vậy. Xác thực là như vậy, hiện tại cười ta, phúng ta, nhục ta, sau đó liền đến phiên các ngươi đi vào, muốn hóa hình, chỉ có thể biến thành tinh linh, mà liền đi vào cũng không có cách nào tiến vào gia hỏa, thì càng thêm không có tư cách cười nhạo, rốt cuộc coi như là biến thành nữ nhân, đây là mới tinh nhân sinh thứ hai a. Hắn chớp mắt nghĩ rõ ràng tất cả, bài xích tâm lý cũng giảm thiếu, bắt đầu ngồi trước máy vi tính, lạnh nhạt lên, nhìn thiếp mời thậm chí còn uống một hớp trà, tự mình an ủi, ha ha, chơi lâu như vậy cái này hát co trò chơi, tóc đều trọc hơn nữa, mới làm ra một cái gia vị liệu vật chủng, không nghĩ tới dĩ nhiên được thành tựu, kết quả vừa tiến đến vật chủng quá rác rưởi nhược đến bị điên cuồng treo lên đánh, nhưng hiện tại chỉ cần bán một cái manh, phát một tấm nữ trang bức ảnh, đám bạn trên mạng liền có thể hữu cầu tất ứng, thực sự là hay đến ta rồi, hắn yên lặng xoa xoa chính mình hairline, âm thầm đắc ý, cảm giác mình đi ra bên ngoài cầu viện bạn trên mạng, là một đời nhất quyết định anh minh một trong, đồng thời còn mạnh mẽ hố bọn họ một cái. Thế là, hắn vẫn là bắt đầu chính kinh vấn đề,
tiếp theo đường nên đi như thế nào? Manh muội muốn tiến hóa thành long, hiện tại, xin mời nghĩ bách hợp mỹ nữ tinh linh núi Haruna xe thần, mở ra ngươi lên tiếng, núi Haruna tốc độ xe, khạch khạch khạch. Căn cứ ngươi phát ra bức ảnh cùng miêu tả, chúng ta phân tích một hồi tình huống của ngươi, ngươi bệnh phù chân kinh người, chỉ sợ đã là thế giới kia đơn thể mạnh nhất sinh vật, có lẽ chỉ có cự long mới có thể đánh với ngươi một trận, tiếp theo, ngươi phát triển hẳn là như vậy, tấn công dưới phụ cận phong tinh linh, thủy tinh linh bộ lạc, thậm chí càng tấn công tới gần quang tinh linh bộ lạc, ám dạ tinh linh bộ lạc, giáp giới ba cái phong, thủy, quang tinh linh bộ lạc, trước là phong, thủy tinh linh xâm lấn, mà quang tinh linh bộ lạc khoanh tay đứng nhìn, núi Haruna tốc độ xe, quang tinh linh bộ lạc không có ân oán, nhưng giáp giới bộ lạc, liền muốn thống trị chinh phục, để ngừa hậu hoạn, những bộ lạc này đều là giả mang nguyên thủy, vẫn không có khai hóa, không có trật tự, chúng ta muốn thống nhất các nàng, cho các nàng mang đến văn minh cùng trật tự trước. Đầu tiên liền muốn mang đến giả mang cùng chiến tranh, đại lão xứng đáng là đại lão, nói rõ được mới thoát tục, muốn dẫn đến hòa bình, đầu tiên muốn vận dụng hạch bình, núi Haruna tốc độ xe, chúng ta chỉ là cần các nàng trở thành phụ thuộc bộ lạc, yêu cầu tiến cống cũng không cao, sinh mệnh cổ thụ 3 phần 10 năng lượng, sau đó phụ trách che chở các nàng, ngươi trước vì chế tạo đồ sắt, nồi sắt, xẻng sắt các loại nhà bếp dụng cụ, ở đó 2 năm đã luyện sắt, ngươi có thể dùng sức mạnh của ngươi, chế tạo tôi độc bằng sắt vũ khí. Bôi nước ớt ở vũ khí trên tự nhiên là không thể, phỏng chừng các nàng chính mình cũng không chịu được kia vị, chỉ có thể bôi pha loãng quá độc tố, đồng thời tay của ngươi, kiến nghị lượng lớn chế tạo sinh mệnh nước thuốc, dùng để tự lành vết thương, mà đảm bảo sinh mệnh nước thuốc, ta kiến nghị dùng một viên chiến tranh cổ thụ, không cần đi tiền tuyến làm máy bắn đá, làm hậu cần, đảm bảo các tinh linh nước thuốc, vũ khí, cho rằng tinh linh cửa hàng, đồng thời, nó phụ trách ghi chép sách vở cùng văn hiến, liền gọi là tri thức cổ thụ đi, mọi người sửng sốt một chút, đặc biệt có trật tự kế hoạch. Tiếp đó, núi Haruna tốc độ xe tiếp tục mở miệng, sau đó, chính là hệ thống tu luyện vấn đề, làm sao trở nên mạnh mẽ. Chúng ta ở bên ngoài thời gian quá ngắn, cũng không có cách nào trợ giúp ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình nghiên cứu hệ thống tu luyện, rốt cuộc ngươi cũng là học bá xuất thân. Nhưng nếu phát động chiến tranh, ta kiến nghị lại lần nữa nghiền ép một hồi ám dạ tinh linh sinh mệnh cổ thụ, để nó không còn ngưng tụ trái cây sinh mệnh. Đem những năng lượng này giao cho các ngươi cho rằng chiến tranh tài nguyên, trở thành bổ sung năng lượng thể lực ma lực nước thuốc, như vậy, liền có sinh mệnh nước thuốc tự lành vết thương, ma lực nước thuốc hồi phục thể lực rồi, mọi người hô to trâu bút, núi Haruna tốc độ xe nói tiếp, đến mức phát động chiến tranh, cá nhân ta cảm thấy hẳn là động trước thủy tinh linh bộ lạc, toàn bộ người tức khắc không nghe hiểu, không phải lớn nhất kẻ thù, là phong tinh linh sao, không đi tìm kẻ thù, mà là trước đi đánh thủy tinh linh. Núi Haruna tốc độ xe, các ngươi đây liền không hiểu, các ngươi nhìn địa hình vị trí, phong tinh linh ở tại từng viên một cao mười mấy mét trên cây, thủy tinh linh ở tại trên một mảnh hòn đảo, rất am hiểu lặn dưới nước bơi, xem ra, trong hòn đảo thủy tinh linh rất dễ thủ khó công, kỳ thực không phải vậy, ở tại trên hòn đảo nhỏ, trái lại là chúng nó nhược điểm trí mạng, chỉ cần một đem chân luồn vào trong nước, xuống nước thủy tinh linh, toàn bộ đều phải chết, lịch sử tại đẩy về phía trước tiến. Amimia dẫn đầu ám dạ tinh linh bộ lạc, bắt đầu càng phát ra cường đại, nàng liên hợp nước, quang, gió tam đại tinh linh bộ lạc, tứ đại tinh linh bộ lạc tên là ám dạ liên minh tăng thêm các loại kỳ dị dược tề, còn lại 7 cái bộ lạc, tràn ngập nguy hiểm, thần sáng tạo thời đại 135 năm, vũ tinh linh thủ lĩnh Omega, liên hợp còn sót lại tinh linh tộc, tạo thành 7 đại tinh linh tự nhiên liên minh, cộng đồng chống cự xâm lấn, đến tận đây, tiến vào liên minh thời đại, song phương chiến tranh cổ thụ. Mặc dù là lục giai sinh vật lực lượng kinh khủng, đủ để rút lên cổ thụ to lớn xem như côn bổng vung đánh quét ngang, nhưng chậm chạp như ốc sên, khó mà di động, không chạy nổi tinh linh, chỉ có thể làm thành viễn trình cầu thủ ném bóng. Ám dạ liên minh, có được ngũ giai ám dạ tinh linh anh hùng Erminia, tự nhiên liên minh, có được lục long ngũ giai binh chủng, song phương đều có duy nhất linh hoạt tính ngũ giai binh chủng. Dựa theo đạo lý đến nói, tự nhiên liên minh chiến lực, liên hợp 7 cái bộ lạc. Nghiền ép 4 cái bộ lạc ám dạ liên minh, nhưng ở Erminia dẫn đạo hạ, sáng tạo các loại chiến thuật kỳ tích, phục kích, bọc đánh, quanh co chiến thuật, từng loại khiến người tán thưởng kiếm tẩu thiên phong, vậy mà khiến cho song phương lực lượng ngang nhau. Thần sáng tạo thời đại 176 năm, song phương cùng phân nhiều trạch sơn mạch, tiến hành một lần kịch liệt giao phong, song phương từng khỏa to lớn chiến tranh cổ thụ, bị di chuyển đến tiền tuyến, hóa thành khủng bố cầu thủ ném bóng ném cự thạch, mặt đất ầm ầm chấn động. Từng cái to lớn cái hố lấp lóe, mà tự nhiên liên minh tinh linh, vậy mà không có một cái cận chiến sĩ, tất cả đều là núp ở phía xa cây cối,
hàng rào bên trên, sử dụng cung tiễn cung thủ, hiện tại liền ngay cả Ermimia, cũng không có khả năng xuyên qua phòng tuyến phóng thích uy áp, sẽ bị tư sống đánh thành cái sàn. Sưu sưu sưu, từng cây cung tiễn, xa xa bắn về phía đối phương, Ermimia. Vũ thủ lĩnh Omega, hùng tài đại lược, hắn tài tình thiên phú vô cho hoài nghi, hắn đã xuất lĩnh tinh linh bộ đội, chinh phục một viên cổ thụ, thế nhưng là lúc này, lại đụng phải kình địch, Ermimia, nàng phản phất toàn trí toàn năng, có được vô cùng vô tận trí tuệ, có thể khắp nơi phản kích, rõ ràng là một người, lại cho ta một loại đối mặt vô cùng vô tận trí giả cảm giác, một thủ lĩnh chỉ huy trí tuệ phong cách, luôn luôn là không đổi, hoặc là ổn trọng, hoặc là thích kiếm tẩu thiên phong, hoặc là thích mạo hiểm, mà Ermimia thiên biến vạn hóa, thực tế khó có thể tưởng tượng nàng động tác kế tiếp, oanh, bỗng nhiên ở giữa, ám dạ tinh linh một phương chiến tranh cổ thụ, quăng tới từng cái kỳ dị thùng gỗ, đó là cái gì, tự nhiên liên minh một phương tinh linh, tay cầm cung tiễn, kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, không tốt, vũ tinh linh thủ lĩnh Omega giật mình mấy giây, biến sắc, đột nhiên gầm hét lên, chỉ sợ bọn họ ném đến. Là Ermimia uy áp, chiến tranh cổ thụ. Dùng tảng đá đánh nát nó. Không thể để cho nó tới gần chúng ta bên này bầu trời. Omega gầm thét, ầm ầm, từng khỏa chiến tranh cổ thụ, chậm rãi giơ lên cự thạch, hung hăng ném, cách xa xa đánh nát giữa không trung từng cái một bình, rầm rầm rầm, từng cái thùng gỗ nát ở phía xa giữa không trung. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là phản ứng chậm một nhịp, một viên một bình tại ở gần tự nhiên liên minh bầu trời, mới bị cấp tốc đánh nát, một nháy mắt, đại lượng khí tức khủng bố, phô thiên cái địa vọt tới, hoa, khí tức hình thành một cổ như gợn sóng uy áp, chồng chất khuếch tán, nháy mắt đến cùng một mảng lớn tinh linh, che lấy hai mắt cùng cái mũi kêu thảm, lục long giác sâm một mặt phức tạp, cũng không ngừng hướng ngoại phi hành, sặc đến nước mắt chảy đầm đìa, mang theo sợ hãi thật sâu, cái này uy áp, vậy mà khả năng chứa đựng. Khí tức thật là khủng bố, viễn siêu long uy, liền xem như ta là một đầu cự long, cũng khó có thể ngăn cản, rút lui. Omega đeo lên mặt nạ, cuồng loạn gầm nhẹ. Một bên khác, Ermimia hất lên mũ che màu xanh lục, hít thở sâu một hơi, vũ tinh linh thủ lĩnh, Omega, phản ứng thật nhanh, ta ỷ vào rất nhiều tri thức, đều không kém điểm bị nàng không ngừng nhìn thấu, đích thật là một cái kiêu hùng, nếu như hắn phản ứng chậm một phút, bọn hắn liền cơ bản toàn diệt, vũ tinh linh. Vậy mà là mọc ra màu trắng cánh tinh linh, cầm cung tiễn trên bầu trời tiến công, có loại cùng loại thiên sứ cảm giác, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khoa trương hơn chính là, cùng cái khác tinh linh tộc khác biệt, các nàng vậy mà là ở tại một viên tinh linh cổ thụ bên trên. Tinh linh cổ thụ sao mà cao lớn, xuyên thẳng thiên khung phía trên, thân thể 10 phần thẳng tắp, như một cây hình trụ, mấy ngàn mét phía trên mới bắt đầu có từng cây chi nhánh xẻ tà, có thể kiến tạo nhà trên cây, cho nên cái khác tinh linh, không ai có thể leo đến phía trên ở lại, dễ thủ khó công, vũ tinh linh ở tại mấy ngàn tên cổ thụ trên không trung, không ai có thể đả kích các nàng, chỉ có các nàng bay xuống đả kích những người khác, đồng thời các nàng đem sinh mệnh của mình vĩnh hằng tinh linh cổ thụ, xưng là thiên đường chi thụ, mộc mộc ngẩn người, nàng bỗng nhiên có loại sống ở xa xôi tiền sử thần thoại thời đại cảm giác, có lẽ tương lai, vũ tinh linh một mạch, lại được người xưng là thiên sứ, ta vậy mà tại cùng viễn cổ thời đại thiên sứ, tiến hành chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, là yếu thế ám dạ tinh linh một phương, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, chuyển bại thành thắng. Sau 3 ngày, ám dạ tinh linh bộ lạc, hiện tại, các nàng nguyên khí trọng thương, liền xem như so với chúng ta cường đại rất nhiều, cũng không dám trong thời gian ngắn đối với chúng ta phát động chiến tranh. Ermimia đứng tại nguyệt lượng giếng bên cạnh, đối các vị bộ lạc tinh linh nói, dù sao các nàng 7 cái tinh linh bộ lạc, nhân số nhiều lắm, thực tế rất khó kháng trụ, phải giải quyết chuyện này, chỉ có thể nghiên cứu phương pháp tu luyện. Chúng ta số lượng không sánh bằng, chỉ có thể chất biến. Nàng nhíu mày, mà bây giờ đã sắp có mặt mày. Thần sáng tạo thời đại 236 năm, lại qua mấy chục năm tuế nguyệt, song phương tinh linh liên minh phạm vi nhỏ chiến tranh không ngừng, bắt đầu lâm vào hòa bình. Tại tự nhiên liên minh trong mắt, các nàng 7 cái bộ lạc liên hợp lại, Ermimia cũng bắt các nàng không có cách nào, cho nên, dần dần bắt đầu lâm vào hòa bình, bắt đầu an nhàn, nhưng lại không biết, nguy cơ đã đến, rốt cục thành công. Một một trong phòng, nghiên cứu ra một đống lớn bút tích, phản phất hóa thành một cái tinh linh học giả, vu sư thế giới, là tu luyện tự thân tinh thần lực, hoang cổ thế giới là cảm ứng thiên địa hương hỏa, ta kết hợp một chút, tu luyện tự thân tinh thần lực, cảm ứng trên bầu trời năng lượng, chỉ bất quá, đại bộ phận năng lượng, đã sớm bị sinh mệnh cổ thụ độc quyền, có thể lộ xuống tới đến thế giới này năng lượng không đến 1%, nàng cũng phát hiện, loại này năng lượng kịch độc, nếu như quá cao, sẽ để cho nhỏ yếu sinh mệnh tử vong. Nhưng loại này quá thấp nồng độ tu luyện,
lại quá mức chậm chạp. Nhưng là, chúng ta không cần hấp thu, có thể đã có sẵn nguyệt lượng giếng, một viên cổ thụ cho chúng ta cung cấp loại bỏ tu luyện năng lượng. Một ngày này, Erminia tuyên bố, tiến vào tu luyện thời đại, hệ thống tu luyện mở, đây là đủ để ghi vào thế giới trong lịch sử một ngày. Vô số tứ giai trưởng thành tinh linh, đã sớm năng lượng đầy đủ, kẹt tại cảnh giới bên trong mấy trăm năm, lúc này tu luyện về sau, không đến ngắn ngủi một tháng, nháy mắt nhau nhau đột phá, đi tới ngũ giai, mới chiến tranh, lần nữa bộc phát, đây là nghiêng về một bên chiến tranh, vô số ngũ giai tinh linh tuôn ra ra, lại phối hợp các loại dược tề phụ trợ, những bộ lạc khác tinh linh căn bản không phải đối thủ, từng cái tinh linh bộ lạc luân hãm, bọn hắn bộ lạc thủ hộ sinh mệnh cổ thụ, bị khống chế nô dịch, cuối cùng, vũ tinh linh Omega, dẫn đầu một đám còn sót lại các tộc tinh linh, vũ tinh linh một đối một, ôm các nàng phi hành, trốn cao vạn trượng giữa không trung, tiến vào thiên đường chi thụ bên trên, quá cao, không ai có thể đến nơi đó, lúc này Sirin đã trưởng thành, trở thành một tâm phúc, ở bên cạnh nói, bằng không, chúng ta đem cái này một viên tinh linh cổ thụ, cho chém đứt đi, dạng này các nàng những này dư nghiệt liền không có chỗ trốn giấu, không thể, Erminia một ngụm từ chối, nàng nghiên cứu cây diệp thiên khung sót xuống đến năng lượng sau, minh bạch cái loại năng lượng này nồng độ quá cao, có thể độc chết hết thảy nhỏ yếu sinh linh, là 11 khỏa sinh mệnh cổ thụ, dùng mình tán cây, ngăn cách bảo hộ toàn bộ đại địa sinh linh. Cứ việc sinh mệnh cổ thụ cũng có tư tâm, nhưng đây không thể nghi ngờ là đôi bên cùng có lợi. Nếu như chặt cây rơi cái này một viên sinh mệnh cổ thụ, như vậy liền tương đương với một viên thừa thiên chở kiến một sụp đổ, bầu trời rò rỉ ra một cái đại lỗ thủng, khi một mảnh thổ địa vô tận sinh linh bắt đầu diệt tuyệt, ai đến bổ thiên, sinh mệnh cổ thụ, là cái này một mảnh thế giới căn bản. Không thể đổ hạ, chỉ có thể nô dịch, hiện tại chỉ có thể trong thời gian ngắn, bỏ mặc bọn hắn những cái kia dư nghiệt, nàng hiện tại là không có cách nào, nhưng chỉ có thể đến lục giai, liền có thể đằng không, bay đến vũ tinh linh bộ lạc bên trong, cởi một cái rơi giày, liền có thể giải quyết sau cùng hậu hoạn. 11 khỏa tinh linh cổ thụ, 10 cái bộ lạc đã bị chúng ta nhất thống. Một ngày này, ám dạ tinh linh anh hùng Erminia, tại ám dạ tinh linh bộ lạc mở miệng, bắt đầu kiến quốc đi, toàn bộ lạc sôi trào, kiến quốc. Vô số ám dạ tinh linh, các bộ lạc tinh linh vui đến phát khóc, ôm nhau cùng một chỗ, các nàng nghe Erminia nói thành lập quốc gia chỗ tốt vô số lần, đối cái kia văn minh thế giới tràn ngập hướng tới, tượng trưng cho cổ thụ chiến tranh giả mang bộ lạc thời đại kết thúc, mới thành ban sử thi mở ra, Erminia cao đẳng tinh linh biên niên sử ghi chép, Erminia, mở tinh thần thể hệ, chinh phục thập đại tinh linh cổ thụ bộ lạc, lập Erminia cao đẳng tinh linh đế quốc, thời gian, không ngừng hướng về sau chuyển dời. Vô địch tại toàn bộ đại địa ám dạ tinh linh bộ lạc, bắt đầu tận sức phát triển văn minh, đồng thời điều động tinh linh dũng sĩ, thăm dò thế giới biên cảnh, cuối cùng phát hiện một cái kinh khủng sự thật, từ phương hướng ngược điều động thăm dò đội, vậy mà hội tụ lại với nhau. Thế giới này, vậy mà là hình tròn, chúng ta tại một khỏa tinh cầu bên trên, nàng người khoác áo choàng, đầu đội kim sắc vương miện, ngồi tại vương tọa bên trên, oai hùng mà rất có mị lực, nghe đại thần, lâm vào nội tâm trong lúc khiếp sợ, cái thứ ba thế giới. Vậy mà là một khỏa tinh cầu hoàn cảnh. Cùng loại địa cầu chúng ta hoàn cảnh, như vậy 11 khỏa sinh mệnh cổ thụ, những cái kia tán cây che chắn cây diệp thiên khung, có phải là hay không làm tầng ozone tác dụng, ngăn cản trong vũ trụ phóng xạ cùng các loại có hại vật chất. Cuối cùng, nàng quyết định trước tiên ở trên viên tinh cầu này phát triển văn minh. Erminia tinh linh đại đế, bắt đầu sáng tạo hoàn thiện tiền tệ hệ thống, thống nhất các bộ lạc ngôn ngữ, chế tạo luyện chế đồ sắt, bệnh quần áo, làm nông trồng, chăn thả động vật, bồi dưỡng tọa kỵ, những này mỗi một cái lĩnh vực đều đắm chìm suốt đời tinh lực đi nghiên cứu, thế nhưng là Erminia lại phản phất toàn trí toàn năng chi thần, lại tùy tiện mở ra đến, nàng dần dần không gì làm không được, bị các đại bộ lạc sùng bái, kính ngưỡng, tôn sùng, thần hóa, thậm chí một chút tinh linh bộ lạc bắt đầu ở thành trấn trung ương trong ao thành lập một tôn màu đen tượng đá, là một hất lên màu xanh sẫm áo choàng nữ tử, mặc màu đen cao ống giày, mang theo đường vân tinh xảo găng tay, cầm một thanh kịch độc chi luân vũ khí. Erminia đã bị xem như tại thế thần linh, được trao cho rất nhiều xưng hào, tinh linh chi thần, thủ vọng giả, ảnh chi ca, mà toàn bộ ám dạ tinh linh bộ lạc, cải biến tinh linh đế quốc vương đô, Ngân Nguyệt Thành, ngày bình thường có Sirin, Gina xử lý chính sự, Erminia đại đế một mực bế quan, mở từng đầu mới đường, mỗi một lần xuất hiện đều đẩy tới các loại mới tinh văn minh lĩnh vực. Erminia đế quốc 7 năm, 3 tháng, Erminia đại đế, buông tẩu tại 10 khỏa tinh linh cổ thụ ở giữa, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, các đại tinh linh vĩnh hằng sinh mệnh cổ thụ, khống chế lá cây che đậy thiên khung, hình thành ma võng. Các ngươi bộ lạc bình thường hướng tinh linh đế quốc, cống nạp 3 tầng năng lượng, không cần lại nộp lên,
đem cái này ba tầng năng lượng tổ kiến ma võng, dạng này đối với các ngươi không có chút nào tổn thất, ngược lại có thể để các ngươi bộ lạc tinh linh có thể yêu tu luyện. Ma võng sinh ra là vì thế giới này hoàn thiện quy tắc, trước đó chỉ có ám dạ tinh linh có thể tu luyện, các nàng lợi dụng các đại tinh linh cổ thụ tiến cống năng lượng, có thành lập nguyệt lượng giếng điều kiện, mà cái khác tinh linh mặc dù đạt được hệ thống tu luyện, nhưng mình thu nạp sót xuống đến mỏng manh tinh thần chi lực, tiến độ cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Mà lúc này, tổ kiến ma võng liền mang ý nghĩa toàn bộ đại địa bên trên các lớn tinh linh tộc đều có thể cảm ứng, thậm chí các đại cự long, trong đầm lầy cửu đầu xà, các loại cao đẳng sinh mệnh, đặc năng bắt đầu tu luyện. Nguyên lai, Ermimia đại đế, là vì cái khác tinh linh bộ lạc, những năm này một mực đang thiết kế ma võng, vậy mà bỏ qua đông đảo năng lượng, cho chúng ta những này cung cấp các đại bộ lạc tinh linh tu luyện, không sợ chúng ta tu luyện sau tạo phản sao, nàng đã là tinh linh chi thần, không có người sẽ tạo phản, vô số bộ lạc tinh linh đều tại tán thưởng. Ermimia có lẽ chưa bao giờ có tư tâm, trước đó phát động chiến tranh, không phải là muốn nô dịch các nàng cướp đoạt tinh linh cổ thụ năng lượng, mà là cho các nàng mang đến văn minh. Thế nhưng là, Ermimia làm như vậy, đã dần dần gây nên ám dạ cổ thụ bất mãn. Nó ám dạ tinh linh bộ lạc nô dịch chính khỏa tinh linh cổ thụ, hẳn là vì nó cung cấp năng lượng, mà bây giờ, cổ năng lượng kia bị tự mình lấy đi. Bất quá, nàng chung quy là an nại xuống tới. Bởi vì Ermimia mở hệ thống tu luyện, bọn chúng các đại tinh linh cổ thụ cũng có thể bắt đầu tu luyện, tăng lên mình lực lượng. Bọn chúng sinh mệnh cổ thụ là thất giai sinh mệnh, chiến tranh cổ thụ là lục giai sinh mệnh, hiện tại chỉ bất quá ngoại phóng ra ngoài 3 tầng mà thôi, mà càng nhiều, bọn chúng đều tại hấp thu. Ermimia đế quốc 21 năm, tháng 7, U Tỉnh Cao Nhã Tinh Linh Vương Điện, tròn hình vòng nóc nhà khảm khắc lấy tinh tế dày đặc lục sắc đằng mạng điêu văn, nhàn nhạt tuyết trắng ánh nắng từ cửa sổ cắt hình tung xuống, tường hòa tĩnh mịch, một cái đầu mang kim sắc vương miệng mỹ lệ tinh linh bình tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên, có chút nhắm mắt, giống như là chợp mắt. Vĩ đại tinh linh đại đế, vạn năng tinh linh chi thần. Ermimia bệ hạ, tinh linh đại thần Mini đi vào vương điện, đứng tại trên mặt thảm, đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt. Đây là tinh linh pháp điển, cho chúng ta mang đến siêu việt nguyên thủy lực lượng, không còn mượn nhờ thân thể. Vương tọa bên trên, Ermimia mở ra hai con ngươi, nàng thân thể thanh nhã thon dài, nhàn nhạt mở miệng, những năm này ta đã hoàn thiện, hôm nay, có thể ban bố xuống dưới, là, Ermimia bệ hạ. Mini đứng dậy, tiếp nhận tinh linh pháp điển, chậm rãi rời đi. Pháp thuật là Ermimia tinh linh đại đế, năm gần đây một mực đang mở nghiên cứu hệ thống tu luyện, nghe nói có thể vận dụng ở giữa tự thân lực lượng, không còn dựa vào vật lý đã kích, là siêu việt cung tiễn siêu tự nhiên lực lượng, mà bây giờ, tự hồ đã triệt để nghiên cứu ra được. Mini bỗng nhiên dừng lại, quay đầu khát vọng ước mơ nhìn một cái tinh linh vương Ermimia, vị này vĩ đại tinh linh chi thần, dẫn đầu ám dạ tinh linh bộ lạc đi ra khốn cảnh, sáng tạo kỳ tích, không ngừng chinh chiến, vì tinh linh thành lập trật tự cùng văn minh, nàng tại dẫn dắt từng cái tương lai mới tinh thời đại. Hơn 100 năm trước, nàng vẫn là ám dạ tinh linh bộ lạc lúc ấy còn sót lại thủ lĩnh lúc, tại bị hai cái bộ lạc giáp công, tại vì bộ lạc sinh tồn phấn đấu, hôm nay, thời gian thấm thoát, nàng mặc dù đã tiếp cận chết già, nhưng tận mắt chứng kiến một cái thần thoại sử thi anh hùng sinh ra cùng trưởng thành, đứng tại thế giới chi đỉnh, mở hệ thống tu luyện, kiến tạo ma võng, chế định pháp điển. Đây là vĩ đại bực nào thần a? Mini run rẩy thân thể, bước nhỏ rời đi. Chỉ là đáng tiếc, mình sắp chết già, không thể lại đi theo cái này một vị vĩ đại tồn tại tiến lên. Ta rời đi, đời đời bất hủ Ermimia bệ hạ, vẫn như cũ mang theo chúng ta ám dạ tinh linh bộ lạc, không, là toàn bộ tinh linh chủng tộc, đi hướng kế tiếp huy hoàng văn minh. Nàng bước nhỏ hành tẩu, nhẹ nhàng vuốt ve cái này tinh linh pháp điển, bỗng nhiên, nàng cũng nhịn không được nữa. Tại hành lang ngoài cửa sổ nhỏ vụn tươi đẹp dưới ánh mặt trời, nàng hô hấp dồn dập, chậm rãi như trân bảo lật ra tinh linh pháp điển tờ thứ nhất, kim sắc quang mang chiếu xuống trang sách bên trên bút tích bên trên, chương mở đầu đoạn thứ nhất lời nói rõ ràng viết, chúng ta tinh linh thuộc về tự nhiên, thủ hộ tự nhiên, siêu việt tự nhiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.